chương 3400, Sơn Môn phía trước, Diệp Ma đầu sự kiện, còn chưa triệt để lắng lại, Nam Thánh thần vực bên trên lại xuất hiện một kiện đại sự. Đời chín thánh nữ mạnh khuynh thành, thức tỉnh, bất quá cái này thức tỉnh quá trình, có chút long đong, hắn nhiều lần thất bại, năm đại nhau thậm chí bởi vậy hao phí 100 vạn năm thọ nguyên. Mà truyền văn, tất cả những thứ này, cùng thánh tử khổng trần mặc giống như có không nhỏ quan hệ. Thánh nữ thức tỉnh về sau, đánh khổng trần mặc xương vỡ gần đứt, lại như thế vẫn chưa đủ, về sau mỗi một ngày, thánh nữ đều muốn tới cửa, hành hung một lần khổng trần mặc. Mà đối với cái này, tông môn rất nhiều lão tổ, làm như không thấy. Thánh nữ thức tỉnh về sau, càng là điên cuồng tu hành. Có người gặp thánh nữ ở thần hồn giới thần vương khu, cùng năm cái long tộc huyết mạch dị thú, đẫm máu chinh chiến. Việc này truyền ra, không người không tán thưởng, không hổ là đời chín thánh nữ, thiên tư như thế, chăm chỉ càng là để người khó mà lấy kẻ vai. Mà theo thánh nữ thức tỉnh, tiềm long tái tuyển bạt, cũng là triển khai. Tiềm Long Tái, chính là cả người nam thánh thần vực, 10 vạn tuổi phía dưới thế hệ trẻ thi đấu. Này thi đấu, sẽ ở nho thần các cử hành, tức thời, toàn bộ nam thánh thần vực, các phương nhân vật đứng đầu, đều sẽ trình diện. Bất quá trước đó, cần đi qua một chút tuyển bạt. Dù sao, toàn bộ nam thánh thần vực, thế hệ tuổi trẻ tu giả, nhiều vô số kể, không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều tham gia tiềm long tái. Cuối cùng, sẽ chọn rút ra, 120 cái, thế hệ trẻ người đứng đầu thiên kiêu. 120 người sẽ ở tiềm long tái bên trên, tiến hành cuối cùng chiến đấu. Cái này tuyển chọn phương thức rất đơn giản. Phàm là, tu vi đạt tới thần linh bát trọng người cùng bát trọng trở lên người, có thể trực tiếp tiến vào 120 người danh sách lớn. Nguyên nhân dễ hiểu, toàn bộ nam thánh thần vực bên trên, thế hệ trẻ, tu hành đạt tới thần linh bát trọng trở lên người, tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm người. Cho nên, những người này, có thể trực tiếp vào vòng dù sao tu vi ở thần linh lục trọng về sau, chính là thần linh hậu kỳ, về sau mỗi cao hơn nhất trọng tiểu cảnh giới, thực lực đều là bay vọt về chất. Về phần còn lại danh ngạch, sẽ tại còn lại rất nhiều thần linh thất trọng tu giả trẻ bên trong chọn lựa mà ra, cái này quá trình chọn lựa, sẽ căn cứ quá khứ chiến tích, từng có vượt cấp giết người kinh lịch người, ưu tiên, nếu như thực sự phân không ra cao thấp, sẽ tiến hành một chút giao đấu. Bất kể như thế nào, trong vòng 10 ngày, cái này lúc trước 120 người tuyển bạt, sẽ kết thúc, danh sách lớn cũng sẽ triệt để định ra. Cái này, chính là nho thần các sao. Cổ phong nhìn qua, trước mắt một tòa này, thẳng vào vân tiêu to lớn sơn môn, trong mắt mang theo ánh sáng mang. Đây là cổ phong, lần đầu tiên tới nho thần các. Tâm tình trong lúc nhất thời, có chút gợn sóng. Lúc trước vừa bước vào thần giới thời điểm, cổ phong bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, bây giờ, 4.000 năm tình cảnh đi qua. Hắn đã bước vào thần vương cảnh, đã ở trên nam thánh thần vực, nhiều lần nhấc lên sóng gió. Bây giờ, càng là bước vào, toàn bộ thần giới, tứ vực thánh địa một trong nho thần các. Tất cả, giống như hôm qua, không nghĩ nhiều nữa, cổ phong bước nhanh tiến lên. Sơn môn trước đó, có rất nhiều thủ vệ, giờ phút này, đang ở cẩn thận phô trương, tiến vào tu giả. Ở rất nhiều thủ vệ vần quanh phía dưới, có một cái bàn dài. Bàn dài phía trên, đứng thẳng một cái tấm bảng gỗ. Trên tấm bảng gỗ, khắc dấu lấy ba cái chữ cổ. Tuyển bạt sử, Cổ phong không do dự, đi về phía nơi này, mở miệng, nơi đây, thế nhưng là báo danh dự thi địa phương. Bàn dài về sau, ngồi một tên tai to lão giả. Lão giả trên người khí tức bất phàm, tu vi, là hoàng cấp đỉnh phong, thậm chí nửa chân đạp đến vào tôn cấp. Tu vi như vậy, đặt ở bất luận cái gì địa phương, đều sẽ có không tầm thường địa phương, nhưng ở nho thần các, bây giờ bất quá là một tiếp đãi người. Tai to lão giả nhìn về phía cổ phong, lấy ra một khối ngọc bài, đạm ngữ, một giò tinh huyết nhập cái này ngọc liền có thể mặc dù vừa tới nhưng trước khi tới cổ phong đã sớm đem sự tình tìm hiểu rõ ràng ngọc này có thể chuẩn xác đo đạc ra tu giả tuổi tác cùng tu vi cùng huyết mạch cổ phong có thông thiên cổ ngọc ở có thể đem tất cả che lấp cũng không quan tâm bị phát hiện cái gì trực tiếp nhỏ một giọt tinh huyết rơi vào trên ngọc bài lập tức ngọc bài tinh mang lấp lóe một nhóm chữ hiện lên tuổi tác hai vạn hai nghìn tuổi tu vi thần linh bát trọng huyết mạch đẳng cấp nho thần huyết mạch thất cấp, tai to lão giả, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, ngươi, chỉ có hai vạn hai nghìn tuổi. Hai vạn hai nghìn tuổi, cổ phong trong lòng khác biệt, bản thân, nếu như không tính cái kia ngủ say chín nghìn năm, hẳn là một vạn ba nghìn tuổi, bây giờ thoạt nhìn, cái kia chín nghìn năm cũng tính đi vào trong đó. Bất quá, để cổ phong kỳ dị là, bản thân rõ ràng che đậy khí tức. Bình thường từ mặt ngoài là nhìn không ra cổ phong tuổi tác nhỏ như vậy, không nghĩ tới ngọc bài này kiểm chắc ra. Không sai, cổ phong mở miệng, tất nhiên kiểm chắc ra, mình cũng không thể phủ nhận, chỉ có thể gật đầu. Tai to lão giả rung động mở miệng, vẻn vẹn hai vạn hai nghìn tuổi, tu vi chính là đạt tới thần linh bát trọng, ngươi là từ chỗ nào, trong nhà tiền bối là ai? Thần linh bát trọng, là nhân vật thiên kiêu, nhưng toàn bộ nam thánh thần vực, cũng có số hơn 10 người. Nhưng, thế hệ tuổi trẻ có thể đạt tới tu vi như vậy, trẻ tuổi nhất tuổi tác, chỉ sợ cũng ở năm vạn tuổi phía trên, mà người này chỉ có hai vạn hai nghìn tuổi, đây là hạng gì tư chất. Cái này so với năm đó thánh tử khổng trần mặc, cũng không thua bao nhiêu. Vãn bối một mực ẩn cư thâm sơn, trong nhà tổ tông tục danh, không đề cập tới cũng được. Cổ phong đạm ngữ, hắn may mắn là, bản thân tu vi vẫn là bị thông thiên cổ ngọc che lại. Bằng không, nếu như thần vương nhất trọng tu vi, trực tiếp bạo lộ ra, này lão đầu nhi sợ rằng phải ngoác mồm kinh ngạc. Lần này tiềm long tái, cổ phong không nghĩ vừa bắt đầu như vậy trương dương, gây nên quá nhiều người chú ý, mục tiêu của hắn là cuối cùng người thứ nhất. Ha ha, là lão phu mạo muội, thất cấp nho thần huyết mạch truyền nhân, người trưởng bối trong nhà, tất nhiên là ta nho môn rất nhiều đời trước hậu duệ. Tai to lão giả trong mắt mang theo vài phần kinh ý. Đương nhiên, cái này kinh ý cho không phải cổ phong, mà là cổ phong, sau lưng, người. Cổ phong cũng là tìm hiểu qua, nam thánh thần vực trừ bỏ mặt ngoài thế lực bên ngoài, còn có một số nho môn đời trước hậu duệ ở thâm sơn ẩn cư, hậu nhân của bọn họ cũng sẽ tham dự một lần này tiềm long tái. Về phần thất cấp nho thần huyết mạch, cổ phong là cố ý áp chế. Dù sao mình nho thần huyết mạch, tất nhiên là truyền thừa mẫu thân, nếu như không áp chế kiểm chắc, quá cao, sợ rằng sẽ gây nên bạo động. Về phần cái này nho thần huyết mạch để làm gì, từ cổ phong dò xét tin tức là, huyết mạch càng cao, đối với nho pháp cảm ngộ, liền sẽ càng dễ dàng, cái kia đời chín thánh nữ mạnh khuynh thành, nho thần huyết mạch, là cửu cấp. Vãn bối có thể vào vòng cổ phong mở miệng bối cảnh tuổi tác tu vi cũng không có vấn đề gì tự nhiên vào vòng ngươi kêu tên gì lão phu vì ngươi chế tác dự thi lệnh bài tai to lão giả mở miệng cổ phong nghĩ nghĩ đạm ngữ cổ trần rất nhanh tai to lão giả chính là chế tác cổ phong dự thi lệnh bài lệnh bài này rất đơn giản chính diện một cái tên đằng sau là tiềm long tái ba chữ cũng ở cổ phong muốn tiến nhập sơn môn thời điểm đằng sau một trận thanh âm truyền đến ngươi dừng lại chương 3401, tuyệt đại ngũ linh. Nghe được thanh âm này, cổ phong lập tức quay người lại. Chỉ thấy, một tên thân mang thanh sắc cẩm y, dung mạo anh Tuấn thanh niên, hướng về bản thân đi tới, nhìn từ trên xuống dưới cổ phong. Nhìn xem, lại trong tay áo lấy ra một bức hỏa tượng, cùng cổ phong so sánh. Các hạ ý gì, cổ phong đạm ngữ, nhìn về phía người trước mắt, cẩm y thanh niên mở miệng, ta tên mạnh thanh phong, phụ trách loại bỏ một lần này, tiềm long tái người tới, ngươi là người nào. Cổ Phong không nói nhảm, lấy ra bản thân dự thi lệnh bài. Cũng không phải, Mạnh Thanh Phong trong mắt tràn đầy thất vọng, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng xin lỗi, ta đang tìm người, người này cùng ngươi thân hình có chút tương tự. Mạnh sư huynh không biết đang tìm người nào. Cổ Phong không khỏi hỏi, ngươi có thể thấy được qua người này? Mạnh Thanh Phong đem chân dung đưa cho Cổ Phong, cái này, Cổ Phong ý mắt hơi nhíu, chân dung này bên trong là một gã cưới tích dịch tại thiên không bay thanh niên thân ảnh. Đây chẳng phải là bản thân trước đó ở thần vương khu gặp được mạnh khuynh thành thời điểm đó cảnh tượng sao. Chưa thấy qua, tích dịch loại thần thú, vẫn là không thường gặp. Cổ phong thuận miệng nói, cổ huynh đệ nếu như phát hiện người này tung tích, lập tức cáo chi với ta, mạnh mỗ tất có trọng tạ. Mạnh thanh phong lập tức nói ra, tốt, cổ phong gật đầu một cái, ngay sau đó lại nói, không biết người này phạm vào chuyện gì. Người này, to gan lớn mật, trộm lấy thánh nữ đại nhân trồng trọt linh thảo. Mạnh thanh phong vừa nói, lại là lấy thanh âm cực thấp thần bí mở miệng ta thậm chí hoài nghi người này là thánh tử chân chó thánh tử chân chó cổ phong hơi hơi khác biệt kết hợp truyền văn thánh nữ xem ra không có đem thần vương khu xử tình đều nói cho hắn người bất quá cái này lại cùng khổng trần mặc liên hệ quan hệ thế nào gần nhất cổ phong cũng nghe đồn giống như khổng trần mặc trêu chọc mạnh khuynh thành nữ nhân kia bất quá nguyên nhân này nho thần các người thủ khẩu như bình vẫn không có chuyển đi được rồi dù sao sớm muộn tất cả mọi người phải biết là như thế này thánh tử ngày đó ngay sau đó mạnh thanh phong kể lại lên ngày đó nho thần các bên trong sự tình chú tri ý cảnh cổ phong giờ phút này đều có điểm kinh hãi hắn nội tâm giờ phút này đều có điểm thất thần cái này khổng trần mặc vậy mà ngoài ý muốn phía dưới thay mình võng nồi mặc dù nói mạnh khuynh thành biết rõ nàng nhiều lần thức tỉnh thất bại nguyên nhân thực sự nhưng mặt khác người không biết a à, hiện tại tội danh đều bấu vào khổng trần mặc trên đầu mà cái này khổng trần mặc cũng là đủ thảm, mạnh khuyên thành nữ nhân kia tìm không thấy bản thân báo thù, liền hàng ngày tìm khổng trần mặc phát tiết, đối với hắn hành hung. Thân làm một cái nam nhân, hàng ngày bị nữ nhân hành hung, còn không có nửa điểm sức hoàn thủ, đây là khuất nhục bực nào. Đây quả thực, trần mặc A, ngươi là thật đầy nghĩa khí A, cổ phong trong lòng đều là không khỏi cảm khái, khổng trần mặc thay mình cóng lớn như vậy cái nồi, nhớ tới trước kia bản thân như vậy khi dễ khổng trần mặc, đều có chút tội lỗi. Không sai, thánh tử phẩm hạnh ti tiện, ta hoài nghi, cái này cưới tích dịch thần thú người, chính là thánh tử chân chó, sớm lấy được thánh tử mệnh lệnh, đi trộm lấy thánh nữ đại nhân gieo trồng ở thần vương khu linh thảo. Mạnh thanh phong tiếp lấy phân tích nói ra, tiếp lấy trong mắt mang theo vài phần phẫn hận, hừ, thánh tử có tài đức gì, có thể hàng ngày để thánh nữ đích thân tới. Đích thân tới, ngươi không phải nói, thánh tử hàng ngày bị thánh nữ hành hung sao. Cổ phong nhìn về phía mạnh thanh phong mở miệng, ai, ta cùng với thánh nữ tới gần cơ hội đều không có. Mạnh Thanh Phong thở dài, cổ phong mê, cái kia bạo long một dạng nữ nhân, vậy mà để Mạnh Thanh Phong như thế si mê, hắn này không chỉ là hận khổng trần mặc a, à, còn ghen ghét khổng trần mặc có thể hàng ngày bị thánh nữ đánh, quả thực. Trên đời lại có đẹp như vậy nữ tử, cũng ở cổ phong trong lòng cảm thán thời điểm, một trận tiếng thán phục truyền đến. Cổ phong cùng Mạnh Thanh Phong vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một chuyến ba người đến đây, ba người này bên trong, hai nữ một nam trong đó một tên nam tử cùng một nữ tử khí chất tương tự đều là cực kỳ băng lãnh dung mạo còn có mấy phần giống nhau xem như huynh muội nữ tử kia mặc dù là dung mạo không tầm thường nhưng mọi người sợ hãi thán phục không phải nàng là một tên khác nữ tử nữ tử này thân mang màu hồng váy dài dù chưa tận lực cách ăn mặc nhưng cái này mộc mạc trang dung cũng khó có thể che giấu hắn dung nhan tuyệt thế đẹp quá đẹp những người khác là sợ hãi thán phục người này đẹp mà cổ phong, sợ hãi thán phục thì còn lại là. Ta dựa vào, ngũ linh, người đây là tình huống như thế nào? Cổ phong trong lòng vô ý thức mở miệng, không sai, nữ tử này, không phải người khác, chính là ngũ linh. Đây là nam thánh thần vực tiềm long tái, ngũ linh tên này làm sao sẽ tới? Đến cứ đến, làm sao còn biến thành nữ trang đại lão? Phải biết, cổ phong lần thứ nhất gặp ngũ linh thời điểm, đối phương vẫn là xuyên nam trang, cổ phong liền đem cái này xinh đẹp không tưởng nổi ra hỏa, nhận thành nữ nhân. Mà lần này, con hàng này dứt khoát, vậy mà nữ trang xuất tịch. Đây là áp lực quá lớn hay là bị kích thích quá lớn? Hơn nữa, Cổ Phong ánh mắt đảo qua Ngũ Linh bên cạnh hai người. Những người khác dò xét không ra, nhưng Cổ Phong đầu thông Thiên Cổ Ngọc ở, cái gì che lấp đều là hư vô, hắn có thể cảm giác được trên người hai người này khí tức không thuộc về nhân tộc. Hai cái này là dị tộc người, ba cái nam thương hỗn độn chi địa vực ngoại dị tộc đến, đây là tình huống gì? không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy dung mạo người bất quá đáng tiếc hắn không cách nào vào ta pháp nhãn trong lòng của ta chỉ có thánh nữ một người một bên mạnh thanh phong nhìn ra trợn cả mắt lên bất quá vẫn là ra vẻ quật cường nói ra cũng ở giờ phút này ngũ linh cũng nhìn thấy cổ phong trong lòng kinh hỷ vạn phần ngũ linh cả đời này không có người thân cổ phong là ngũ linh kết bái đại ca cũng là ngũ linh bây giờ trong lòng thân nhân duy nhất nhìn thấy cổ phong ngũ linh trong lòng kích động một cái bước nhanh hướng về cổ phong đi tới. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người tại đây, vừa bắt đầu đều tuyệt thế nữ tử, như thế tuyệt thế dung mạo, bình thường phàm phu tục tử, tất nhiên khó có thể vào hắn pháp nhãn. Nhưng nàng hiện tại, đột nhiên trong mắt liền tinh mang lấp lẽ, bước nhanh mà ra, đây là tình huống như thế nào? Mạnh thanh phong nhìn thấy đối phương càng đi càng gần, toàn thân đều lơ mơ, ta dựa vào, cổ huynh, nàng, nàng hướng ta đi tới, không, ta không thể phản bội thánh nữ đại nhân, không được a à, nữ nhân này quá đẹp, ta muốn không cầm được. Nhưng mà, vạn người chú ý phía dưới, cái kia tuyệt đại giai nhân, vậy mà trực tiếp lược qua mạnh thanh phong, đi về phía cổ phong. Nàng vừa muốn mở miệng, cổ phong lại là trước một bước mở miệng, cô nương, chuyện gì? Vị công tử này, không biết nơi nào là báo danh dự thi địa phương. Ngũ Linh lúc này mới tỉnh táo lại, vừa cười vừa nói. Mấy ngàn năm này, hắn trôi qua qua thống khổ, trong lòng đối với cổ phong cái này đại ca hết sức tưởng niệm, Đến mức hôm nay vừa mới trông thấy Cổ Phong, tâm tình kích động, vô ý thức đi tới. Bị Cổ Phong lời nói này, đột nhiên bừng tỉnh, bản thân một lần này cũng không phải một người đến đây, phía sau còn có hai vị kia đây. Lại nếu như biểu hiện ra mình cùng Cổ Phong quen biết, một khi bản thân thân phận bại lộ, nhưng là muốn liên lụy Cổ Phong. Phía trước chính là Cổ Phong tránh ra một con đường, chỉ chỉ cái kia bàn dài, trong lòng thở phào một hơi. Chương 3402, Linh Thỏ Thần Tôn. Đa Tà Công Tử Ngũ Linh mở miệng một câu, nhanh chóng lược qua cổ phong, đi tới bàn dài trước đó, cùng cái kia tai to lão giả bắt đầu trò chuyện. Cái kia bộ dáng gần giống, trên người mang theo lạnh ý hai huynh muội thì là đi theo Ngũ Linh sau lưng. Nhìn thấy cảnh này, cổ phong đã vững tin, ba vị này là tới dự thi, bất quá một lần này, bọn họ đến cùng có mục đích gì. Đang ở cổ phong suy nghĩ thời điểm, một bên thanh âm truyền đến. Cổ Trần Huynh, chẳng lẽ ta dung mạo rất xấu xí? cổ phong nhìn xem vẻ mặt xoắn suýt hoài nghi nhân sinh bộ dáng mạnh thanh phong không khỏi mở miệng mạnh huynh có được ngọc thụ lâm phong cớ gì nói ra lời ấy thánh nữ thà rằng hàng ngày đi sủng hạnh khổng trần mặc cái kia ti tiện chi đồ cũng không muốn tới gần ta nửa bước vừa mới cái này tuyệt đại dung mạo nữ tử cũng vậy rõ ràng hai người chúng ta cùng một chỗ đứng ở chỗ này vì sao hắn chỉ hỏi ngươi lại không có nhìn ta nửa mắt mạnh thanh phong gương mặt phức tạp ở đây cũng không ít người hướng về cổ phong nhìn Bọn họ cũng là nghi hoặc, bây giờ cổ phong dịch dung bộ dáng, hết sức bình thường, chính là bình thường khuôn mặt, mà mạnh thanh phong như vậy tuấn lãng bộ dáng, người kia làm sao sẽ cùng cổ phong ngôn ngữ. Cái này, cổ phong có thể nói thế nào? Không chân mặc, đó là thành nữ nhân điên nơi chút giận, mà cái này ngũ linh là mình kết bái huynh đệ A. Nhìn xem mạnh thanh phong gương mặt chờ mong, cổ phong cuối cùng mở miệng, khả năng người khí chất không tốt. Khí chất, còn ở mạnh thanh phong nghi hoặc thời điểm, cổ phong đã lách đi qua, tiến nhập sơn môn bên trong. Tiến nhập sơn môn bên trong, cổ phong chính là lấy thần niệm thúc dục bản thân dự thi lệnh bài. Lệnh bài thân phận này bên trong có liên quan tới nho thần các nội bộ cách cục phân bố địa đồ, cùng nho thần các một chút trọng yếu nhân vật giới thiệu. Nho thần các chia làm 9 đại thần phong, 8 đại nho, riêng phần mình trấn thủ nhất phong, mà toàn bộ nho thần các trung tâm nhất đỉnh cao, tên là nho tổ phong. Nho tổ phong, cao vạn trược, đỉnh cùng thi đại học cấm khu cân bằng. Cả ngọn núi vần quanh ở mây mù tầm đó, vách núi đá, có nho thần các các đời các chủ hang đá pho tượng. Cổ phong vừa mới bước vào sơn môn, chỗ xa kia nho tổ phong, chính là đập vào mi mắt. Cực kỳ rung động, mẫu thân, cổ phong nhìn qua nho tổ phong, trong mắt mang theo tưởng niệm. Hắn biết rõ, mẫu thân liền ở bên trong đó, còn có 7 ngày, liền đến tiềm long tái thi đấu ngày, cổ phong muốn cùng mẫu thân gặp nhau, cũng không nhất thời vội vã. Ngay sau đó, cổ phong dựa theo dự thi lệnh bài ghi chép, hướng về chỗ mình ở đi. Nho thần các, các chủ, thánh mẫu phía dưới, có tám đại nho. Tám đại nho phía dưới, lại có sáu mươi bốn tôn. Ở không có thần đế thời đại, thần chủ cảnh cường giả, chính là trí cường giả. Thần chủ phía dưới, từng cái tôn cấp, đều là một phương bị người sùng bái lão tổ cấp nhân vật. Mà dạng người này, ở nho thần các, trọn vẹn sáu mươi bốn cái. Sáu mươi bốn vị thần tôn, riêng phần mình chấn thủ một tòa phụ phong, cái này sáu mươi bốn tòa phụ phong, đem chín đạo thần phong vần quanh ở trong đó hiện lên chúng tinh phủ nguyệt chi tưởng lần này thu hoạch được tư cách dự thi tu giả từng cái đều sẽ bị an bài chỗ ở cái này chỗ ở đều đang một tòa phụ trên đỉnh linh thỏ phong là nơi này cổ phong một đường phi hành mà đến nhìn thấy trước mắt ngọn núi này ngừng lại phía trên ngọn núi này khắc họa lấy mấy cái to lớn con thỏ pho tượng căn cứ dự thi lệnh bài bên trong tư liệu giới thiệu cái này thần thỏ phong 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 chủ là linh thỏ thần tôn. Nho thần các tu giả, sở tu hỗn tạp, cầm kỳ thư họa, đều có liên quan đến. Cái này linh thỏ thần tôn, lĩnh hội họa nói. Lại, người này chỉ họa thỏ. Linh thỏ cái này nho hào, vốn nhờ này mà đến. Linh thỏ phong chân núi, phần quanh kiến trúc rất nhiều lầu các. Em mờ những cái này lầu các, đều là thần linh cảnh đệ tử chỗ ở. Bọn họ không có tư cách ở tại trên đỉnh. Bất quá cổ phong liền không giống nhau. Làm cho này một lần vào vòng 120 người danh sách lớn thiên kiêu cổ phong được an bài ở lại chỗ là giữa sườn núi một cái động phủ bên trong động phủ này ngày bình thường ở phong bên trong chỉ có thần hoàng trưởng lão mới có tư cách ở lại cổ phong bay lên trời đi thẳng tới chỗ giữa sườn núi đã thấy động phủ trước đó đứng đấy một lão giả lão giả mặt mũi hiền lành một thân khí tức đúng là thần tôn nhất trọng cổ phong nhìn người nọ lập tức ôm quyền cúi đầu vãn bối cổ trần bái kiến linh thỏ thần tôn không cần nghĩ thần tôn tầm đó, hai bên là sẽ không tùy ý tiến vào đối phương quản hạt thần phong, như thế người trước mắt thân phận, rõ ràng. Tiểu hữu tư chất kỳ dai, có thể nguyện lần thi đấu này về sau, liền gia nhập ta nho thần các. Linh thỏ thần tôn đi thẳng vào vấn đề, cổ phong nghe xong, trong nháy mắt chính là minh bạch, hiển nhiên cái kia cửa ra vào tai to lão giả, đã đem tin tức của mình, tiết lộ cho linh thỏ thần tôn. Dù sao mình không quy thuộc bất luận tông môn gì, ở cái kia tai to lão giả trong mắt, bản thân chỉ là trong nhà có nho môn tiền bối. Việc này, vãn bối tạm thời không có cân nhắc, bây giờ chỉ muốn chuyên tâm tiềm long tái. Cổ phong mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti nói. Lời nói này xinh đẹp, không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng, để linh thỏ thần tôn lời kế tiếp, đều có chút chặn lại. Linh thỏ thần tôn cười một tiếng, nói ha ha, là lão phu đường đột, lão phu mặc dù bất quá nhất giới thần tôn, nhưng lão phu sau lưng, là đệ lục đại nho, người mặc dù trong nhà có nho môn trưởng bối, nhưng tài nguyên cùng nho thần các sau so cũng là chênh lệch rất nhiều, nếu như cân nhắc kỹ, tùy thời có thể tìm đến lão phu, lão phu sẽ thu ngươi làm quan môn đệ tử. Đa tạ tiền bối, cổ phong mở miệng một câu, ngay sau đó không có nhiều lời quay người tiến nhập động phủ. Tiến vào động phủ, cổ phong tiện tay đem động phủ ngăn cách trận pháp triển khai. Linh thỏ thần tôn nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên mặt hơi hơi thu liếm. Cũng ở giờ phút này, trên người hắn truyền âm ngọc bội thanh âm vang lên, sư tôn, kẻ này có vấn đề sao? Không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, như vậy tư chất tu vi, tăng thêm ngôn ngữ khí chất, trái ngược với nho môn đời trước hậu duệ. Việc này, người không cần nhúng tay, nếu có mặt khác khả nghi ngày, lại bẩm báo ta chính là. Là, sư tôn, truyền âm ngọc bội thanh âm bên trong đoạn, linh thỏ thần tôn hướng về nơi xa bay đi, không khỏi quay người lại liếc mắt nhìn động phủ, rất có tâm tính, bất quá, người tốt nhất đừng phá hư lão phu kế hoạch, bằng không. Một tiếng cười lạnh, linh thỏ thần tôn quay người rời đi. Cổ phong vào động phủ, cả người, chẳng biết tại sao, có loại cảm giác bất an. Luôn cảm giác lão đầu nhi kia có chút vấn đề, cổ phong không khỏi tự nói. Vừa mới linh thỏ thần tôn lôi kéo bản thân vào nho thần các, loại chuyện này, không phải là không có qua tiền lệ. Đã từng có ở trong núi hoang ẩn cư tu luyện thiên kiêu, bị thu nạp tiến vào nho thần các nhưng cổ phong luôn cảm giác có vấn đề lão giả này muốn lôi kéo bản thân giống như không có mãnh liệt như vậy phảng phất ở xem kỹ bản thân muốn xem ra cái gì mặc kệ cẩn thận một chút chính là cổ phong ổn định lại tâm thần ngay sau đó khoanh chân trong động phủ tiến hành tu hành động phủ huyền khí nồng đậm chỉ chớp mắt chính là tu hành trọn vẹn ba canh giờ bất chi bất giác đã vào đêm cũng ở lúc này bỗng nhiên cổ phong trên người truyền âm ngọc bài vang lên đại ca chương 3403, bí văn, thanh âm này, là ngũ linh, ngũ linh, làm sao người tới cái này tiềm long tái. Vì sao không sớm nói cho ta biết, cổ phong trực tiếp truyền âm hỏi, cái này truyền âm ngọc bài, là lúc trước cổ phong cùng ngũ linh phân biệt thời điểm, tặng cho ngũ linh, bất quá trước đó ngũ linh vẫn không có hướng cổ phong truyền âm. Đại ca, trong chúng ta cái địa phương, gặp mặt nói rõ chi tiết A. À. Ngũ linh thanh âm truyền đến, không thể gặp mặt, nơi này nhiều người phức tạp, bên cạnh ngươi có hai cái theo đuôi không nói, ta bên này cũng có chút vấn đề. Cổ phong nghĩ đến trước đó cái kia linh thỏ thần tôn dị thường tiến hành, không khỏi mở miệng. Tốt, vậy chúng ta liền truyền âm, bất quá ta thời gian có hạn, thật vất vả thoát khỏi cái kia huynh muội một khắc đồng hồ về sau ta còn muốn trở về. Ngũ linh thanh âm lại là truyền đến, nói đi, cổ phong mở miệng, chúng ta đến tiềm long tái, là vì đời chín thánh nữ. Mạnh khuynh thành, cổ phong ánh mắt biến đổi, đại ca, người và đời chín thánh nữ nhận biết, ngũ linh nghi hoặc, việc này sau đó lại nói, người nói các ngươi làm đời chín thánh nữ, là có ý gì? Cổ phong mở miệng, hắn và đời chín thánh nữ, không phải nhận biết, cái này ân oán, bây giờ thế nhưng là sâu, cái kia nữ nhân niên, đối với mình thế nhưng là hận thấu xương. Chúng ta một lần này đến mục tiêu, chính là mượn tiềm long tái thi đấu, tìm cơ hội đoạt xá đời chín thánh nữ thần căn. Đoạt xá thần căn, cổ phong nghe xong, ánh mắt biến hóa lên, hắn biết rõ, Thần căn đối với một cái thần cảnh tu giả mà nói, mang ý nghĩa cái gì? Mất đi thần căn, liền làm mất đi tất cả, hóa thành phàm nhân. Không sai, một lần này, đi theo ta hai huynh muội, là Nam Thương Hỗn Độn chi địa hoàng tộc, Minh Đồng tộc. Minh Đồng tộc vẫn là hoàng tộc, trước đó, ta giết qua Tam Nhãn tộc, Cổ Đăng tộc cùng Nhân Mã tộc, đây tính toán là cái gì cấp bậc? Đại ca, Nam Thánh Thần vực Nam hư không, cũng chính là Nam Thương Hỗn Độn chi địa, trong đó có thật nhiều dị tộc cái này rất nhiều dị tộc, có bảy đại vương tộc, tam nhãn tộc, cổ đăng tộc cùng nhân mã tộc, đều thuộc về bảy đại vương tộc, bất quá, toàn bộ nam thương hỗn độn chi địa, có được cao nhất quyền nói chuyện, là cường đại nhất, cũng là duy nhất hoàng tộc, minh đồng tộc. Nói tiếp, minh đồng tộc thiên phú dị bẩm, trời sinh có thể dùng đồng thuật thi triển thần hồn công kích, chiến lực cực mạnh, năm đó mặc dù bị nho môn trục xuất khỏi chân thần đại lục, nhưng bọn hắn tổn thất là nhỏ nhất, kinh lịch lâu đời tuế nguyệt, Bọn họ tìm hiểu một loại trong hư không phương pháp tu hành, bây giờ thực lực cường đại đáng sợ, ta mặc dù là trên mặt nổi dị tộc thánh tử, nhưng trên thực tế, để cho ta đứng ở ngoài sáng là vì cho Minh Đồng tộc hai huynh muội kia làm bia đỡ đạn. Bọn họ là Minh Đồng tộc đích hệ huyết mạch truyền nhân, lại là tư chất mạnh nhất hai cái, hai người này mới là nam thương hỗn độn chi địa, thế hệ tuổi trẻ người trọng yếu nhất. Ngũ Linh tiếp tục kể lại, dị tộc tâm tư đủ sâu, Cổ Phong không khỏi cảm thán, để Ngũ Linh đứng ở ngoài sáng như thế nho môn để muốn ám sát, cũng tới ám sát ngũ linh, mà không phải bọn họ chân chính muốn bồi dưỡng người. Hai vị kia, tu vi chiến lược ở trên ngươi, cổ phong hỏi, hư, mặc dù bọn họ có được minh đồng tộc mạnh nhất huyết mạch, bất qua tư chất so với ta, còn kém một chút, ta bây giờ đã thần vương tứ trọng, mà hai người bọn họ, muội muội đông duyệt, thần vương nhị trọng, ca ca đông thần đã chín vạn tám nghìn tuổi, tu hành quá lâu, bây giờ thần vương lục trọng đỉnh phong. Ngũ linh mở miệng nói ra, đều là thần vương, cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, thế hệ tuổi trẻ bước vào thần vương, là chuyện cực kỳ khó khăn, cổ phong đây là biết được. Nam thánh thần vực, trừ bỏ đời chín thánh nữ cái này đặc thù tồn tại, cùng cổ phong bản thân bên ngoài, cũng chỉ có khổng trần mặc một người mà thôi. Không nghĩ tới, nam thương hỗn độn chi địa vực ngoại dị tộc, tính cả ngũ linh, đã có ba cái thần vương. Lợi hại nhất là cái kia đông thần, tu vi thần vương lục trọng đỉnh phong, cái này đã tương đương với thần vương trung kỳ đỉnh phong, một khi bước vào thần vương thất trọng chính là thần vương hậu kỳ chỉ bằng ba người các ngươi chỉ sợ khó có thể đoạt xá đời chín thánh nữ đời chín thánh nữ tu vi đã là thần vương thất trọng nhục thân có thể so với thần vương đỉnh phong cổ phong trực tiếp đáp lại điểm này ta đương nhiên biết rõ bất quá bọn hắn hai huynh muội có thể thi triển một loại liên hợp đồng thuật cái này liên hợp đồng thuật một khi thi triển thành công có thể đoạt người nguyên thần đây cũng là một lần này cái này hai huynh muội vì sao mạo hiểm cùng một chỗ tới trước nguyên nhân cái kia muội muội đông duyệt vốn liền thiên tư yêu nghiệt một khi lấy được đời chín thánh nữ thần căn tương lai không thể tưởng tượng xem ra các ngươi làm đủ chuẩn bị có nhất định thành nắm chắc chuẩn bị có rất nhiều cuối cùng thoát đi hư không quyển trục thì có 10 cái đều là dị tộc thần chủ cảnh lão tổ luyện chế trừ cái đó ra cái kia hai huynh muội còn giống như có ta không biết thủ đoạn ta dù sao không phải là dị tộc trọng yếu nhất người một lần này chủ yếu là phối hợp hành động rất nhiều chuyện ta không biết rõ bọn họ có thể cân nhắc qua nếu như thất bại làm sao bây giờ một khi đoạt xá thần căn thất bại liền muốn không ngừng dư lực đem đời chiến thánh nữ chém giết bởi vì đời chiến thánh nữ một khi trưởng thành đối với dị tộc là tai nạn ngũ linh thanh âm truyền đến ngay sau đó tiếp tục nói vì thế thậm chí không tiếc bỏ qua ta tính mệnh cùng huynh muội bọn họ trong hai người một người tính mệnh đủ hung ác a à, cổ phong ánh mắt hơi hơi biến hóa đại ca người có ý nghĩ gì mạnh khuynh thành không thể chết ta thiếu nàng một cái nhân tình. Cổ phong không nói nhảm, bản thân trả mạnh khuynh thành chín đạo hạo nhiên hồn lực, làm hại mạnh khuynh thành kém chút thức tỉnh không được, mà mạnh khuynh thành cùng cổ phong, trước đó không oán không cừu, cổ phong ân oán rõ ràng, bản thân một lần này, thiếu nhân tình của nàng quá lớn. Cho nên, tuyệt đối không thể làm cho đối phương xảy ra chuyện, vậy cũng là trả nhân tình. Đại ca, trên thực tế bất kể là nho môn hay là dị tộc, ai chết ai sống, với ta mà nói đều là không quan trọng, bất quá cái kia mạnh huynh thành có ân với ngươi, chính là có ân với ta, ngươi nói, làm sao bây giờ, ta tất cả nghe theo ngươi. Ngũ Linh thanh âm truyền đến, đối với Ngũ Linh, cổ phong tuyệt đối tín nhiệm, cổ phong bỗng nhiên con mắt hơi chuyển động, một lần này, tự nhiên không thể để cho dị tộc đạt được mục đích, Ngũ Linh, ngươi nói, nếu như huynh muội bọn họ hai người, đều thảm chết ở chỗ này, mà ngươi may mắn trọng thương thoát đi, sau này, dị tộc bên kia, có phải hay không, chính là thiên hạ của ngươi. Đại ca, Người ý tứ là, ngũ linh cũng không ngốc, ngọc phù bên kia, mắt sáng rực lên. Ha ha, vậy lần này, chúng ta liền tới cái nhất tiến song điêu. Cụ thể quy hoạch, ta sẽ lại cặn kẽ bố trí, tiềm long tái trước đó, ta sẽ cáo chi với ngươi, việc ngươi cần, chính là tâm bình tĩnh, giống như cái gì đều không biết, muôn ngàn lần không thể trước đó, khiến người khác nhìn ra nửa điểm mánh khóe. Những người khác, đại ca, ngươi là nói, dị tộc một lần này, lớn như vậy tâm tư, tất nhiên còn có những hậu thủ khác, khả năng không chỉ là huynh muội bọn họ nơi đó. Đã biết đại ca, ngũ linh thanh âm truyền đến, ngay sau đó cuối cùng gãy truyền âm. Cổ phong ngay sau đó không khỏi tự nói, mạnh huynh thành a à, mạnh khuynh thành, một lần này, sợ rằng phải đổi lại ngươi thiếu nợ ta. chương 3404, thất tổ, mấy ngày thời gian thoáng qua tức thì, toàn bộ nam thánh thần vực, tam cấp, nhị cấp, nhất cấp tông môn, thế lực khắp nơi, đều là điều động tu giả đến đây. Nho thần các bên trong, sớm đã người ta tấp nập, tiềm long tái đối với nam thánh thần vực mà nói là cực kỳ trọng yếu tái sự bởi vì cái này quan hệ đến nam thánh thần vực tương lai ngày hôm nay chính là tiềm long tái bắt đầu thi đấu ngày giờ phút này nho thần các trung tâm nhất chỗ một mảnh phương viên mười vạn trượng vô vắn to lớn bạch ngọc quảng trường phía trên vô số tu giả hội tụ ở đây hướng chính đông giữa không trung nổi lơ lửng năm cái to lớn bồ đoàn năm cái này to lớn bồ đoàn chỉ phía trên riêng phần mình khoanh chân ngồi một người năm người trên người khí thế, che đậy toàn trường, chính là nho môn tám đại nho bên trong năm người. Bọn họ, đều là thần chủ cảnh cường giả, trừ cái đó ra, năm người này vần quanh phía dưới, còn có không ít tu giả lăng không mà đứng, cung kính vần quanh ở năm người một bên. Cái này khoảng chừng 48 người, cái này 48 người, tu vi đều là thần tôn cảnh. Nho thần các 64 vị thần tôn, trừ bỏ chuyện quan trọng mang theo, không cách nào đến bên ngoài, toàn bộ trình diện. Mà những cái này thần tôn, ở năm vị đại nho bên người, chỉ có tư cách đứng đấy. Năm thần chủ, 48 thần tôn, những người này, ở giữa không chung, tạo thành một cỗ khó có thể ngôn ngữ thế. Cái kia thế, thậm chí thực chất hóa, tạo thành kim khí màu trắng sương mù, bay thẳng vân tiêu. Nho môn, tu nho pháp, nho pháp thành giả, có thể ra hạo nhiên chính khí, có thể tu hạo nhiên hồn lực. Cái này xoay quanh giữa không chung thế, chính là thuần chính kim bạch sắc hạo nhiên chính khí cỗ này hạo nhiên chính khí bao phủ đông phương dù là toàn bộ nam thánh thần vực còn lại toàn bộ thế lực đều phái người đến đây nhưng ở này khí tràng phía dưới cũng là cảm giác hô hấp khó khăn cái này chính là nho môn tổ địa thực lực cổ phong thân trong đám người nhìn qua đông phương cái kia giữa không trung thế trong lòng dâng lên một vòng kính sợ thân làm khống chế thần giới tứ mạch một trong nho thần các cường đại không cần nghi vấn giờ phút này năm đại nho bên trong tô nhã chi đứng dậy mở miệng một câu tiềm long tái, trọng yếu nhất, thiếu niên mạnh, là một vực mạnh, bây giờ vực ngoại dị tộc nhìn chằm chằm, yêu ma tội thần, dục dịch, ta bốn đại thần vực, thế hệ tuổi trẻ cần thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, ở trong cuộc sống tương lai, mới có thể giữ vững chân thần đại lục. Ta nho môn đã liên tục 9 lần, ở tứ mạch thi đấu bên trong, xếp hạng cuối cùng, nho giả, mặc dù phong nhã, cũng phải có chiến lược phong mang, một lần này tiềm long tái, ta hy vọng bậc này dốc hết toàn lực, cuối cùng người chiến thắng, thay ta nho môn, tái tạo huy hoàng. Những lời này mà nói, ẩn chứa vô thượng nho pháp, mang theo rất nhiều đại đạo. Mọi người tại đây nghe thấy, đều là tâm thần chấn động. 120 tên tuổi trẻ thiên kiêu, càng là nguyên một đám kích động phi thường. Các người có thể nguyện vì ta nho môn chi long, tô nhã chi nhìn về phía đám người, mở miệng, nguyện ý, 120 cái tuổi trẻ thiên kiêu nhiệt huyết đã bị đốt, cùng kêu lên gào thét. Người khác kích động, có thể cổ phong sắc mặt lại là bình thường, bởi vì hắn đang tìm mẫu thân thân ảnh bất quá cuối cùng cũng không có tìm được trong lòng không khỏi có chút thất lạc giờ phút này tôi nhã chi mở miệng lần nữa hôm nay là tiểu tổ tái hôm nay trổ hết tài năng người ngày mai đem có thể tham gia cuối cùng bài vị chiến đấu tức thời thánh mẫu cùng các chủ đều sẽ đích thân tới nghe xong thánh mẫu cùng các chủ muốn đích thân tới tất cả mọi người xôi trào nho môn thánh mẫu truyền văn là nho môn trí cao nho pháp người thừa kế là hiện thời nho tổ, là nho môn tín ngưỡng, mà thế hệ này nho thần các các chủ, truyền văn, càng là ẩn chứa, hai vị nho tổ tiên thế hệ huyết mạch, tu vi tạo hóa thông thiên. Ở trong mắt mọi người, thánh mẫu cùng nho tổ, cơ hồ đều là truyền thuyết cấp nhân vật. Nghe xong có cơ hội nhìn thấy, mọi người có thể nào không kích động. Ngày mai sao, cổ phong trong lòng buông lỏng, lời nói rơi xuống, tô nhã chi lần nữa ngồi ở trên bồ đoàn. Giờ phút này, cái kia đông đảo thần tôn bên trong, đi ra một lão giả. Lão giả này, lông mi trắng rủ xuống ngực, khí chất bất phàm, hắn mở miệng một câu, lão phu nho hào, tứ nghệ, hôm nay, tiểu tổ tái, toàn bộ từ lão phu chủ trì trọng tài, 120 tên vào vòng thiên kiêu, sẽ chia làm 12 tổ, tiến hành chiến đấu, mỗi tổ một người thắng được, thắng được 12 người, có thể tham gia ngày mai tiềm long tái xếp hạng sau cùng chiến. Tiếp theo, rút thăm A, mọi người tại đây nghe thấy, đều là chấn động trong lòng. Cái này tứ nghệ thần tôn, ở nho môn 64 thần tôn bên trong, thế nhưng là xếp hạng đệ nhất. Danh xương nho môn mạnh nhất thần tôn, chiến lực, truyền văn cùng sao thư giả 10 đại thống lĩnh đứng đầu Nam Cung khoát tương đương, hai người này cũng là được vinh dự có hy vọng nhất, bước vào thần chủ cảnh thần tôn. Nam đại nho quan sát, tứ nghệ thần tôn đảm nhiệm trọng tài, có thể thấy nho môn đối với tiềm long tái coi trọng. Lập tức 120 tên, vào vòng tuổi trẻ thiên kiêu, cùng nhau tiến lên rút thăm. Quả nhiên đều vào vòng. Cổ phong ánh mắt đảo qua, chính là nhìn thấy, ngũ linh cùng cái kia minh đồng tộc hai huynh muội Trừ cái đó ra, cổ phong còn chứng kiến không ít người quen. Thiên thư Sơn Thư Thiếu Khanh, còn có trước đó trước cửa gặp mặt một lần mạnh thanh phong, còn có đã từng nhị cấp tông môn đứng đầu, cái mặc tông thánh tử khuôn võ tường. Dù sao người quen không ít, các ngươi, đều là cho bản thánh tử tới làm vật làm nền sao. Giờ phút này, một đạo bá đạo thanh âm truyền đến. Cổ phong xem xét, càng là người quen biết cũ, khổng trần mặc bất quá khổng trần mặc bây giờ cùng trước kia khí chất hoàn toàn khác biệt trước kia hắn mặc dù tâm tư ti tiện nhưng mặt ngoài trung quy giả bộ làm một bộ chính nhân quân tử khiêm tốn lễ độ bộ dáng mà bây giờ thứ nhất mặt ngạo khí phong mang tất lộ một bộ tất cả mọi người không vào hắn pháp nhãn bộ dáng ai cổ trần huynh người có chỗ không biết thánh tử từ, từ khi minh bạch mình vô luận như thế nào cũng không sánh bằng thánh nữ đại nhân về sau biến thành như vậy một bộ đức hạnh Cổ phong một bên, chẳng biết lúc nào Mạnh Thanh Phong đứng ở cổ phong bên người. Ha ha, xem ra là bị kích thích, cổ phong cũng là cười khổ. Hắn nội tâm có thể tưởng tượng, trở thành như vậy cực đoan cá tính, tất nhiên cùng lúc trước hắn bị bản thân hành hung, cùng gần đây liên tục bị Mạnh Khuynh Thành cái kia nữ nhân điên đánh đập có quan hệ. Thánh nữ đại nhân, tuyệt đại phong thái, cùng trong truyền thuyết một dạng. Giờ phút này, đám người kinh hô, cổ phong xem xét, người đến, không phải người khác, chính là Mạnh Khuynh Thành. Vô ý thức, Cổ phong tranh thủ thời gian chuồn mất, vọt đến đám người về sau, cái này điên nữ nhân không thể theo lẽ thường độ, vẫn là cách xa một chút tốt. Mạnh khuynh thành, khổng chân mặc nhìn xem mạnh khuynh thành bóng lưng nghiến răng nghiến lợi. Hắn bây giờ là cực hận nữ nhân này, chỉ bất quá, hắn nghe mấy vị đại nho nói, bản thân chú trị ý cảnh, không thể nhiều sử dụng, bằng không sẽ gặp phản phệ. Cho nên, gần đây dù cho bị cái này nữ nhân điên hành hung, hắn cũng một mực chịu đựng, chưa từng sử dụng qua. Chờ, chính là cái này tiềm long tái. Hắn muốn nhất minh kinh nhân, đoạt lại nho môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất thân phận. Đám người rút thăm, tổ thứ bảy, cổ phong nhìn thấy bản thân rút ra phân tổ ngọc bội, không khỏi tự nói. Cũng ở giờ phút này, một bên thanh âm vang lên. Thất tổ, cổ Trần Huynh, người vận khí này, thật đúng là quá kém. Không cần phải nói, người mở miệng, chính là mạnh thanh phong. Cổ phong không khỏi hỏi, mạnh sư huynh ý gì? mươi 3405, khinh thị. Mặc dù cùng Mạnh Thanh Phong mới gặp hai lần mặt, nhưng Cổ Phong đã phát hiện một sự thật, khuôn mặt này tuấn lãng nho thần các thiên kiêu, là một cái lắm lời. Trên thực tế, Mạnh Thanh Phong ngày bình thường, ra vẻ cao thanh. Là vì ở rất nhiều sư đệ sư muội trước mặt bảo trì hình tượng, mà Cổ Phong không phải nho thần các người, tăng thêm trước đó ở trước sơn môn cùng Cổ Phong một phen tiếp xúc, cảm giác cùng Cổ Phong nói chuyện phiếm người phần nhẹ nhóm, hắn lao bản chất, liền bạo phát. Nghe Cổ Phong lời nói, Mạnh Thanh Phong cười một tiếng, "Cổ lão đệ ngươi có chỗ không biết, ta nho môn trừ bỏ Thánh Tử Thánh Nữ bên ngoài, có 10 đại truyền thừa đệ tử, ta xếp hạng đệ nhất, mặc dù ta không cùng ngươi một tổ, nhưng đệ nhị Chu Ninh cùng đệ tam Trang Vũ đều cùng ngươi một tổ. Hai vị này đều là cực hạn thần linh tu vi, trên người bảo vật rất nhiều, ý cảnh tu hành không cạn, ngươi chỉ có thần linh bát trọng, nghĩ thắng được là khó." "A, à, mọi người phân cái gì tổ, ngươi cũng đã biết." Cổ phong lúc ấy báo danh hiển lộ khí tức chỉ có thần linh bát trọng tu vi, mạnh thanh phong nói như vậy, cổ phong cũng không kỳ quái. Đương nhiên, ngay sau đó, mạnh thanh phong thao thao bất tuyệt, cổ phong cũng lý giải đến, có thể vào cổ phong trong mắt mấy cái người đứng đầu yêu nghiệt, giống như đều bị tận lực tách ra. Bản thân nhóm này, trừ bỏ cái kia chu ninh cùng trang vũ bên ngoài, giống như không cái gì lợi hại nhân vật. Khi biết, mạnh khuynh thành không có cùng ngũ linh ba người chia được một tổ, cổ phong trong lòng cũng là buông lỏng. Hắn tự nhiên không hy vọng sớm như vậy chấp hành kế hoạch, dù sao ngày mai đang là màn kịch quan trọng. Bên trên bầu trời, tứ nghệ thần tôn thanh âm hùng hậu truyền đến. "Các tổ tu giả, tiến về đối ứng lôi đài." Tiểu tổ tái lập tức bắt đầu. Cổ Phong cùng Mạnh Thanh Phong cũng không nói thêm nữa, hai người chính là riêng phần mình tách ra. Bạch Ngọc quảng trường phía trên đã chế tạo 12 tòa thật to lôi đài. Cổ Phong nhanh chóng hướng về thất tổ lôi đài đi, bên này, Cổ Phong vừa tới lôi đài một đạo quen thuộc thanh âm chính là truyền đến cổ trần tiểu hữu khéo léo a à. cổ phong xem xét chính là linh thỏ thần tôn hiển nhiên cái này linh thỏ thần tôn là thất tổ lôi đài trọng tài khéo léo cổ phong cười nhạt luôn cảm giác này lão đầu nhi có chút không đúng nhưng lại không nói ra được trận đầu nho thần các chu ninh đối chiến nguyễn âm tông huyễn tâm nhị giờ phút này linh thỏ thần tôn mở miệng rất nhanh hai đạo bóng người chính là phi thân mà lên lên lôi đài cái này huyễn tâm nhị vận khí thật đúng là không tốt, bất quá là nhị cấp tông môn tu giả, vậy mà gặp được nho thần các truyền thừa đệ tử. Cái này Chu Ninh truyền văn vốn là tư chất trung thượng, hắn mặc dù có thể đạt tới độ cao này, là bởi vì mỗi một lần đối chiến, cũng làm làm sinh tử chiến. Còn có sự tình này, đương nhiên, cho nên, hắn một khi xuất thủ, không chết cũng bị thương. Mỗi lần đều là liều mạng một dạng, cái này huyễn tâm nhị, có thể xui xẻo. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, Cổ phong cũng là mới vừa vặn phát hiện, cái này huyễn tâm nhị, vậy mà cùng mình một tổ. Hơn nữa, huyễn tâm nhị bây giờ tu vi, thoạt nhìn, đã đạt đến thần linh cửu trọng, bất quá khí tức có chút bất ổn, hiển nhiên là vừa mới đạt tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, huyễn âm tông qua cổ phong một lần kia về sau, xếp hạng liền tăng lên tới nhị cấp tông môn đệ nhị, gần với cái mạc tông. Tông môn tài nguyên gia tăng, lấy huyễn tâm nhị thân phận, tài nguyên tích lũy phía dưới, bước vào thần linh cửu trọng, cũng không phải là việc khó gì lôi đài phía trên, Chu Ninh nhìn về phía Huyễn Tâm Nhị mở miệng một câu nhận thua đi, Chu Mỗ một khi xuất thủ không chết cũng bị thương nhận thua ha ha từ khi đi theo lão sư tu hành một khắc kia trở đi ta liền không biết nhận thua hai chữ làm sao viết Huyễn Tâm Nhị mở miệng trong óc nàng không chỉ có hiện ra Huyễn Âm Tông Thông Huyền chi lộ trên thềm đá cái kia tay cầm cái chổi quét dọn lá rụng thân ảnh đó là nàng lão sư nếu không phải đi theo hắn tu hành Huyễn Tâm Nhị sẽ không tái tạo tu hành chi tâm, đi đến hôm nay trình độ như vậy. Mặc dù lão sư đã rời đi, nhưng nàng sẽ không quên, lão sư mỗi một lần đối mặt cường địch thời điểm lạnh nhạt cùng thong dong. Ha ha, vậy liền chớ trách trong tay ta vô tình. Chu Ninh mở miệng, tu vi trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp tăng đến đỉnh phong. Đám người gặp vậy, cảm thán truyền văn quả nhiên không giả, cái này Chu Ninh hoặc là không xuất thủ, một khi xuất thủ, chính là toàn lực ứng phó, liều mạng chém giết. Bên này, Huyến tâm nhị gặp vậy, không chút do dự, cũng là thi triển ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất. Hai người trực tiếp chiến ở cùng nhau, ba hơi, huyến tâm nhị thảm bại, bị đoạn một tay, trọng thương tu vi rơi xuống. Hôm nay, ta liền nói cho ngươi, người lão sư nói tới là cầu thí. Chu Ninh lạnh giọng một câu, nhấc chân mà rơi, huyến tâm nhị bị đạp gãy một cái chân, kịch liệt đau nhức phía dưới, nàng té xỉu ở lôi đài phía trên. Mọi người tại đây trong lòng chấn kinh, không hổ là nho thần các truyền thừa đệ tử. Huyễn Tâm nhị yếu hơn nữa, cũng là thần linh cửu trọng, lại bị như vậy miểu sát. Tội gì khổ như thế chứ? Cổ Phong cười khổ, hắn không có phẫn nộ, loại này biết rõ không địch lại tình huống phía dưới, hẳn là nhận thua, nhưng xem ra, chính mình lúc trước đối Huyễn Tâm nhị ảnh hưởng, quá mức một ít. Về phần cái này Chu Ninh, hắn làm sao đối xử mọi người, Cổ Phong không ngại, đủ số hoàn trả. Cái tiếp theo, Chu Ninh khí thế như hồng, mở miệng một câu, mọi người đều biết quy tắc, tiểu tổ tái sau khi thắng lợi, có thể lựa chọn tiếp tục chiến, cũng có thể lựa chọn nghỉ ngơi. Một cái tiểu tổ có 10 người, nếu như xuất hiện một cái, liên tục chín trận chiến toàn thắng người, những người khác cũng không có làm hạ thấp đi ý nghĩa, người này tất nhiên tân cấp. Ta tới chiến ngươi, rất nhanh, một tên tu giả xông lên lôi đài, nhưng kết quả, thảm hại hơn, vẻn vẹn một đòn, này tu giả trực tiếp bỏ mình. Không sai, lôi đài chiến chết, cái này tu giả, tu vi chỉ có thần linh thất trọng. Ở chính mình sở tại nhị cấp tông môn bên trong, cũng là Thiên Kiêu, bất quá ở trước mặt Chu Ninh, không chịu nổi một kích. Ta tới, đón lấy, lại có tu giả thượng lôi, Tiềm Long tái như vậy trọng yếu tái sự, vô số người quan sát bên trong, riêng phần mình tông môn trưởng bối cũng đang chú ý. Ai sẽ nhận thua, tất cả mọi người chuẩn bị toàn lực một trận chiến, bất quá, tiếp xuống mấy người đều không phải là Chu Ninh đối thủ, không ngừng bị đánh bại. Giữa không trung mấy vị đại nho đều đang quan sát phía dưới cảnh tượng. Cái này thất tổ, Ninh như thế như trẻ tre, sợ rằng phải trở thành này tổ, thắng được người. Đệ bát đại nho, thanh bất chi không khỏi mở miệng. Xem ra như thế, trang vô tu vi cùng Chu Ninh tương đương, nhưng ít hơn ngoan ý, cuối cùng tất nhiên không địch lại. Chỉ là thân làm ta nho môn bên trong người, cái này Chu Ninh tính tình thật sự là. Tô Nhã Chi khẽ lắc đầu, ngũ sư tỷ ta nho môn chính là một mực quá khiêm tốn hữu lễ, cũng nên ra điểm tính cách bá đạo người trẻ tuổi, như đời chín thánh nữ cá tính, khả nhìn không ra nửa điểm nho môn đi ra bộ dáng. Thanh bất chi nghe xong, lập tức cười một tiếng, nói cũng đúng, tô nhã chi nghe xong đời chín thánh nữ mấy chữ, chính là không khỏi cười khổ. Gần đây khổng trần mặc không ngừng bị hành hung sự tình, nàng thế nhưng là biết được. Chư vị, cái kia thất cấp nho thần huyết mạch tiểu ra hỏa, các người có phải hay không quên đi. Lôi mặc mở miệng, ánh mắt rơi vào cổ phong nơi đó. Mọi người vừa nghe, cùng nhau nhìn lại, cái này thất cấp nhau thần huyết mạch, tuổi gần 2 vạn 2 nghìn tuổi, Tu Vi liền đạt tới thần linh bát trọng tiểu gia hỏa, bọn họ cũng là có nghe thấy. Bất quá, dù sao vẻn vẹn thần linh bát trọng mà thôi, lại có thể lật được nổi như thế nào sóng gió. chương 3406, Cổ Trần Thượng Lôi Thất tổ lôi đài, Chu Ninh thế như trẻ tre, một đường vô địch, hơn nữa, phàm là hắn đánh bại người, không chết cũng bị thương, cơ hồ đều không có cái gì sức tái chiến, cái tiếp theo, liên tục đánh bại 6 người về sau, Chu Ninh quanh thân sát khí quấn, một tiếng lãnh ngữ. Thế, không ít người, đều thấy rõ Chu Ninh dụng ý, hắn là nghĩ thừa thế xông lên, 9 trận chiến toàn thắng, trực tiếp đem khí thế của mình nhảy lên tới cực hạn, lấy ứng đối ngày mai bài vị chiến. Nho thần các Chu Ninh, đối chiến, họa linh viện Hoàng Linh Nhi. Linh thỏ thần tôn giờ phút này mở miệng. Nhà đầu này cũng ở, cổ phong trước đó một mực không chú ý, giờ phút này mới phát hiện, Hoàng Linh Nhi vậy mà cũng cùng bản thân một tổ. Hoàng Linh Nhi, rất nhanh phi thân mà tới, lên lôi đài. Nhìn thấy Hoàng Linh Nhi, Chu Ninh khẽ nhíu mày, ở khác người nơi đó, hắn có thể hạ trọng thủ, nhưng Hoàng Linh Nhi khác biệt. Hoàng Linh Nhi nàng này, người sau lưng là Họa Linh viện lão tổ, Tử Hồng thần chủ. Cái này Tử Hồng thần chủ, tu vi thông thiên, kinh khủng nhất là người này am hiểu nhân quả chi đạo. Lại, người này cực kỳ bao che khuyết điểm, có thù tất báo nếu như mình trọng thương nàng này, đối phương thi triển nhân quả chi đạo, để cho mình nhiễm phải không tốt nhân quả, bản thân con đường tu hành, không chừng liền muốn đến đây đoạn tuyệt. Lập tức, Chu Ninh mở miệng, ta không nghĩ trọng thương ngươi, nhận thua đi. Để cho ta nhận thua, ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết được. Hoàng Linh Nhi nghe xong, cũng là đến nội ý. Lập tức, phung tay lên, một cái quyển trục, chính là bay thẳng ra. Quyển trục này vừa ra, lập tức triển khai. Đây là một bức tranh, trên đó vẽ lấy một cái một thân bích thanh lân phiến mãnh hổ giờ phút này cái này mãnh hổ trong nháy mắt sống lại tự vẽ bên trong sông ra lại này mãnh hổ khí thế đúng là có thể so với thần vương nhất trọng hư bảo vật này tuy tốt nhưng tiếc là người không phát huy ra mười thành uy năng tất nhiên người bản thân không biết tốt xấu vậy liền đừng trách chu mỗ hạ thủ vô tình chu ninh lời nói rơi xuống trong tay một cán bút vẽ xuất hiện đồng thời hắn quanh thân sát khí cô động đang vẽ trong bút hướng thẳng đến cái kia mãnh hổ điểm tới. Hai người trực tiếp chính là chiến ở cùng nhau, nhưng mà, ở Chu Ninh thật vất vả, đánh bại tranh kia Linh mãnh hổ về sau. Chỉ thấy Hoàng Linh Nhi, hơi vùng tay, vậy mà lại lấy ra một cái họa trục. Cái kia họa trục bên trong, lại là xông ra một đầu lam sắc cự mãng. Tất cả mọi người, đều tưởng rằng, cái này chiến cuộc, tất nhiên là thiên về một bên xu thế. Nhưng người nào cũng không thể nghĩ đến, Hoàng Linh Nhi có như vậy thổ hào đấu pháp. Ta đi, cái kia một lần duy nhất phương giai quyển trục nghe nói luyện chế, so hoàng giai bảo vật còn muốn phiền phức, cái này Hoàng Linh Nhi đã lấy ra cái thứ bảy. Nàng vừa mới thần lực hao hết, liền lấy ra không ít tôn cấp tu giả, đều coi như chân bảo thần dịch nuốt. Đây cũng quá thổ hào, ai bảo nàng là thần tam đại đây, mọi người thấy đến, trợn mắt hốc mồm, cổ phong gặp vậy, cũng là không khỏi cười khổ từ hồng lão đầu nhi kia, bao che khuyết điểm danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Chiến ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Hoàng Linh Nhi bên này, một điểm tổn thương đều không thụ, chỉ là bởi vì không ngừng tiêu hao thần lực, sắc mặt có chút trắng bệch. Mà lại nhìn Chu Ninh nơi đó, cả người mặt mày xám xịt, thậm chí đã có nhiều chỗ thụ thương. Mặc dù không có trọng thương, nhưng người mấy nơi thương thế, để sắc mặt của hắn cũng là trở nên có chút trắng bạch. Hắn nội tâm hỏa khí càng lúc càng lớn, ở lại đánh bại một cái họa linh chi về sau, Chu Ninh nhìn hầm hầm một câu, Hoàng Linh Nhi, ngươi làm như ta không dám động tới ngươi sao. Lời nói tầm đó, Chu Ninh khí huyết thiêu đốt, quanh thân khí thế, trong nháy mắt kéo lên, đúng là đã đến gần vô hạn thần vương cảnh. Trong chấp nhóm này, hắn thiêu đốt trọn vẹn 5 vạn năm thọ nguyên. Phải biết, thần linh cảnh tu giả, thọ nguyên chỉ có 100 vạn năm, 5 vạn năm thọ nguyên thiêu đốt, tuyệt đối xem như liều. Mọi người xem đi ra, Chu Ninh triệt để giận, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Mà cũng ở giờ phút này, để người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Không có ý nghĩa, không đánh, không đánh chỉ thấy vốn liền đứng ở bên bờ lôi đài Hoàng Linh Nhi, nhảy xuống, nhẹ bóng rơi vào dưới lôi đài. Trận chiến này, Chu Ninh thắng, Linh Thỏ Thần Tôn trực tiếp tuyên bố kết quả, ngươi, Chu Ninh tức giận đến, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Lão tử thiêu đốt năm vạn năm thọ nguyên A, ngươi muốn đầu hàng, ngươi quá CMN nói sớm A. Bên này, Hoàng Linh Nhi rơi vào dưới lôi đài, hiển nhiên kỳ thần lực đã triệt để hao hết, dùng thần dịch khôi phục thần lực, cũng không phải là không có hạn chế, hiển nhiên nàng biết rõ, bản thân trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, tái chiến tiếp, cũng là thua không nghi ngờ, cho nên, trực tiếp đầu hàng. Đám người thấy một màn như vậy, cũng là ánh mắt đờ đẫn. Hoàng Linh Nhi, chiều này, quả thực quá âm, ngươi lên đến liền đem rất nhiều đại chiêu thả, đem Chu Ninh trọng thương, sau đó đối phương thiêu đốt năm vạn năm thọ nguyên thi triển bí thuật chuẩn bị liều mạng thời điểm, ngươi nhận thua. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà A, thú vị, cổ phong thấy một màn như vậy, trong lòng tán thưởng hoàng linh nhi đã nhảy xuống lôi đài nhận thua chu ninh tự nhiên không có cách nào tiếp tục tìm nàng phiền phức nhưng hắn bây giờ lửa giận chính thịnh không chỗ phát tiết ánh mắt trực tiếp liền rơi vào dưới lôi đài cái kia trang vũ trên người lạnh lùng một câu trang vũ đi lên đánh với ta một trận đám người trong nháy mắt ánh mắt tụ vào tất cả mọi người cho rằng cái này thất tổ cuối cùng người thắng tất nhiên ở giữa hai người sinh ra tốt trang vũ nhàn nhạt một câu ngay sau đó chậm rãi hướng về lôi đài đi đến. Bộ pháp này, so phàm nhân lão đầu nhi tản bộ cũng không nhanh được bao nhiêu. Chu Ninh tức giận đến muốn thổ huyết, hiển nhiên, đối phương nhìn ra, bản thân thiêu đốt 5 vạn năm thọ nguyên ngắn ngủi tăng cường thực lực, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, cho nên cố ý kéo dài thời gian. Hiện tại người, tại sao có thể như thế âm hiểm? Cuối cùng, làm trang vũ chậm rãi từ từ leo lên lôi đài thời điểm, Chu Ninh bí thuật tăng cường tu vi, đã không còn sót lại chút gì. Lại, bởi vì vừa mới thi triển xong bí thuật, lại trước đó bị Hoàng Linh Nhi trọng thương, giờ phút này Chu Ninh chiến lực, chỉ có trạng thái tột cùng bảy thành không đến. Chu Ninh trong lòng có hối hận, hắn vừa mới không dám như thế xúc động, trực tiếp tái chiến. Hắn là có thể lựa chọn tu trình, bất quá, hắn cũng biết, bản thân thắng liên tiếp bảy người tích lũy khí thế, một khi dừng lại, thì sẽ tiêu tán, hắn không muốn bỏ qua. Chu Ninh, trận chiến này, người thua không nghi ngờ. Trang vũ lạnh nhạt mở miệng, hắn và Chu Ninh tu vi tương đương, mặc dù ngoan ý không bằng Chu Ninh, nhưng càng tinh thông hơn tâm cơ. Bây giờ kéo Hoàng Linh Nhi Phúc, hắn biết rõ, bản thân cơ hội tới. Ha ha, dù cho chỉ có bảy thành chiến lực, cũng có thể đánh bại người cái này sợ hàng. Chu Ninh cười lạnh, tự tìm cái chết, chiến, hai người, trực tiếp chiến ở cùng nhau. Một trận chiến này, cực kỳ thảm liệt, vì cái này tiểu tổ thứ nhất, tăng thêm nhiều năm hai người thù hận, có thể nói, cả hai đều là thực sự tức giận, liều mạng chém giết. Mặc dù Chu Ninh Tu Vi chỉ có chiến lược bảy thành, nhưng liều mạng phía dưới, đúng là cùng Chu Ninh không phân cao thấp. Phốc, cuối cùng, trang vỗ trong miệng hiển hiện cuồng phún, bị đánh xuyên lồng ngực, không sức tái chiến. Mà cái này một bên, Chu Ninh cũng không khá hơn chút nào, hắn toàn thân bị máu tươi nhuộm dần, trong ánh mắt đều là huyết thủy chảy xuôi, ánh mắt đều mơ hồ. Cả người hắn lung la lung lay, tùy thời đều có thể ngã xuống. Tình huống như vậy, chỉ sợ chiến lực, không đủ trạng thái tột cùng một thành A. Chu Ninh giờ phút này ý thức đều có chút mơ hồ, chỉ là nhớ kỹ, hắn giống như thắng lên tiếp 8 người, còn giống như còn lại cái cuối cùng, nhưng giờ phút này thụ thương quá nặng, hắn có cảm thấy lôi, lập tức mở miệng ta. Chu sư huynh quả nhiên kỳ tài ngút trời, chiến lược thông thiên vô song, tiếp xuống nên tiểu đệ, còn mời Chu sư huynh hạ thủ lưu tình. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm trực tiếp đem Chu Ninh lời nói cắt ngang. Đón lấy, hắn liền thấy được một tên thân mang bạch y trẻ tuổi thân ảnh, rơi vào lôi đài phía trên. Chương 3407, mục tiêu công kích. Mọi người tại đây cũng là có chút mộng bước mà nhìn xem lôi đài phía trên cổ phong. Thần linh bát trọng, Chu Ninh ánh mắt đảo qua cổ phong, khẽ nhíu mày. "Chu sư huynh, chẳng lẽ muốn nghỉ ngơi một hồi?" Là tiểu đệ đường đột, tiểu đệ vốn cho rằng Chu sư huynh muốn sáng tạo cửu liên thắng hành động vĩ đại đây, xin lỗi, tiểu đệ liền xuống dưới. Cổ phong vừa nói, liền muốn phía dưới lôi, "Ngươi nghĩ một trận chiến, Chu Mỗ liền thành toàn ngươi." Chu Ninh lập tức mở miệng, hắn làm như vậy không phải xúc động, nguyên nhân có hai. Một là đối phương chỉ có thần linh bát trọng, lấy bản thân thân phận chiến lực, nếu như khiếp chiến, cho dù là trọng thương tình huống phía dưới, cũng sẽ bị người miệng lưỡi. Hai là bây giờ hắn đã tám thắng liên tiếp, lại thắng trận này, liền có thể tích lũy mạnh nhất khí thế, lại đối phương chỉ có thần linh bát trọng, nhìn xem khí tức còn không làm sao ổn, dù cho bản thân một thành tu vi, cũng đủ có thể đánh bại hắn. Linh thỏ thần tôn, rồi rào thâm ý nhìn cổ phong một cái, ngay sau đó mở miệng, đã như vậy, Chu Ninh đối cổ trần, bắt đầu. Giết, giờ phút này, Chu Ninh mở miệng, quanh thân khí thế như hồng. Cái kia vô biên sát khí, phối hợp thể nội sông ra máu tươi, biến thành màu đỏ sậm. Cơ hồ thực chất, một quyền này của hắn, hướng thẳng đến cổ phong giết tới đây. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, ánh mắt đại biến. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng, Chu Ninh còn có thể bộc phát như thế cường hãn một đòn, một kích này phía dưới, chỉ sợ cái kia thần linh bát trọng tiểu quỷ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở cách cổ phong không đến một trượng 3,3 mét thời điểm sau, Chu Ninh truyền âm ở bên tai cổ phong vang lên. Tiểu tử, người điểm này nhi tâm cơ, ở trước mặt ta, quá mức không chịu nổi, người nghĩ thừa nước đục thả câu, đáng tiếc, người đánh giá thấp ta Chu Ninh. Lời nói tầm đó, một quyền đánh tới, cổ phong khóe miệng hơi nhíu, đưa tay, chính là một quyền. Một quyền này, thẳng đến đối phương đan điền. Nhanh như cực điện, oanh, chu Ninh đan điền vỡ vụn, đan điền bên trong còn sót lại thần lực, trong nháy mắt bạo liệt nổ tung. Cả người hắn, trong mắt tràn đầy không thể tin, bay ngược mà ra. Không đúng, không phải thần linh bát trọng, giờ khắc này, hắn ý niệm trong lòng mười phần, hắn có thể xác định, đối phương tuyệt đối không thể nào là thần linh bát trọng tu vi, dù cho bản thân trọng thương, dù cho chỉ có một thành tu vi, một cái vẻn vẹn thần linh bát trọng tu giả, cũng không thể trực tiếp phế bản thân. Bị lừa rồi rất đáng tiếc người cũng đánh giá thấp ta chu ninh bên tai cổ phong truyền âm vang lên đón lấy chu ninh trọng trọng ngã xuống ở dưới lôi đài ngất đi mọi người tại đây trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh nghịch đan điền bị phế thân thể này cơ hồ chính là phế mặc dù còn có thể lại tìm nhục thân đoạt xã nhưng vô luận dạng gì nhục thân đều khó có khả năng có bản thân tiên thiên nhục thân phù hợp cái này chu ninh tương lai thiên kiêu con đường chính là hủy tiểu tử này tâm cơ quá sâu lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trang Vũ một mực quan sát trận chiến đấu này, lập tức cắn răng một câu. Mọi người vừa nghe, tiếp lấy mọi người nghĩ nghĩ, nhao nhao giật mình. Cái kia Chu Ninh Liên chiến 8 trận, đặc biệt là Hoàng Linh Nhi cùng Trang Vũ đánh một trận xong, đã là trọng thương, không chịu nổi một kích. Vừa mới một quyền kia, nhìn như cường hãn, chỉ sợ căn bản không có uy lực gì. Cái này cổ trần, hoàn toàn là kiếm tiện nghi a. Chủ yếu tên này, trực tiếp tự mình thượng lôi, dùng phép khích tướng để Chu Ninh cậy mạnh một trận chiến quả thực quá vô sỉ. trong lúc nhất thời, mọi người vây xem, nhao nhao phá mắng, đều cảm giác Cổ Phong vô sỉ tới cực điểm. nếu không phải hắn ngựa ông đắc lợi, lại dùng tâm cơ lấy thần linh bát trọng tu vi, làm sao có thể đánh bại kinh khủng như vậy Chu Ninh? ai không nghĩ tới cái này Chu Ninh bất quá chỉ có bề ngoài a, cái tiếp theo Cổ Phong đối với mọi người bình phán, sắc mặt như thường, nhàn nhạt một câu, vô sỉ a, quá vô sỉ. Con hàng này, vậy mà như thế không biết xấu hổ. Được tiện nghi khoe mẽ, linh thỏ thần tôn trực tiếp mở miệng, trận tiếp theo, tán tu cổ trần chiến huyễn âm tông huyễn tâm nhị. Ta, nhận thua, giờ phút này, huyễn tâm nhị thanh âm vang lên, nàng trên mặt đắng chát, nếu như có thể chiến, nàng tự nhiên muốn một trận chiến. Nhưng tiếc là, trước đó bị Chu Ninh trọng thương còn cắt đứt chân, nàng thật bất lực tái chiến. Trận chiến này, cổ trần thắng, linh thỏ thần tôn mở miệng, lập tức nói cái tiếp theo nhưng mà ta nhận thua ta nhận thua tất cả mọi người giờ phút này đều mộng bọn họ phát hiện một cái khó có thể tiếp nhận sự thật bởi vì lúc trước những người kia không phải là bị chu ninh đánh phế chính là bị chu ninh trực tiếp chém giết mà lôi đài người thắng lựa chọn tiếp tục chiến là không thể khiếp chiến cho nên những người này chỉ có thể nhận thua về phần mấy cái kia đã chết cũng coi là trực tiếp bại đến mức cổ phong một đường thắng liên tiếp ai không nghĩ tới cách làm thiên kiêu đều không chịu được như thế, liền đánh với ta một trận dũng khí đều không có, vô địch thực sự là Tịch Mịch a. Cổ Phong trên lôi đài, đạm mạc một câu, hai tay vác sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một bộ cao nhân Tịch Mịch như tuyết bộ dáng. Tất cả mọi người sắp điên rồi, trên đời vẫn còn có vô sỉ như vậy hạng người. Người này mặt đây, Chu Ninh vừa mới thức tỉnh, nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như vậy, tức đến cơ hồ thổ huyết. Mà suy nghĩ một chút con hàng này sở dĩ có thể như thế trên lôi đài làm cao tượng, đều là bởi vì chính mình, hắn nội tâm càng là nổi nóng. Giờ phút này, cổ phong đã bảy thắng liên tiếp, tán tu cổ trần đối chiến nho thần các trang vũ. Giờ phút này, linh thỏ thần tôn mở miệng lần nữa. Ta nhận thua, trang vũ cắn răng một câu, hắn thương thế thực sự quá nặng đi, so trước đó chu ninh còn nặng hơn, bây giờ muốn mạnh mẽ tái chiến, hủy căn cơ, tiền đồ sẽ phá hủy. Tám thắng liên tiếp, đám người cơ hồ nổi điên, cái này ra mặt so sơn môn còn dày hơn ra hỏa, vậy mà đã 8 thắng liên tiếp cùng trước đó Chu Ninh một cái độ cao. Bên này, Chu Ninh đột nhiên cười to cổ trần, người đừng đắc ý quá sớm, người còn có cái cuối cùng đối thủ, Hoàng Linh Nhi, hôm nay cuối cùng người thắng, chính là nàng, mà không phải người cái này đồ hèn hạ. Nghe đến lời này, mọi người tại đây đầu tiên là thoáng chút đăm chiêu, tiếp lấy toàn bộ giật mình. Không sai a à, mặc dù Chu Ninh nơi này, đã trọng thương không có sức tái chiến. Nhưng còn có Hoàng Linh Nhi, Hoàng Linh Nhi chỉ bại bởi Chu Ninh một trận, lại nàng không chịu tổn thương lấy thần linh cửu trọng tu vi cùng rất nhiều bảo vật đối mặt cổ trần tuyệt đối tất thắng không thể nghi ngờ về phần những người khác chết thì chết thương thì thương cũng không người là hoàng linh nhi đối thủ chín cục đối chiến chỉ thua một trận cuối cùng hoàng linh nhi cũng là tám thắng cùng cổ phong chu ninh một dạng theo lý mà nói ba người sẽ tăng thêm thi đấu bất quá chu ninh bởi vì không cách nào tiếp tục chiến trực tiếp bị loại như thế chỉ còn lại Hoàng Linh Nhi cùng cổ phong hai người. Bởi vì Hoàng Linh Nhi cùng cổ phong đối cục bên trong, nàng thắng. Cho nên Hoàng Linh Nhi sẽ trực tiếp tấn cấp, trở thành tiểu tổ thứ nhất. Ha ha, cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, cuối cùng đem lấy giỏ chúc mà múc nước công dã chẳng a. À. Hoàng Linh Nhi tấn cấp, đã là việc tất nhiên. Đám người lấy lại tinh thần, trên mặt nhau nhau hiện lên ý cười, so với cổ phong, bọn họ tự nhiên đều hy vọng Hoàng Linh Nhi tấn cấp. Cổ phong đối mặt như vậy lời nói, lại là sắc mặt như thường. Nếu như đối mặt người khác, có lẽ sẽ còn hao phí tay chân, nhưng đối mặt Hoàng Linh Nhi. Ở vạn người chú ý phía dưới, Hoàng Linh Nhi lên lôi đài, nhưng mà đón lấy, nàng nói ra một câu làm cho tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc mà nói. "Ta, ta nhận thua." Chương 3408, tiểu tổ đệ nhất. "Cái gì? Nhận thua? Mọi người tại đây, tất cả đều mộng, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ở đây ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Hoàng Linh Nhi trên người bọn họ muốn biết đáp án vì sao a à, thiếu nữ người đã vững vàng tiểu tổ thắng được a à, người vì sao muốn nhận thua linh thỏ thần tôn bên này đều có chút mộng ho nhẹ một tiếng nhìn về phía hoàng linh nhi nghiêm mặt nói hoàng linh nhi người xác định người muốn nhận thua xác định hoàng linh nhi mở miệng trên mặt một bộ chẳng hề để ý bộ dáng nhưng mà người khác không biết hoàng linh nhi giờ phút này trong lòng hoảng một nhóm liền ở nàng vừa mới lên lôi cổ phong liền cho nàng truyền âm khi biết vị này cổ trần, chính là Diệp Ma đầu thời điểm, Hoàng Linh như thiếu chút nữa thì đi tiểu, phải biết, ban đầu ở thần hồn giới, bị cổ phong một đường truy sát, nếu không phải xem ở lão tổ tông mặt mũi, nàng sớm đã chết ở trong tay, mà sau đó, cổ phong đến họa linh viện, hiện ra cùng lão tổ tông quan hệ mật thiết, bây giờ nàng càng là cùng ứng tiểu tuyền hai bên tình nguyện, nơi nào sẽ cùng cổ phong làm đối. Hơn nữa, nàng biết rõ, coi như thật động thủ, một trăm mình cũng tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Chu Ninh hét lớn, Hoàng Linh Nhi, người điên rồi sao? Người chỉ cần chiến thắng cổ trần, người liền có thể trở thành tiểu tổ đệ nhất, tiến vào cuối cùng thập nhị cường, người sao có thể nhận thua? Bây giờ hắn là không vui, nhưng hắn thực sự không thể nào tiếp thu được, bản thân làm ra tất cả, cuối cùng cho cổ phong làm áo cưới, trợ giúp đối phương tấn cấp. Thiết, đánh đánh giết giết có ý gì, dù sao ta liền tính tấn cấp, cũng đánh không lại những cái kia yêu nghiệt, ta cũng không muốn tại ngày mai bài vị chiến bên trong một mực bị người ngược hàng chót, cho nên ta rời khỏi bản tiểu thư không đùa lời nói rơi xuống hoàng linh nhi trực tiếp nhảy xuống lôi đài ai vô địch thực sự là tịch mịch ga à? cổ phong lại là một bộ cao nhân bộ dáng cảm thán một câu cái này không nói lời nào còn tốt cổ phong lời này vừa nói ra mọi người tại đây đều muốn nổ ta dựa vào cái này cổ trần tại sao có thể có như thế nghịch thiên khí vận cái này hoàng linh nhi cùng trong truyền thuyết một dạng hài đồng tính cách nói không chiến liền không chiến bất quá nàng suy tính cũng không có sai, mặt khác 11 cái đều là người đứng đầu yêu nghiệt. Nàng đi cũng là vật làm nền, đáng chết, cổ Trần cái này ti tiện chi đồ, vậy mà nhặt tiện nghi. Đám người giờ phút này, nguyên một đám không cam lòng tới cực điểm. Linh Thỏ thần tôn trong mắt như có điều suy nghĩ, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, thất tổ người thắng, Cổ Trần, ngày mai có thể tham dự cuối cùng 12 người xếp hạng đại chiến. Không nghĩ tới, phân đến tổ, yếu như vậy, tịch mịch a tịch mịch. Cổ phong thuận miệng một câu, liền hướng về dưới lôi đài đi đến. Bên này, Chu Ninh trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn lập tức gầm thét một câu, cổ trần, coi như người dẫm vận khí cứt chó, tiến nhập trước 12, ngày mai gặp được rất nhiều yêu nghiệt, người cũng muốn thất bại thảm hại, nho thần các bên trong, ta bất quá là tiểu nhân vật, thánh tử thánh nữ không nói, truyền thừa đại đệ tử, mạnh thanh phong mạnh sư huynh chỉ nửa bước đều bước vào thần vương, hắn nếu gặp được ngươi, chắc chắn người đánh ỉa ra cứt đến. Cổ trần huynh, người vậy mà tấn cấp chúc mừng chúc mừng a à. cũng ở chu ninh lời nói vừa dứt phía dưới một thanh âm chính là từ nơi xa truyền đến đám người xem xét chỉ thấy một tên mặc áo xanh thanh niên anh tuấn bước nhanh mà tới đi tới cổ phong bên người còn vỗ vỗ cổ phong bả vai một bộ huynh đệ tình thâm bộ dáng người này không phải mạnh thanh phong là ai ta chu ninh thấy một màn như vậy trong mắt kém chút chừng ra ngoài tình huống như thế nào mạnh sư huynh ngày bình thường gần đây không phải là thanh cao, chưa bao giờ cùng người lai vãng. Này làm sao, xem ra mạnh sư huynh cũng tấn cấp, chúc mừng. Cổ phong mỉm cười, mạnh thanh phong mở miệng, huynh đệ chúng ta có thể ước định cẩn thận, ngày mai nếu như gặp phải, điểm đến là rừng, ngàn vạn cũng không thể thụ thương, để tránh bị người nhặt tiện nghi. Điểm đến là rừng, không cần đánh ỉa ra cứt sao. Cổ phong mỉm cười, đánh ỉa ra cứt, mạnh thanh phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, giờ phút này, chung quanh có người mở miệng, Mạnh Thanh Phong biết được về sau, trực tiếp mắt lạnh nhìn về phía Chu Ninh, lạnh lùng một câu, Chu Ninh, chúng ta nho giả, không thể có cửu ác chi tâm, ngày bình thường, rất nhiều sư thúc đã nói ngươi sát ý quá thịnh, quả nhiên, ta cũng không khinh ngươi, đợi ngươi khỏi bệnh về sau, ta mỗi ngày cho ngươi luận bàn một lần, thẳng đến trả sạch ngươi lệ khí mới thôi. Mạnh Sư Huynh, ta, Chu Ninh mở to hai mắt nhìn, mọi người tại đây, đối với cái này chờ đảo ngược, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại, loại này tình huống xem ra, muốn bị đánh ỉa ra cứt, chỉ sợ là Chu Ninh. Giữa không trung, năm vị đại nho thấy một màn như vậy, cũng là nhao nhao lắc đầu cười khổ. Linh nhi nha đầu kia thật đúng là, không nghĩ tới, thất tổ đệ nhất, dĩ nhiên là cái này Cổ Trần. Tô Nhã Chi không khỏi mở miệng, mấy cái khác đại nho trong mắt cũng đều mang theo ngoài ý muốn ý tứ, lúc trước ai có thể nghĩ tới cái này vẻn vẹn thần linh bát trọng Cổ Trần, có thể thắng được. Thanh phong ngày bình thường, cho tới bây giờ không cùng cùng thế hệ người lui tới, hắn mới quen cái này cổ trần mấy ngày liền cùng cái này đồng dạng quen thuộc cái này cổ trần tất có chỗ hơn người lôi mặc nhàn nhạt một câu a à, chẳng lẽ lục sư đệ cho rằng cái này cổ trần ngày mai còn có thể tiến thêm một bước đệ ngũ đại nho cảnh thành không khỏi mở miệng đám người cũng là mang theo khác biệt vẻn vẹn thần linh bát trọng hôm nay làm sao thắng được mọi người cũng đều thấy được tu vi như vậy chiến lực, ngày mai thập nhị cường bài vị chiến tuyệt đối hạng chót ga à. ha ha kẻ này tuyệt không phải chúng ta mắt thấy đơn giản như vậy, ngày mai rửa mắt mà đợi chính là. Lôi mặc cười nhạt một tiếng, nghĩ đến trước đó linh thỏ thần tôn cáo chi bản thân một ít chuyện, khóe miệng chính là không khỏi hơi hơi nổi lên đường cong. Đám người không nhiều lời nữa, tiếp tục quan sát, 12 tổ bên trong, cổ phong nhóm này tương đối mà nói, xem như cực nhanh. Bây giờ còn có 8 tổ không có so song, cổ phong bên này, đã về tới động phủ mình chỗ ở. Trở lại động phủ, cổ phong chính là ngồi xếp bằng điều tiết tu vi khí tức. Không nghĩ tới hôm nay thắng như thế nhẹ nhõm, cổ phong không khỏi tự nói. Nguyên bản cho rằng, cái này tiểu tổ chiến, bản thân bao nhiêu sẽ phí chút khí lực, không nghĩ tới trước có cái kia chu ninh vì chính mình trải đường, cuối cùng lại gặp được Hoàng Linh Nhi. Quả thực quá dễ dàng, bất chi bất giác, đã là lúc trạng vạng tối. Cổ phong truyền âm ngọc phù, vang lên theo. Đại ca, chúng ta ba người đều lên cấp, ngày mai, ngày mai bọn họ tất nhiên muốn động thủ, chúng ta kế hoạch, nhưng còn có biến động. Thanh âm này là ngũ linh tạm thời không có biến động, bất quá mấu chốt thời khắc người tất cả nghe ta truyền âm, không có ta truyền âm, tuyệt đối không nên tự tiện hành động. Một lần này không chỉ có quan hệ đến mạnh huynh thành sinh tử, càng quan hệ đến người ta huynh đệ hai người tương lai. Cổ phong thận trọng mở miệng, tốt, tất cả chỉ bằng đại ca an bài ngũ linh thanh âm truyền đến, ngay sau đó ngọc phù ảm đạm xuống, đón lấy cổ phong lần nữa thôi động truyền âm ngọc phù mở miệng như thế nào. Phong ca ca yên tâm. Người bàn giao ta sự tình, ta đều đã làm xong, xem ra, Phong Ca ca một lần này, lại muốn ra danh tiếng lớn." Ngọc Phù bên kia thanh âm truyền đến, Cổ Phong hiểu ý cười một tiếng, đem Ngọc Phù đóng lại, ngay sau đó hai mắt khép kín, tiếp tục tu luyện, tất cả chỉ đợi ngày mai. Chương 3409, 12 vào 6. Ngày kế tiếp, quảng trường phía trên, lần nữa vô số tu giả hội tụ. Bất quá, phía trước 12 tòa lôi đài, đã biến thành một tòa. Một tòa này lôi đài Trừng vạn trưởng vuông vắn, cực kỳ to lớn. Tất cả mọi người biết rõ, hôm nay bài vị chiến mới thật sự là màn kịch quan trọng. Giữa không trung, năm đại nho như cũ xuất hiện. Bất quá, bọn họ hôm nay chia nhóm hai bên, hướng chính đông, nhường ra một mảng lớn khu vực. Cổ Phong đứng ở trong đám người, nhìn về phía bầu trời cái kia một khu vực, trong mắt mang theo chờ mong. Giờ phút này, Tô Nhã Chi mở miệng cung nghênh các chủ. Cái này mở miệng phía dưới lập tức vô số tu giả cùng nhau hướng về bầu trời thi lễ cúi đầu cũng ở lúc này nho tổ phong chỗ sâu một đạo to bằng vải nước bạch kim sắc trường hồng phi thiên mà tới cái này trường hồng bốn phía có thể thấy được vô số văn tự cùng cảnh vật hiện lên trường hồng rơi vào không trung hóa thành một đạo một thân nho nhã chi khí thanh bào lão giả thanh bào lão giả dung mạo kỳ lạ đúng là có được tứ điều mi mao người này chính là nho thần các các chủ khổng mạnh diễn hắn dung mạo vẫn luôn là cái mê, có khi là trẻ tuổi bộ dáng, có khi là trung niên bộ dáng, có khi là lão giả bộ dáng. Nhưng không cách nào thay đổi, là vậy thế gian hiếm có tứ điều mi mau. Khổng mạnh diễn, cổ phong nhìn về phía khổng mạnh diễn, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Khổng mạnh diễn không giống một chút mình đã từng gặp cường giả, khí thế khinh người, cả người hắn đứng ở nơi đó, thật giống như một cái thế tục hiệu sách tiên sinh dạy học. Cả người cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác, không có chút nào thượng vị giả tư thái bất quá đám người trong lòng lại chẳng biết tại sao vô ý thức dâng lên một cỗ tôn kính cảm giác bái kiến các chủ đám người cùng lúc mở miệng cổ phong không có mở miệng cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía khổng mạnh diễn khổng mạnh diễn ánh mắt đảo qua đám người rơi vào cổ phong nơi này trong mắt lộ ra vẻ khác biệt ngay sau đó cười nhạt một tiếng rất tốt lần này không sai chư vị không cần đa lễ lời nói rơi xuống khổng mạnh diễn hướng thẳng đến sau lưng một tòa một tòa này phía sau hắn lăng không nổi lên một tấm tinh xảo chiếc ghế hắn liền ngồi ở cái ghế gỗ giờ phút này tô nhã chi mở miệng lần nữa cung nghinh thánh mẫu lời này rơi xuống đám người cùng nhau hướng về chân trời nhìn lại đón lấy vạn người chú ý phía dưới một nữ tử từ nho tổ phong chỗ sâu dậm chân mà đến cái kia nhìn như xa khoảng cách ở dưới chân của nàng giống như hơn một trượng địa phương một bước hai bước ba bước nàng đi tới chân trời xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đám người nhao nhao nhìn về phía nữ tử, bất quá, trong tầm mắt của bọn hắn, nữ tử thân ảnh mơ hồ, dung mạo càng là thấy không rõ. Đám người không khỏi nghĩ tới nho môn cổ lão truyền văn, thánh hiền không thể nhìn thẳng. Đám người nhao nhao cúi đầu, giống như lại nhìn một cái, chính là đối thánh hiền khinh nhờn. Chư vị không cần đa lễ, thánh mẫu mở miệng, bỗng nhiên cảm giác được giống như có cái gì ánh mắt, tùy theo ánh mắt đảo qua lại không phát hiện cái gì đặc thù. Liên yên ổn ngồi xuống nàng ngồi xuống chỗ bốn phía mây mù hội tụ biến thành một tấm mây ghế dựa không chỉ có như thế bên trên bầu trời mây mù đúng là không tự chủ hướng về thánh mẫu dựa vào ở chung quanh nàng vần quanh giống như là đang nịnh nọt giờ phút này thánh mẫu quanh thân những cái kia mây mù biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt cái kia kim sắc bên trong mơ hồ có thể thấy được từng hàng nho pháp văn tự thậm chí thánh mẫu trên không tạo thành từng đợt vầng sáng cái kia trong vầng sáng đám người đúng là mơ hồ nhìn được nho môn tổ tiên hư ảo hình bóng. Thân hồn pháp tuy, tất cả mọi người thấy một màn như vậy, rung động trong lòng. Ở nho thần các, thánh mẫu địa vị, theo lý thuyết, là cao nhất. Bởi vì, nàng đại biểu đương thời nho tổ, truyền văn mỗi một thời đại thánh mẫu trên người, đều người thừa kế nho môn rất nhiều tiên tổ đối với nho pháp cảm mộ, nàng ở nơi đó chính là nho pháp đại đạo. Còn tốt không phát hiện, cổ phong trong đám người, mỉm cười, mấy ngàn năm chưa từng thấy, Gặp lại mẫu thân, cổ phong tâm tình khó có thể bình phục, bất quá vì đằng sau cho mẫu thân kinh nghỉ, cổ phong vẫn là lấy thông thiên cổ ngọc đem chính mình khí thức thu liễm đến cực hạn. Thánh mẫu, các chủ, có thể bắt đầu. Tô Nhã Chi nhìn về phía hai người, mở miệng. Khổng mạnh diễn không có mở miệng, mà là nhìn về phía thánh mẫu. Thánh mẫu nhìn không chớp mắt, không để ý đến khổng mạnh diễn, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tô Nhã Chi gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía đám người, hôm nay. Lão thân vì tiềm long tái cuối cùng bài vị chiến đấu trọng tài, hiện tại, tiểu tổ thắng được 12 người, ra khỏi hàng thượng lôi. Theo Tô Nhã Chi lời nói rơi xuống, lần lượt từng bóng người từ trong đám người đi ra, phi thân lên. Rất nhanh, 12 người đứng ở lôi đài phía trên. Đối với 12 người này, Cổ Phong hôm qua chính là đã từ Mạnh Thanh Phong bên kia biết được cụ thể là ai. Mạnh Khuynh Thành, Thư Thiếu Khanh, Đinh Ngọc Nhi, Mạnh Thanh Phong, Hàn Lãnh Mạch, Bích Thanh Vân, Ngũ Linh, Khuông Võ Tường, Khổng Trần Mặc, Hàn Tâm Di, Thanh Trường Hỏa. Đinh Ngọc Nhi có thể tấn cấp, tiểu tổ thắng được, là cổ phong không tưởng tượng được. Đinh Ngọc Nhi mặc dù có chút tư chất, nhưng cổ phong biết rõ, lấy nàng tư chất, không có khả năng nhanh như vậy bước vào thần linh cửu trọng, cũng không khả năng có được tiểu tổ thắng được như vậy chiến lực. Hắn chỉ sợ bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới, mà lấy cổ phong đối với nàng lý giải, nàng làm tất cả những thứ này, chỉ sợ chỉ là vì cùng mình một trận chiến, vì ra người báo thù. Về phần cái kia Bích Thanh Vân, là thần bút lâu bây giờ thánh tử, truyền văn là Bích Thanh nhã thân đệ đệ. Mà cái kia Hàn Lãnh Mạch cùng Hàn Tâm Di, là dị tộc huynh muội, đông thần cùng đông duyệt biệt hiệu. Căn cứ Ngũ Linh nói tới, hai người này là giả mạo nho môn một vị họ Hàn đại nho hậu duệ, lừa dối tiến vào. Tô Nhã Chi nhìn thấy đám người thượng lôi, lập tức mở miệng, vòng thứ nhất, 12 vào 6, rút thăm quyết đấu. Đám người ngay sau đó tiến lên rút thăm, kết quả như sau, trận đầu, Mạnh Khuynh Thành đối Thư Thiếu Khanh, trận thứ hai, Hàn Tâm Di đối Mạnh Thanh Phong, trận thứ ba, Hàn Lãnh Mạch đối Đinh Ngọc Nhi, trận thứ tư, Ngũ Linh đối chiến Khuông Võ Tường, trận thứ 5 Khổng Trần Mặc đối chiến Bích Thanh Vân. Trận thứ sáu, Cổ Trần đối chiến Thanh Trường Hỏa, Cổ Phong là trận thứ sáu đối chiến, cho nên vừa bắt đầu, thuộc về xem cuộc chiến hình thức. 12 vào 6, trận đầu, Nho Thần Các Mạnh Khuynh Thành đối chiến Thiên Thư Sơn Thư Thiếu Khanh. Tô Nhã Chi, ngay sau đó mở miệng, Lôi đài phía trên, những người khác nhau nhau lui ra lôi đài, chỉ còn lại có hai người này. Thư Thiếu Khanh, cơ hồ đều muốn khóc, lúc đầu tiểu tổ thắng được, hắn mừng rỡ trong lòng, nghĩ đến nếu như vòng thứ nhất không gặp được quá đối thủ lợi hại, bản thân không chừng có thể vào trước sáu. Ai nghĩ đến, trận đầu liền gặp nho môn thánh nữ mạnh khuynh thành. Bất quá đến lúc này, hắn tự nhiên cũng không thể lùi bước, dù sao hắn đại biểu không là chính hắn. Ngay sau đó, Thư Thiếu Khanh thực lực tu vi thôi động đến cực hạn, thi triển bản thân mạnh nhất ý cảnh, hướng thẳng đến Mạnh Khuynh Thành phóng đi. Oanh, Mạnh Khuynh Thành tùy ý một quyền, trực tiếp đánh xuyên Thư Thiếu Khanh quanh thân vòng quanh ý cảnh, trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực. Thư Thiếu Khanh trực tiếp bị oanh ra lôi đài, ngất đi. Hắn miệng sùi bọt mép, toàn thân đều có chút run rẩy. Một quyền này, quả thực đáng sợ, một quyền, miểu sát, mọi người tại đây hoàn toàn tĩnh mịch, bất quá suy nghĩ một chút, bây giờ đời chín thánh nữ sâu không lường được tu vi, đây cũng là bình thường. Mạnh Khuynh Thành lắc đầu, không có ý nghĩa. Trong óc nàng, không khỏi lại là nổi lên cái kia cưới tích dịch người trẻ tuổi. Lúc ấy nàng không có quá nhiều để ý tới. Về sau mới nhớ tới, cái kia tặc tử, tuổi tác giống như chưa đạt 10 vạn tuổi. Tăng thêm hắn có thể vào thần vương khu, tu vi tất nhiên là thần vương. Lấy cái kia tặc tử tu vi chiến lực, tất nhiên có thể đi vào thập nhị cường. Nếu như cái kia tặc tử có thể tới, Mạnh Khuynh Thành thầm nghĩ lấy, nàng đối cái kia tặc tử sớm đã hận cực. Dưới lôi đài, Cổ Phong không khỏi giật cả mình, nhìn về phía cái kia cắn răng nghiến lợi mạnh khuynh thành, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, nữ nhân này, thật đúng là mang thù a. À. Chương 3410, Đinh Ngọc Nhi hận, trận thứ nhất, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Rất nhanh, trận thứ hai hai người lên lôi đài, Hàn Tâm Di đối chiến Mạnh Thanh Phong, Cổ Phong ánh mắt rơi vào Hàn Tâm Di trên thân, trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ, vị này dị tộc hoàng tộc dòng chính thiên kiêu, sẽ có như thế nào thủ đoạn. Bên trên bầu trời đông đảo nho môn cao thủ, tự nhiên cũng đang chú ý trận này giao đấu. Hàn tổ trước kia ở ta nho thần các cũng là trước ba cường giả, bất quá về sau hậu thế, càng ngày càng xuống dốc, chọn rời đi nho thần các ẩn cư thâm sơn tu hành, cái này hàn thị huynh muội sớm nghe nói về thiên tư bất phàm, lại nhìn bọn họ một lần này, sẽ có hạng gì biểu hiện a? À? Khổng mạnh diễn, nhìn về phía dưới, giống như nói một mình, mỉm cười mở miệng. Diệp tích tình lại là thần sắc như thường, không có trả lời, ánh mắt bình thản. Khổng Mạnh diễn đáy mắt, hiện lên một vòng vẻ phức tạp, hắn biết rõ, bản thân Sở Tố Sở Vi để Thánh Mẫu càng thêm cách xa mình, bất quá hắn không thèm để ý, hắn không chiếm được, tự nhiên cũng không nhìn nổi cái kia ma môn bại hoại, đem Thánh Mẫu chiếm hữu. Khổng Mạnh diễn tâm, lần nữa yên tĩnh trở lại, trên thực tế, đến nơi này đồng dạng tu vi cảnh giới, tất cả hắn đều không thế nào để ở trong mắt, chỉ có bên người vị này, có thể cho tâm hắn có gợn sóng. Bên này, lôi đài phía trên, hai người đã chiến ở cùng nhau để cổ phong có chút khác biệt là cái kia hàn tâm di thi triển thủ đoạn không rời cầm kỳ thư họa đều là nho môn thủ đoạn đúng là để người nhìn không ra nửa điểm sơ hở che lấp bản thân khí tức liền các chủ bậc này thần chủ hậu kỳ cường giả đều nhìn không ra mánh khóe lại tất cả thủ đoạn tất cả đều là nho môn thủ đoạn dị tộc vì một lần này thật sự tốn sức tâm cơ cổ phong nhìn xem lôi đài phía trên giao đấu trong lòng không khỏi ám ngữ hơn nữa thông qua ngũ linh nói tới Cổ Phong biết rõ Hàn Tâm Di Tu Vi là thần vương nhị trọng, nhưng bây giờ nàng cho thấy Tu Vi cùng Mạnh Thanh Phong một dạng, đều là nửa chân đạp đến vào thần vương cấp độ. Hai người chiến khó phân cao thấp, mọi người tại đây đều là hơi kinh ngạc, mọi người vốn cho rằng đây là một trận cực kỳ khác xa tranh tại đây, dù sao cái kia cách làm Hàn thị huynh muội, trước kia danh khí không lớn. Giờ khắc này, Cổ Phong bỗng nhiên cảm giác một ánh mắt rơi vào trên người mình. Vô ý thức nhìn lại, Đinh Ngọc Nhi, nhưng mà Cổ Phong phát hiện Đinh Ngọc Nhi cũng không phải là tận lực dò xét bản thân, ánh mắt của nàng trên người mình dừng lại chốc lát về sau, lập tức lưu chuyển lại rơi vào trên người những người khác, giống như đang tìm cái gì. Tìm gì, chẳng lẽ, cổ phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, Đinh Ngọc Nhi nơi này, ánh mắt như cũ ở bốn phía lục soát, đồng thời trong lòng tự nói, ứng thiên vũ, phong lạc trần, phong nhai tử, diệp lạc trần, diệp phong. Một lần này, người lại cải trang biến thành ai, người nhất định ở chỗ này, dạng này thịnh sự, người tuyệt đối sẽ không vắng mặt ngọc nhi người đang tìm cái gì giờ phút này đinh ngọc nhi sau lưng thanh âm vang lên người mở miệng là một gã cường tráng lão giả lôi âm môn lão tổ lôi vân thiên tôn cấp cường giả cũng là đinh ngọc nhi bây giờ sư tôn hắn nhìn về phía đinh ngọc nhi ánh mắt nhìn như sư tôn đối đệ tử yêu mến trên thực tế cái kia đáy mắt lại là một vòng tham lam sư tôn ta liền là tùy tiện nhìn xem đinh ngọc nhi lập tức lộ ra thiếu nữ đồng dạng mỉm cười nhưng trên thực tế nàng đáy lòng, đối trước mắt cái này tham lam lão đầu nhi, sớm đã buồn nôn cực độ. Năm đó, thông vân tiêu trước khi chết, vì báo cổ phong tri ân, giết cửu ra lôi thiên âm. Đã mất đi lôi thiên âm che chở, tăng thêm lôi thiên âm quả phụ lôi hổ cơ cửu thị, để Đinh Ngọc Nhi bước đi liên tục khó khăn, khó có thể sinh tồn. Cuối cùng, vì sinh tồn, vì cho ca ca, phụ thân và tổ phụ báo thù. Đêm hôm ấy, nàng gõ lôi âm môn người mạnh nhất, lão tổ tông lôi vân thiên động phủ. Đêm hôm ấy, nàng nước mắt chảy dài lại dứt khoát dùng hết tất cả vốn liếng đêm hôm ấy nàng thành công nàng trở thành lôi vân thiên truyền thừa đệ tử ở nàng mỗi ngày dùng cơ hồ hết sức tự nhục phương thức vô số lần nịnh nọt về sau lôi vân thiên không tiếc hao phí bản thân 10 vạn năm tu vi vì đinh ngọc nhi quán đỉnh nàng tu vi đột phá đến thần linh cửu trọng cưỡng ép tăng lên đến đây lại nàng thể nội còn có lão đầu nhi lưu lại tu vi thần lực xem như nàng mạnh nhất át chủ bài nàng dốc hết tất cả chỉ vì báo thù. Vi sư nói qua, nếu gặp được người cái kia cửu ra, chắc chắn xuất thủ giúp ngươi trong bóng tối đem hắn chém giết. Vi sư nói là trong bóng tối, mà không phải ở nơi này trước công chúng phía dưới. người phải nhớ kỹ, ngươi là ta lôi âm môn người. Lôi vân thiên nhìn về phía Đinh Ngọc Nhi trong mắt mang theo cương chiều, bất quá như cũng nghiêm túc nói. Sư tôn, đệ tử biết rõ, Đinh Ngọc Nhi mỉm cười, kỳ thực, nàng minh bạch, bản thân làm tất cả những thứ này, đổi lấy những cái này đã là cực hạn, này lão đầu nhi không thể là vì bản thân từ bỏ cái gì. Cho nên, nàng muốn bản thân báo thù. Về phần lôi âm môn, nàng nội tâm sớm vô cảm kích, chỉ có cửu thị, có thể hay không liên lụy tông môn nàng không thèm để ý. Mà về phần sinh tử, đối với người nhà mất hết nàng mà nói, càng không trọng yếu. Nàng, có một loại trực giác, đối phương nhất định sẽ tới tham gia tiềm long tái, đối phương nhất định ở bây giờ cái này quảng trường phía trên. Nàng, muốn tìm tới hắn, sau đó, giết, lôi đài phía trên, Hàn Tâm Di cùng Mạnh Thanh Phong như cũ giết đến khó phân thắng bại. Mà Cổ Phong nơi này lại là như vô tình ở giữa, bốn phía tùy ý đi lại, đi tới Hàn Lãnh Mạch bên người, tiếp lấy nhiệt tình vỗ một cái Hàn Lãnh Mạch đầu vai. Hàn Lãnh Mạch quay người, vừa muốn phát tác, lần thấy được vẻ mặt mặt tươi cười khuôn mặt. Cổ Phong cười nói, "Hàn huynh, không nghĩ tới lệnh muội lợi hại như thế, thật sự để người mở rộng tầm mắt a." À. "Cổ Trần huynh, quá khen." Đưa tay không đánh người mặt tươi cười hàn lãnh mạch trên mặt vẻ giận dữ thu liếm, nhàn nhạt một câu. Hắn biết rõ, hôm nay tất cả, bằng cuối cùng đại kế vây lại, hắn không cần thiết cùng không quan trọng người, náo ra mâu thuẫn. Chắc hẳn hàn huynh thủ đoạn, so với lệnh muội càng cường đại hơn, cổ mũ liền chúc hàn huynh tiếp đó, đại hoạch toàn thắng. Cổ phong ôm quyền mỉm cười, cái này nhân tộc ra hỏa, nguyên một đám dối trá hung ác, nhìn thấy muội muội ta lợi hại, chính là đến dự định cùng ta kết giao một phen, ha ha. Hàn lãnh mạch thầm nghĩ lấy, Nhìn về phía cổ phong lại cũng là nặn ra một nụ cười, mượn cổ huynh chúc lành. Vậy cổ mỗ liền không quấy dày, cổ phong mỉm cười ôm quyền, hẹn gặp lại, hàn lãnh mạch cũng là ôm quyền đạm ngữ. Bên này, cổ phong trực tiếp quay người rời đi, đi tới đám người hậu phương, ngay sau đó sắc mặt khôi phục như thường, tiếp tục xem hướng trên lôi đài giao đấu. a à, bên này, lôi đài phía trên một tiếng hét thảm, mạnh thanh phong đang cùng hàn tâm di đối chiến trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, cuối cùng đúng là dẫn đầu hồn lực tiêu hao bị Hàn Tâm Di đánh bại. Trận này, Hàn Tâm Di thắng, ở mọi người nhìn lại, cũng coi là bạo một cái lớn ít lưu ý, dù sao Mạnh Thanh Phong có thể nho môn thế hệ tuổi trẻ đệ tam cường giả. Trận thứ ba, Hàn gia Hàn lãnh mạch đối chiến lôi âm môn Minh Ngọc Nhi. Tô Nhã Chi mở miệng, ngay sau đó, hai người trực tiếp lên lôi đài, nhìn xem lôi đài chẳng qua là hai người, cổ phong nụ cười trên mặt hiện lên, trong lòng tự nói, nhân quả đã phát trải qua gieo xuống, ta có hay không đánh cuộc đúng, liền nhìn tiếp theo chương 3411, nhất tiễn song điêu. Lôi đài phía trên, hai người không nói nhảm, trực tiếp đánh nhau. Để người kinh ngạc là, cái này vậy mà cùng trước đó hàn tâm gì đối chiến mạnh thanh phong trận kia một dạng, hai người vẫn là chiến khó phân thắng bại. Như cũ ẩn giấu thực lực sao, cổ phong ánh mắt rơi vào hàn lãnh mạch trên người không khỏi tự nói. Hắn đã nhìn ra cái này đối dị tộc huynh muội dụng ý, bọn họ là muốn dùng tận lực thấp nhất tu vi, đến giải quyết chiến đấu, thẳng đến gặp gỡ mạnh khuynh thành gặp được mạnh khuynh thành thời điểm bọn họ mới có thể đột nhiên bộc phát toàn bộ thực lực làm cho đối phương khó có thể phản ứng như thế tăng lên xác suất thành công theo không ngừng đối chiến hai người ý cảnh thi triển trên người hồn lực càng ngày càng gào lên đinh ngọc nhi bỗng nhiên biến sắc là ngươi ngươi nói cái gì hàn lãnh mạch nhìn thấy đinh ngọc nhi đột nhiên bộ dáng này hơi kinh ngạc tốt không nghĩ tới ngươi quả nhiên đến đinh ngọc nhi hai mắt trong nháy mắt đỏ tơ máu tràn ngập bởi vì nàng từ trên người đối phương, cảm thấy cổ phong khí tức. Không sai, này khí tức, nàng sẽ không quên. Mỗi một lần, đều là cái này khí tức, bao quát trước đó nàng nhận ra thần hồn giới bên trong, cái kia Diệp Phong chính là mình khổ tìm cừu ra, cũng là dựa vào cái này linh hồn khí tức. Cái này linh hồn khí tức, là mình ca ca, phụ thân, cùng tổ phụ đều từng khóa chặt qua. Nàng chảy xuôi theo đinh ra huyết mạch, đối với cái này khí tức, nàng sẽ không nhận lầm. Đối phương, chính là mình dốc hết tất cả, muốn chém giết người. Xem ra, thành, phía dưới lôi đài, thấy một màn như vậy cổ phong, khóe miệng không khỏi đã phủ lên ý cười. Trước đó cổ phong nhìn thấy Đinh Ngọc Nhi bốn phía ánh mắt đảo qua, liền suy đoán, đối phương là đang tìm bản thân. Đinh Ngọc Nhi nàng này, tâm cơ cực sâu, trước đó cổ phong còn không biết được thông thiên cổ ngọc uy năng, không cách nào hoàn toàn che lấp bản thân linh hồn khí thức, cho nên bản thân phía trước thân phận Đinh Ngọc Nhi đều dựa vào linh hồn khí thức nhận ra biết được. Mà lần này, bởi vì có thông thiên cổ ngọc, cho nên ai cũng không nhận ra cổ phong. Đinh Ngọc Nhi, tự nhiên cũng không khả năng nhận ra. Cho nên, cổ phong nghĩ cái một mùi tên hạ hai chim biện pháp, hắn giả ý tới gần hàn lãnh mạch cùng đối phương đáp lời, trên thực tế lời nói tiếp theo, chẳng có tác dụng gì có. Tất cả, đều đang cổ phong tới gần đối phương, vỗ nhẹ đối phương đầu vai một cái tát kia phía trên. Cổ phong đem một đạo bản thân linh hồn khí tức, đánh vào đối phương thể nội. Lại, cái này linh hồn khí tức lấy thông thiên cổ ngọc che lấp, đối phương căn bản là không có cách phát hiện. Chỉ có ở chỗ người đối chiến, vận chuyển hồn lực tới trình độ nhất định thời điểm, cái này linh hồn khí tức mới có thể hiện ra. Mà giờ khắc này, cái này linh hồn khí tức bày ra. Đinh Ngọc Nhi đem hàn lãnh mạch, nhận thành bản thân. Lấy Đinh Ngọc Nhi cùng mình không đội trời chung huyết hải thâm cừu, tất nhiên cùng dùng hết tất cả cùng đối phương chém giết. Ngươi đến cùng lại nói cái gì? Hàn lãnh mạch trong lòng run lên hắn tự nhiên suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, đối phương là đem chính mình ngộ nhận vì mình cừu ra, hàn lãnh mạch chỉ cho là, bản thân dị tộc thân phận, có lẽ bại lộ. Trong lúc nhất thời, trong lòng lo lắng, nếu như đối phương thật biết được bản thân thân phận, sau đó đem bản thân thân phận, tại chỗ để lộ, bản thân mặc dù có chuẩn bị ở sau thoát đi, nhưng hao hết rất nhiều lão tổ tông tâm huyết bầy bố, coi như hủy sạch. Ha ha, đến bây giờ còn đang giả vờ sao, huyết hải thâm cừu, hôm nay, ta tất tự tay báo. Đinh Ngọc Nhi lạnh giọng một câu, đón lấy, quanh thân lôi điện điên cuồng mà lên, lôi chi ý cảnh, hơn nữa, giờ khắc này, Đinh Ngọc Nhi là trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên bộc phát lôi chi ý cảnh. Xuất thủ, chính là liều mạng, tình huống như thế nào, cái này Đinh Ngọc Nhi, không tiếc tự tổn căn cơ, trực tiếp liền liều mạng sao. Như thế dù cho thắng, cũng được không bù mất, nàng coi trọng như thế chàng tỷ đấu này thắng bại. Mọi người vây xem, đều mộng, lúc này mới vừa đánh một hồi, hai phương không phân cao thấp, Đinh Ngọc Nhi còn chưa tới tuyệt cảnh đây, liền trực tiếp dùng liều mạng đấu pháp, đây là tình huống gì? Đáng chết, Như tử, tám thành biết được ta thân phận. Dù cho nàng không biết được ta là minh đồng tộc truyền thừa chi tử, nhưng nếu như nàng bộc lộ ra ta dị tộc thân phận, hôm nay tất cả cũng đều hủy. Không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện kế hoạch bên ngoài biến cố. Hàn lãnh mạch nhìn thấy Đinh Ngọc Nhi trực tiếp cùng mình liều mạng, trong nháy mắt trong lòng xác định chính mình suy đoán. Thân làm nam thương hỗn độn chi địa, Hoàng tộc Minh Đồng tộc truyền thừa chi tử, hắn tự nhiên không ít đi ra ngoài lịch luyện, trong lúc đó cũng chém giết qua không ít nho môn tu giả, mà một chút nho môn tu giả, khó tránh khỏi sẽ có một ít bí thuật cái gì, có thể nhớ kỹ bản thân linh hồn khí tức, để bọn hắn hậu bối biết được. Ở Hàn Lãnh Mạch xem ra, hắn hôm nay là xui xẻo, trước mắt nữ nhân này, tất nhiên là tổ tiên cái nào quan hệ huyết thống bị bản thân trước đó đi ra ngoài lịch luyện thời điểm giết đi. Đối phương là dựa vào linh hồn khí tức, nhận ra bản thân bậc này huyết hải thâm cừu, không có khả năng nhận lầm. Mà nhìn đối phương, đi lên liền liều mạng bộ dáng, hắn càng xác định trong lòng mình ý nghĩ. Làm sao, không nói, xem ra ngươi là chấp nhận tội của mình, hôm nay, ta muốn ngươi chết. Đinh Ngọc Nhi điên cuồng hơn, liều mạng chém giết mà ra. Hàn lãnh mạch mắt sáng lên, hắn nhìn ra, đối phương không có để lộ thân phận mình ý tứ, xem ra đối phương là đối chính nàng thực lực 10 điểm có lòng tin, muốn tự tay chém giết bản thân báo thù. Như thế, bản thân lợi dụng xét đánh tốc độ chém giết đối phương, làm cho đối phương không có mở miệng cơ hội. Chỉ cần đối phương cái chết, bản thân thân phận, thì sẽ không bại lộ. Tự tìm cái chết, hàn lãnh mạch cũng là tức giận một câu, trực tiếp giết ra ngoài. Oanh, hàn lãnh mạch một quyền này, đúng là trực tiếp đánh vỡ Đinh Ngọc Nhi ý cảnh, hung hăng đánh vào ngực phía trên. Phốc, Đinh Ngọc Nhi trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ngược mà ra. Thần vương, hàn lãnh mạch dĩ nhiên là một vị thần vương cường giả ta nho môn thế hệ tuổi trẻ, vị thứ ba thần vương. Đinh Ngọc Nhi thất bại, đám người thấy một màn như vậy, nhao nhao kinh hô. Đinh Ngọc Nhi chỉ có thủ đoạn như thế sao? Phía dưới cổ phong một mực sắc mặt bình tĩnh quan sát, thân làm kẻ khởi sướng hắn đều không nghĩ tới, bản thân phen này bày bố, có thể đổi lấy hiệu quả như thế. Ngọc Nhi, nhận thua, chớ có cậy mạnh, giờ phút này, phía dưới lôi đài, lôi vân thiên, lập tức mở miệng. Hắn nhìn ra, cái kia hàn lãnh mạch, hẳn là Đinh Ngọc Nhi một mực tìm kiếm cửu ra. Nhưng hắn không thể để cho bản thân đồ nhi này, như thế chết đi. Nhận thua, ta Đinh Ngọc Nhi, sớm đã không nhìn tất cả, hôm nay, ta liền tính chết, cũng phải giết hắn. Lời nói rơi xuống, Đinh Ngọc Nhi, thọ nguyên trong nháy mắt thiêu đốt chín thành chín. Mái tóc màu đen, trong nháy mắt trở nên tuyết bạch. Nàng tu vi, khôi phục hơn phân nửa phía dưới, hướng về hàn lãnh mạch lần nữa giết tới. Nàng quanh thân lôi điện gào thét, hóa thành kinh thế một quyền, thẳng hướng hàn lãnh mạch. Tự tìm cái chết, hàn lãnh mạch cũng là sát ý lộ ra, lập tức, đưa tay một quyền hung hăng đánh ra. Một quyền này, đang áp chế tu vi ở thần vương nhất trọng tình huống phía dưới, đã thi triển tới cực điểm, hắn tự tin bản thân một quyền này, ứng phó một cái chưa bước vào thần vương, lại trọng thương phế vật, tuyệt đối đầy đủ. Nhưng mà, cũng liền ở hàn lãnh mạch một quyền này cùng Đinh Ngọc Nhi cái này lôi điện cử quyền vừa mới va chạm thời điểm. Cái kia lôi điện cử quyền về sau, Đinh Ngọc Nhi ánh mắt, trở nên dữ tợn lại trước đó chưa từng có điên cuồng. Nàng khàn giọng giống to, người chết cho ta, lời nói tầm đó, ngực của nàng bên trên một cái phong ấn mở ra. Một cỗ thuộc về tôn cấp cường giả thần lực và hồn lực, đồng thời bộc phát ra, cái này hồn lực cùng thần lực, biến thành kinh thiên động địa một chỉ. Đây là lôi vân thiên cho Đinh Ngọc Nhi bảo mệnh đồ vật. Lại, ở tiềm long tái bên trong, cái này thuộc về mượn nhờ ngoại lực, quy tắc bên trong, là căn bản không cho phép. Bất quá bây giờ, Đinh Ngọc Nhi căn bản không để ý tới tất cả, nàng chỉ cần giết chết người trước mắt. Không tốt, hàn lãnh mạch sắc mặt kịch biến, chương 3412, tuyệt vọng cái chết. Hàn lãnh mạch nằm mơ cũng không nghĩ ra ở tiềm long tái bậc này thịnh sự bên trên, rất nhiều nho môn cao tầng trước mặt, người trước mặt, dám phá hư quy tắc, vận dụng tôn cấp tu giả, phong ấn tại hắn lực lượng trong cơ thể. Mặc dù lực lượng này Đinh Ngọc Nhi không có phát huy đến cực hạt, nhưng vẫn như cũ có thể so với hoàng cấp đỉnh phong cường giả một đòn lại muốn trốn tránh đã không kịp oanh cái kia lôi vân thiên tu vi lực lượng biến thành kinh thiên chỉ hung hăng điểm ở hàn lãnh mạch trên nắm tay hàn lãnh mạch nắm đấm ngay tiếp theo đầu này cánh tay phải trong nháy mắt nổ tung đón lấy một chỉ kia khí thế không giảm hung hăng điểm vào hàn lãnh mạch ngực tu vi kia lực lượng tràn vào hàn lãnh mạch thể nội tàn phá bừa bãi ra cũng ở giờ phút này giấu ở hàn lãnh mạch thể nội chỗ sâu dù cho ở đây đông đảo nho môn cao tầng cũng không thể nhận ra được một dấu ấn, bị kích phát. Này lạc ấn, lập tức hóa thành cuồn cuộn sinh cơ, đem một chỉ kia đánh vào bản thân thể nội tu vi lực lượng, nhanh chóng hóa giải. Bành, hàn lãnh mạch ngược máu tươi bắn tung tóe bay ngược mà ra. Hắn trọn vẹn bay ra hơn nghìn trượng mới dừng thân lại, giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bạch. Hắn cánh tay phải hoàn toàn biến mất, đồng thời, phía trên đan điền, khoảng cách trái tim bất quá tắc hơn vị trí, xuất hiện một cái lỗ máu. Bộ ngực của hắn bị một chỉ kia xuyên thủng, phốc, hàn lãnh mạch lại là liên tục phun ra ba cái máu tươi, cả người khí tức mới chậm rãi bình phục. Hắn khí tức huệ hoài cực kỳ, bản thân bị trọng thương. Hắn nhìn về phía Đinh Ngọc Nhi bên này, trong mắt sát ý thao thiên. Vừa mới bị phát động lạc ấn, trong cơ thể hắn tổng cộng chỉ có ba đạo, mỗi một đạo đều là trong tộc thần chủ cảnh lão tổ hao phí 100 vạn năm tu vi cô động mà ra. Ba đạo này lạc ấn, là sinh chi lạc ấn không cách nào chủ động thôi động, chỉ có ở hàn lãnh mạch, sắp chết thời điểm, mới có thể thụ động bị kích phát, hóa thành sinh cơ bảo vệ hàn lãnh mạch tính mệnh. Dị tộc lão tổ tông tính ra, lấy hàn lãnh mạch tâm trí cùng thủ đoạn, ở bình thường tiềm long tái giao đấu bên trong, tất nhiên có thể trấn áp tứ phương, ba đạo này sinh lạc ấn, là vì ứng phó mạnh khuynh thành thời điểm, ứng đối nhau môn cao thủ chuẩn bị bảo mệnh đồ vật. Mà bây giờ, vừa mới bài vị chiến, đối chiến một cái chưa đạt thần vương run dế, hắn liền lật thuyền trong mương vừa mới nếu không phải có sống in vào hắn đã chết ở một chỉ kia phía dưới đinh ngọc nhi quả nhiên có chút thủ đoạn bất quá hàn lãnh mạch này cũng bất tử cổ phong nhìn xem lôi đài phía trên mất đi cánh tay phải ngược mang theo lỗ máu sắc mặt trắng bệch hàn lãnh mạch cổ phong trong lòng không khỏi tự nói đón lấy cổ phong không khỏi hướng về cái kia đinh ngọc nhi nhìn lại khẽ lắc đầu đoạn này ân oán không phải cổ phong nghĩ có ban đầu đinh vũ chặn giết cổ phong về sau Đinh Vân Hải vì Đinh Vũ báo thủ truy sát cổ phong, về sau nữa là Đinh Thường Sơn, mỗi một lần, đều không phải là cổ phong chủ động cách làm, cho nên, cho tới hôm nay trình độ như vậy, cổ phong trong lòng không có chút nào gợn sóng. Giờ phút này, Đinh Ngọc Nhi đã co quắp ngồi trên mặt đất. Nàng toàn thân máu tươi chảy xuôi, mái đầu bạc trắng, dung mạo trở nên giống như lão ẩu nàng, sinh cơ đã đi đến cuối con đường. Nàng thiêu đốt toàn bộ tu vi, thi triển chiến, chiến lực mạnh nhất, cưỡng ép mở ra phong ấn lực lượng. Thi triển xong những cái này, nàng biết rõ, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần có thể đem đối phương giết chết, bản thân mọi thứ đều là đáng giá. Nhưng mà, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà không chết. Vì sao? Đinh Ngọc Nhi trong mắt tràn đầy không thể tin, trong đó tràn đầy tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt từ trong mắt của nàng chảy xuôi mà xuống. Nàng không phải bi thương, mà là không cam lòng, đây là không cam lòng nước mắt. Nàng dốc hết tất cả vì sao vẫn như cũ là như vậy kết quả. Siêu, cũng ở giờ phút này, hàn lãnh mạch tu vi lực lượng bộc phát, chớp mắt đã tới. Hắn nhìn ra Đinh Ngọc Nhi đã dầu hết đèn tắt, lúc này, nhất định phải đem hắn nhanh chóng giết chết, hôm nay trả ra đại giới đã quá lớn, quyết không thể để cho nàng đem chính mình dị tộc thân phận nói ra. Ở hàn lãnh mạch cận thân trong nháy mắt, hắn hồn lực trực tiếp khuếch tán ra. Đinh Ngọc Nhi bây giờ đã dầu hết đèn tắt, căn bản không có nửa phần sức chống cự, ở nơi này hồn lực áp bách phía dưới, đừng nói thân thể không cách nào di động mảy may, thậm chí ngay cả cửa, đều đã mở không được. Hàn lãnh mạch đáy mắt lộ ra một vẻ trào phúng cùng băng lãnh, nhìn về phía Đinh Ngọc Nhi. Đồng thời, Đinh Ngọc Nhi bên tai, hàn lãnh mạch truyền âm vang lên. Đáng tiếc, người đã không có cơ hội nói ra ta dị tộc nhân thân phận, hôm nay, người sắp chết. Dị tộc nhân, nghe được này truyền âm, Đinh Ngọc Nhi đầu chấn động mạnh một cái. Dị tộc nhân, không có khả năng, bản thân cái kia cửu ra, tuyệt đối là nhân tộc, nàng xác nhận qua hắn linh hồn khí tức hắn không phải dị tộc nhưng trước mắt giờ khắc này hàn lãnh mạch lấy hồn lực áp chế đinh ngọc nhi đinh ngọc nhi có thể cảm giác được rõ ràng đối phương linh hồn khí tức không đúng cùng trước đó linh hồn khí tức không đúng không phải người kia bản thân nhận lầm người không đúng bản thân làm sao sẽ vô duyên vô cớ nhận lầm phía trước linh hồn khí tức là giờ khắc này đinh ngọc nhi trên mặt không có chút huyết sắc nào nàng hồi tưởng trước kia người kia đã làm tất cả trong nháy mắt giật mình đáy lòng lâm vào vô tận tuyệt vọng người kia người kia trong óc nàng đột nhiên hiện lên trước đó hàn lãnh mạch lên lôi trước đó giống như có người đi đến bên cạnh hắn vỗ nhẹ hắn sau đó người kia là cổ trần phong lạc trần diệp lạc trần bản thân tại sao không có sớm đi nghĩ đến đinh ngọc nhi thân thể không cách nào di động ánh mắt lại là trực tiếp quét về phía đám người nàng cùng cổ phong ánh mắt đụng vào nhau, kết thúc, cổ phong đạm ngữ, không có phát ra âm thanh, chỉ khẩu hình, là hắn, Đinh Ngọc Nhi thân thể lần nữa chấn động, bại, bản thân lần nữa bại, lại, bị bại không có chút nào tôn nghiêm, từ đầu tới đuôi, mình ở trong mắt đối phương, bất quá là một khỏa không có ý nghĩa quân cờ. Tuyệt vọng thẩm thấu Đinh Ngọc Nhi linh hồn, nàng tình nguyện hy vọng, hàn lãnh mạch chính là cổ phong, mình là tài nghệ không bằng người, không có giết đối phương. Nhưng mà, hiện thực lại là càng thêm tàn nhẫn, bản thân liền làm đối phương đối thủ tư cách đều không có. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả không cam lòng đều thăng không nổi, bởi vì nàng biết rõ, dù cho lại cho bản thân vô số lần cơ hội, bản thân như cũng không phải là đối thủ của người nọ. Ca ca, phụ thân, tổ phụ, thật xin lỗi. Hắn quá cường đại, nước mắt chảy trôi phía dưới, đinh ngọc nhi tâm đã chết. Giờ phút này, nàng trái tim ngừng đập, nàng nguyên thần trong nháy mắt suy kiệt hàn lãnh mạch đang chuẩn bị một trưởng vỗ chết đối phương thời điểm phát hiện đối phương cũng đã triệt để biến mất khí tức ha ha không thành công giết chết ta lại bị ta ngôn ngữ kích thích trực tiếp tâm chết đến bỏ mình sao hàn lãnh mạch nhìn thấy đã tử vong đinh ngọc nhi trong lòng cười lạnh bất quá lại không có nửa điểm vui sướng đối mặt một con kiến hôi hắn vậy mà dùng lão tổ tông cấp cho sinh lạc ấn mới thắng việc này hắn không có chút nào mặt mũi trận chiến này hàn lãnh mạch thắng bên trên bầu trời Tô Nhã Chi mở miệng, mọi người tại đây, một mảnh trầm mặc, trong lúc nhất thời đều nói không ra lời, mới vừa một trận chiến, quả thực quá mức hung ác cùng tàn khốc, tất cả mọi người không biết, cái kia Đinh Ngọc Nhi vì sao trực tiếp liền muốn liều mạng. Chương 3413, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. À. Ngọc Nhi, Lôi Vân Thiên giờ phút này, nước mắt tuôn đầy mặt. Đối với Đinh Ngọc Nhi, hắn là chân chính động tình. Mặc dù lấy hắn tâm trí, sớm đã nhìn ra, Đinh Ngọc Nhi như vậy chỉ là vì báo thù mà thôi, nhưng hắn vẫn lâm vào trong đó. Đến bây giờ, hắn biết rõ, bản thân muốn đứng ra gánh chịu tất cả những thứ này. Lôi vân thiên quay người, nhìn về phía bên trên bầu trời, năm vị đại nho cùng các chủ cùng thánh mẫu, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, ôm quyền dập đầu, lão hủ, có tội. Từ hôm nay, lôi âm môn từ nhị cấp tông môn xuống tới tam cấp tông môn, người tiến về vực ngoại chiến trường, tiến vào thiên rũ đại trận hạch tâm trận nhãn 100 vạn năm. Khổng mạnh diễn lạnh giọng một câu. Lão hủ, lĩnh mệnh, lôi vân thiên trong mắt, sớm đã ảm đạm phai mờ, dập đầu tạ tội. Mọi người tại đây nghe thấy, ánh mắt đều là biến hóa lên. Thiên rũ đại trận, là một tòa bao trùm toàn bộ vực ngoại chiến trường đại trận. Đây là một tòa chứa thương đại trận, một khi vận chuyển, tất cả ở vực ngoại chiến trường chinh chiến nho môn tu giả, đều sẽ được trị liệu. Mà thiên rũ đại trận hạch tâm trận nhãn, vẫn luôn là tôn cấp tu giả chấn thủ. Lại, đều là phạm phải trọng đại sai lầm tôn cấp tu giả. Bọn họ một khi tiến vào đại trận, liền không cách nào đi ra, sẽ bị khốn ở trong đại trận, đại trận người điều khiển là sao thư giả đại tướng quân thư mệnh tỏa, hắn tùy thời có thể mở đại trận ra, một khi đại trận mở ra, liền sẽ từ trong đại trận tôn cấp tu giả thể nội rút ra thần lực và hồn lực, làm đại trận bên trong nho môn tu giả chữa thương. Có thể vào, tiến vào đại trận tôn cấp tu giả, chính là bị nuôi nhốt cắt thịt xúc vật. 100 vạn năm, lấy Lôi Vân Thiên tình huống hôm nay, 100 vạn năm hắn thọ nguyên liền sẽ bị đốt hết, cơ hồ khó thoát khỏi cái chết. Cái này trừng phạt, rất nặng, cổ phong thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi tự nói, một cái tôn cấp tu giả sinh tử, quyết định liền định, đây cũng là nho thần các chủ. Bên này, hàn lãnh mạch đã xuống lôi đài, đem sự tình, truyền âm cáo chi ngũ linh cùng hàn tâm di. Khó trách lão tổ tông để cho chúng ta cẩn thận, không nghĩ tới còn chưa gặp được mạnh khuynh thành liền xuất hiện dạng này sự tình, nếu không phải ca ca phản ứng linh mẫn, chỉ sợ thân phận liền muốn bại lộ hàn tâm di lập tức cảm thán mở miệng ngũ linh ở một bên phụ họa đúng vậy a à, nhờ có truyền thừa chi tử ứng biến kịp thời bằng không thiết tưởng không chịu nổi không sai muội muội ngũ linh hai người các ngươi nhớ kỹ chiến đấu kế tiếp tốc chiến tốc thắng tuyệt đối không nên lại có biến cố hàn lãnh mạch lòng còn sợ hãi mở miệng hàn tâm di gật đầu ngũ linh mặt ngoài cũng là gật đầu nhưng trong lòng là cảm thán hắn tâm trí không cạn liên hệ trước đó lôi đài phía trên cái kia Đinh Ngọc Nhi đột nhiên thần sắc biến hóa, cùng liều mạng cử động. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến, trước đó cổ phong tới đập hàn lãnh mạch bả vai mục đích. Đại ca tùy tiện vài câu miệng lưỡi, bố trí cục, liền tính toán chết một cái bản thân địch nhân, lại đem hàn lãnh mạch trọng thương, thủ đoạn này có thể xưng quỷ thần A. Trận thứ tư, ngũ linh đối khuông võ tường, giờ phút này, tô nhã chi thanh âm truyền đến, ngũ linh không nói hai lời, lên lôi đài, nhìn về phía lôi đài đối diện khuông võ tường, Hắn lập tức nhỏ giọng một câu, "Lý Linh Nhi, ra mắt công tử." Cái này Lý Linh Nhi, quá đẹp, nghe nói hắn là nho môn một cái họ Lý đời trước hậu duệ, bất quá trước kia chưa nghe nói qua. Cái này có gì kỳ quái, mỗi một giới không phải có ẩn cư thâm sơn thiên kiêu đi ra. Đám người nhao nhao nghị luận, Cổ Phong thấy một màn như vậy, không khỏi cười khổ. Ngũ Linh một lần này, biệt hiệu Lý Linh Nhi, lại là đóng vai làm nữ tử, hóa thành khuynh thành mỹ nhân, như thế che giấu phía dưới đám người thật đúng là khó đem hắn cùng vực ngoại chiến trường dị tộc tám đại đem một ngũ linh thánh tử liên hệ với nhau. Gặp, gặp qua cô nương, khuôn võ tường nghe xong ngũ linh lời này, cảm giác thân thể đều là trong nháy mắt xốp giòn. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ nhân. Hắn dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, thuở nhỏ khắc khổ tu hành, cực ít có thời gian đặt ở nữ tử trên người, có thể nói, ở phương diện này, hắn liền cùng những cái kia thế tục, thanh niên vừa mới trưởng thành một dạng. Giờ phút này, một lần nhìn thấy như vậy tuyệt đại giai nhân, đầu óc đều là loạn loạn. Cái này khuông võ tường, giống như choáng váng. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Mỹ nhân kế? Mọi người thấy lôi đài phía trên, cái kia vẻ mặt cười ngây ngô khuông võ tường đều là nghị luận ẩm ý. Trận này, ngũ linh quá dễ dàng, cổ phong thấy một màn như vậy, không khỏi tự nói. Khuông võ tường là thần linh cửu trọng, mà ngũ linh tu vi chân chính, là thần vương tứ trọng, lại bất luận tu vi, bây giờ ngũ linh vừa lên lôi liền đem khuông võ tường mê thần hồn điên đảo, có thể nói, ngũ linh cái này thuộc về trời sinh tự mang mỹ thuật, cái đồ chơi này, chính là thiên phú A. Ở nằm trong loại trạng thái này, khuông võ tường thế nào lại là đối thủ? Quả nhiên, chưa tới nửa nén hương thời gian, khuông võ tường chính là bị đánh rơi đến dưới lôi đài. Mà cái này hàng, rất xuống lôi đài, chẳng những không có nửa phần tức giận, còn không ngừng liều mạng đối ngũ linh cười ngây ngô, thậm chí mở miệng, đa tả cô nương hạ thủ lưu tình, ta mới vừa xuất thủ có chút nặng, không chỉ có không có thương tổn đến cô nương. Tổn thương em gái ngươi a à, mọi người vây xem, cơ hồ phải mắng. Ngươi vừa rồi, mỗi một lần xuất thủ đều mềm nhũn chỉ sợ tổn thương mỹ nhân đối diện, làm chúng ta không nhìn thấy sao. Ngũ Linh không lý tới nữa khuôn võ tường, nhanh chóng hạ lôi. Khuôn võ tường trong nháy mắt thất hồn lạc phách, mọi người cảm giác tâm hắn nát đầy đất. Trận thứ năm, Khổng Trần mặc đối chiến Bích Thanh Vân. Bích Thanh Vân vừa mới bước vào thần linh cửu trọng, mà lại còn là tông môn tiêu phí to lớn tài nguyên, cưỡng ép tích tụ ra đến. Mà khổng trần mặc một lần này, là trí ở đệ nhất, tu vi thần vương tam trọng đỉnh phong hắn, cũng không tất yếu ẩn giấu tu vi. Vẹn vẹn một quyền, chính là đánh bại Bích Thanh Vân. Đánh bại Bích Thanh Vân về sau, khổng trần mặc ánh mắt, còn không cấm rơi vào mạnh khuynh thành nơi đó. Mạnh khuynh thành, trước đó ngươi cho ta rất nhiều khuất nhục, hôm nay cuối cùng ta đem trả lại tất cả. Khổng trần mặc trong mắt mang theo khiêu khích ý vị, tất cả mọi người biết được, khổng trần mặc đã trải qua rất nhiều sự tình về sau tính tình đại biến bây giờ tất cả tâm tư đều biểu hiện tại nói chuyện hành động bên trong không che giấu chút nào ha ha tốt nhất người đánh bại ta bằng không sau này khó tránh khỏi hàng ngày một trận đánh đập mạnh khuynh thành không thèm để ý chút nào nhàn nhạt một câu đối với thánh tử thánh nữ ân oán mọi người cũng là tập mãi thành thói quen thậm chí tông môn rất nhiều lão tổ cũng là không để ý tới thế hệ tuổi trẻ chính là muốn tranh chính là muốn đấu không tranh không đấu, có thể nào trưởng thành. Vòng thứ nhất trận chiến cuối cùng, Cổ Trần đối chiến Thanh Trường Hỏa. Giờ phút này, Tô Nhã Chi mở miệng lần nữa, trong nháy mắt, vạn người chú ý, mọi người ánh mắt hội tụ trên lôi đài. Trận chiến này, Thanh Trường Hỏa tất thắng không thể nghi ngờ. Không sai, hắn thế nhưng là có thần linh cửu trọng đỉnh phong tu vi, hắn nhưng là nhất cấp tông môn bên trong người thứ nhất. Thanh Trường Hỏa chiến lực không còn mạnh thanh phong phía dưới, mà cái kia Cổ Trần truyền văn tiểu tổ tái lấy ti tiện thủ đoạn thủ thắng. Ta liền là thất tổ, kẻ này ti tiện thủ đoạn, tăng thêm vận khí cướp chó, lấy hắn thần linh bát trọng tu vi, muốn chiến thắng thanh trường họa, quả thực người si nói mộng. Trong nháy mắt, mọi người tại đây nghị luận ẩm ý. Trận này, đám người toàn bộ xem trọng thanh trường họa, nguyên nhân rất đơn giản, ở tất cả mọi người nhìn lại, cổ phong có thể tiểu tổ xuất tuyến, tuyệt đối là nghịch thiên vận khí cướp chó. Hắn thực lực, cực kỳ không chịu nổi, thanh trường họa giờ phút này, như gió xuân ấm áp, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn nội tâm vui vẻ, khó có thể che giấu, hắn biết mình bao nhiêu cân lược, thánh nữ, thánh tử, cùng mạnh thanh phong mấy người kia, hắn chỉ sợ cũng không là đối thủ, mà nhường hắn như thế nào cũng không nghĩ đến thời điểm, bản thân cái này vòng thứ nhất đối thủ, dĩ nhiên là cái kia dựa vào vận khí cứ cho tiến vào thập nhị cường cổ trần. Bản thân vận khí nghịch thiên A, đây cơ hồ là nằm vào trước sau A. Mà cũng ở thanh trường họa chuẩn bị nhanh chóng giải quyết chiến đấu thời điểm, Hắn nhìn thấy đối diện cái kia cổ Trần, hướng về bản thân cười một tiếng. "Đón lấy." Bên tai vang lên rất tinh tường thanh âm. "Thanh lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" À. Chương 3414, Thanh lão đệ liều. "Ngươi, nghe được cái này bên tai truyền âm." Thanh Trường Hỏa sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thanh âm này, hắn quá quen thuộc. Diệp Phong, trước mắt cái này cổ Trần, dĩ nhiên là Diệp Phong, Diệp Ma Đầu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến diệp ma đầu vậy mà lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn trở thành đối thủ mình lúc đầu hắn cho là mình đụng tới một cái dẫm lên vận khí cứt chó lên cấp cổ trần trong lòng là to lớn vui vẻ mà khi hắn biết rõ đối phương là diệp ma đầu thời điểm tâm trong nháy mắt lạnh buốt đến bây giờ hắn cũng vô pháp quên tầng cấp ở thần linh khu bị diệp ma đầu chi phối hoảng hốt muốn mình và hắn đối chiến đó cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào chậm một hồi lâu Thanh Trường Hỏa Truyền Âm cho Cổ Phong, Diệp Ca. Ngài, ta, ta lập tức chịu thua, vô duyên vô cớ nhận thua, sẽ gặp người hoài nghi, ta cũng không muốn thân phận bại lộ. Nếu không chúng ta vẫn là bình thường đánh đi. Đừng, đừng a, à, Diệp Ca, ngươi chờ một chút, ba hơi về sau, ta sẽ tổ hỏa nhập ma. Dạng này được không? Hảo hảo, dạng này phi thường tốt. Nghe xong Thanh Trường Hỏa Truyền Âm, Cổ Phong miệng hơi cười. Hắn sở dĩ truyền âm cáo chi Thanh Trường Hỏa bản thân thân phận, chính là liệu định đối phương không dám đánh với chính mình một trận, dạng này, bản thân ván này có thể giống trước đó đối chiến Hoàng Linh Nhi một dạng, ung dung vượt qua, sẽ không bại lộ bất luận cái gì át chủ bài. Mặc dù, khó tránh khỏi lại sẽ bị người đầu đề câu chuyện, để người khinh bỉ. Nhưng cổ phong, căn bản không thèm để ý những vật này. Mọi người tại đây, giờ phút này đều là vẻ mặt nghi hoặc. Cái này lôi đài phía trên hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhìn nhau mười mấy tức, làm sao chả không đánh, cái này thuộc về tình huống như thế nào a à? bành cũng ở giờ phút này chỉ thấy lôi đài phía trên thanh trường hỏa khí tức quanh người bỗng nhiên bạo tăng khí thế kia cực kỳ khủng bố trong nháy mắt đạt tới được đỉnh phong trạng thái khí thế khủng bố hóa thành khí lãng lấy làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích ra đến tất cả mọi người đều nhìn ra cái này thanh trường hỏa trực tiếp liền vận dụng tu vi mạnh nhất cổ trần nhận lấy cái chết thanh trường hỏa mở miệng ngay sau đó hướng thẳng đến cổ phong phóng đi a à, nhưng mà mới vừa xông ra mấy trượng khoảng cách trong miệng phát ra một tiếng hét thảm đón lấy thất khiếu máu tươi bắn tung tóe mà ra trong nháy mắt hắn sắc mặt trắng bạch thể nội hồn lực thần lực điên cuồng tiết ra cả người khí thức trở nên cực kỳ táo bạo mà hỗn loạn a à, ta đầu đau quá a à. thanh trường họa trong nháy mắt mặt mũi giữ tợn giống to lên tình huống như thế nào mọi người tại đây đều mộng cổ trần còn không có động thủ đây a à. thanh trường họa làm sao đột nhiên liền cái này đức hạnh chẳng lẽ là a à, chỉ nghe lại là một tiếng hét thảm thanh trường họa lần nữa thất khiếu máu tươi bắn tung tóe mà ra thể nội thọ nguyên trong nháy mắt trôi mất vạn năm cả người trực tiếp té lăn quay lôi đài phía trên ngất đi thậm chí mặt mũi vặn vẹo khóe miệng còn phun bọt mép tử cái này tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm tô nhã chi ánh mắt đảo qua cuối cùng mở miệng thanh trường hỏa tổ hỏa nhập ma trận chiến này cổ trần thắng cả người quảng trường trong nháy mắt nổ ta dựa vào tình huống như thế nào a à? thanh trường hỏa tên này đột phá bất ổn điên cuồng vận chuyển tu vi phía dưới vậy mà tổ hỏa nhập ma có thể cái này cổ trần rốt cuộc là cái gì nghịch thiên vận khí cứt chó a à, lại không cần đánh trực tiếp tấn cấp lục cường tất cả mọi người đều là điên cuồng mà nghị luận cái này thắng quả thực quá hí kịch tính mặc dù người ở tiềm long tái lịch sử phía trên đã từng cũng xuất hiện qua trong đối chiến tu giả tu vi bộc phát thời điểm đột nhiên tổ hỏa nhập ma sự tình nhưng cái kia cơ hồ có thể dùng phượng mau lân giác để hình dung, loại tình huống này, thật sự quá mức hiếm thấy, này cũng có thể bị cổ trần cho đụng tới, quả thực không nói đạo lý A. À. Thanh lão đệ, đủ huynh đệ, cổ phong nhìn xem nằm trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, phun bọt mép tử, thất khiếu máu tươi chảy như dòng nước thanh trường họa, trong lòng không khỏi tự nói. Cái này thanh trường họa, thực sự là quá hào phóng. Hắn không phải giả tẩu hỏa nhập ma, là thật tẩu hỏa nhập ma là cưỡng ép thôi động bản thân tu vi, để cho mình lâm vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Vì để cho đám người càng thêm tin chắc, đây là ngoài ý muốn, hắn thậm chí không tiếc thiêu đốt vạn năm thọ nguyên. Hắn cũng là liều a. Giờ phút này, Cổ Phong đứng trên lôi đài, nhàn nhạt một câu, vô địch thực sự là tịch mịch a. Lời nói rơi xuống, cổ phong tay áo dài hất lên, chậm rãi đi xuống lôi đài. Gió này tư thế, để người nhìn, muốn đánh người. Người còn có thể càng vô sỉ một chút sao? đặc biệt là thất tổ phía trước tu giả nguyên một đám cơ hồ phải mắng mẹ cái kia chu ninh trong mắt nước mắt chảy dài hắn là thật không cam lòng a à, vốn cho rằng đối phương dẫm vận khí cứ chó tiến vào thập nhị cường lập tức phải bị ngược ai nghĩ đến trở thành như vậy kết quả bên trên bầu trời năm vị đại nho cũng là nhìn ra vẻ mặt choáng váng gặp qua vận khí tốt chưa thấy qua tốt như vậy a à. chư vị khí vận cũng là thực lực một loại cái này cổ trần xem ra không đơn giản a à. Đệ lục đại nho lôi mặc nhàn nhạt một câu, đám người nghĩ nghĩ, cũng đều là gật đầu một cái. Trên đời này, không phải là không có khí vận chi tử, có người, trời sinh chính là tuyệt hảo thiên phú, bước đi đều có thể nhặt được bảo vật tuyệt thế, tùy tiện gặp được cái thú nhỏ, chính là thần thú ấu tử. Khí vận loại vật này, người bên cạnh xác thực hâm mộ không đến. Bất kể như thế nào, lục cường đã sinh ra, mạnh khuynh thành, hàn tâm di, hàn lãnh mạch, ngũ linh, khổng trần mặc, cổ phong. Không có dừng lại, rất nhanh vòng thứ hai bắt đầu rút thăm. Kết quả, rất mau ra đây. Trận đầu, Mạnh Khuynh Thành đối chiến Khổng Trần Mặc. Trận thứ hai, Hàn Tâm Di đối chiến Hàn Lãnh Mạch. Trận thứ ba, Cổ Phong đối chiến Ngũ Linh. Trận đầu đối chiến, rất nhanh triển khai. Lôi đài phía trên, Mạnh Khuynh Thành cùng Khổng Trần Mặc đối lập mà xem. Đây là dị thường tiêu điểm quyết đấu. Một cái là đã từng lâu đời lịch sử, kiệt xuất nhất đời chiến thánh nữ. Mà đổi thành một cái, thì là đương đại nho môn thánh tử. Lại, hai người bây giờ ân oán cực sâu, trận chiến này đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mọi người tại đây, toàn bộ ánh mắt rơi vào lôi đài phía trên, nhìn không chuyển mắt. Lôi đài phía trên, khổng chân mặc nhìn về phía mạnh khuynh thành, hào tiếng một câu, mạnh khuynh thành, rốt cuộc đến phiên người ta tỉ thí, hôm nay, ta liền muốn đưa ngươi dẫm ở dưới chân, sau đó nhường ngươi làm ta nữ nhân, sau này, mỗi ngày đánh đập ngươi. Mọi người tại đây nghe xong, đều là đi theo kích động thánh tử trí hướng thực sự là rộng lớn a à. lần này là dự định đánh bại thánh nữ sau đó chiếm lấy hắn phương tâm đem hắn đặt vào trong phòng sau mỗi ngày đánh đập đây quả thực liền bằng ngươi ha ha mạnh khuynh thành cười lạnh bây giờ nàng duy nhất coi là đối thủ người chính là cái kia ám toán mình cưỡi tích dịch thanh niên người còn lại bao quát trước mắt cái này khổng trần mặc ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới chỉ bằng ta nữ nhân niên ta nhẫn quá lâu chiến lời nói rơi xuống khổng trần mặc vọt thẳng giết mà ra. Chiến ngươi, không cần vận dụng hồn lực, không cần vận dụng thần lực, vẻn vẹn nhục thân chi lực, liền có thể đưa ngươi đánh thành chó chết. Mạnh khuynh thành mở miệng một câu, chính như lời nói, nàng hồn lực thần lực toàn bộ không có sử dụng. Giờ khắc này, mạnh khuynh thành quanh thân khí huyết bành trướng, nhục thân chi lực bộc phát, vọt thẳng giết mà ra. Trường 3415, bi kịch khổng trần mặc. Thiên mệnh bàn cờ, giết. Khổng trần mặc mở miệng, thần vương tam trọng đỉnh phong tu vi bộc phát. Giờ khắc này, hắn đàn điền thần hải bên trong toàn bộ thần lực, trong nháy mắt rút khô. Vừa lên đến, không chân mặc liền vận dụng sát chiêu. Trong cơ thể toàn bộ thần lực rút khô, trên không trung cực tốc biến hóa, cuối cùng huyễn hóa thành một bộ bàn cờ to lớn. Cái này bàn cờ, trực tiếp chụp vào mạnh khuynh thành. Nhìn thấy hướng về bản thân đập tới to lớn bàn cờ, mạnh khuynh thành sắc mặt như thường, đưa tay chính là một quyền. Oanh, một quyền này, khí thế rung trời một quyền phía dưới, cái kia bàn cờ to lớn, ẩm vang vỡ nát. Cái này, mọi người tại đây toàn bộ trợn mắt hốc mồm, khổng chân mặc thế nhưng là thần vương tam trọng đỉnh phong A, hắn hao phí toàn bộ thần lực thi triển một đòn, lại bị mạnh khuynh thành một quyền đánh bể. Kinh khủng hơn là, mạnh khuynh thành căn bản không có vận dụng hồn lực cùng thần lực, vẻn vẹn dùng sức mạnh thân thể, liền đơn giản như vậy một quyền A. Thân thể, đã đạt đến hạng gì trình độ khủng bố? Nhục thân thần vương đỉnh phong, so với ta hiếu thắng, cái này nữ nhân điên, quả thực là một hình người man thú a." À. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, thầm nghĩ trong lòng, bên này Mạnh Khuynh Thành nhìn về phía Khổng Trần Mặc, khinh thường một câu, chỉ có như thế. "Mạnh Khuynh Thành, không nghĩ tới người mạnh tới bậc này, hôm nay ta chỉ có thể động dụng bản thân thủ đoạn mạnh nhất." Khổng Trần Mặc mở miệng một câu, trong mắt lóe lên điên cuồng ý tứ. Hắn hồn lực trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. "A, à, Mạnh Khuynh Thành lông mày hơi nhíu, đã thấy Khổng Trần Mặc giờ phút này trong mắt tràn đầy vô cùng tự tin nhìn về phía mạnh khuynh thành mở miệng cười to nữ nhân tiếp đó ở ta trí cường dưới thủ đoạn run rẩy a à, hôm nay ta liền muốn người biết được cùng ta khổng trần mặc đối đầu lại là bực nào kết quả bi thảm chú chi ý cảnh mở lập tức khí hồn lực gào thét đem hắn quanh thân toàn bộ bao trùm chú chi ý cảnh mọi người tại đây trong mắt đều là mang theo chờ mong tất cả mọi người đều đi theo kích động truyền văn thánh tử đại nhân chú trị ý cảnh Sớm đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Lúc trước hắn trong lúc vô tình thi triển chú chi ý cảnh, làm hại đời chín thánh nữ, kém chút Tô vẫn chưa tỉnh lại. Cái này, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong mắt mang theo phức tạp. Bên này Mạnh Khuynh Thành gặp vậy, trong nháy mắt có loại muốn cười xúc động, nàng cố nén trong lòng ý cười, ra vẻ nghiêm túc mở miệng, quả nhiên khí thế thật là mạnh. Hiện tại, sợ, bây giờ nghĩ lên, trước đó bị ta chi phối sợ hãi sao? Nhìn thấy Mạnh Khuynh Thành sắc mặt biến hóa, Khổng Trần Mặc cười to. Ngày đó, năm vị nho môn đại nho nhất trí cho rằng Khổng Trần Mặc tu thành chú chi ý cảnh, Khổng Trần Mặc mặc dù mình không có cảm giác gì, nhưng lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa, lúc trước dựa theo năm vị đại nho nói tới, cái này chú chi ý cảnh, bởi vì quá mức nghịch thiên, một khi thi triển liền muốn gặp phản phệ, hơn nữa nguyền rủa người khác càng ác, bản thân gặp phản phệ liền càng mạnh. Trước đó thánh nữ thức tỉnh về sau, liền đối Khổng Trần Mặc xuất thủ. Ở đằng sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, Khổng Trần Mặc một mực trở thành mạnh khuynh thành nơi chút giật, mỗi ngày gặp đánh đập. Ở Khổng Trần Mặc xem ra, đây là bản thân thi triển chú trị ý cảnh, gặp phản phệ. Cho nên, Khổng Trần Mặc mỗi ngày đều đang chịu đựng. Hắn biết rõ, nếu như mình không thi triển chú trị ý cảnh, tuyệt đối không phải mạnh khuynh thành đối thủ. Cho nên, hắn một mực ẩn nhấn, rốt cuộc chờ đến hôm nay. Hôm nay, hắn không quan tâm phản phệ, hắn muốn ở tiềm long tái bên trên, dùng bản thân mạnh nhất chú trị ý cảnh đánh bại mạnh khuynh thành rửa sạch nhục nhã sợ mạnh khuynh thành nhìn xem khổng trần mặc cái kia tự tin bộ dáng càng thêm muốn cười ha ha sợ cũng muộn hôm nay ta liền nhường ngươi biết được chú trị ý cảnh lợi hại khổng trần mặc khắp khuôn mặt là tự tin ngay sau đó chỉ mạnh khuynh thành hét lớn một tiếng ta nguyền rủa mạnh khuynh thành bị thiên lôi phách mọi người tại đây trong nháy mắt vô cùng chờ mong nhưng mà qua trọn vẹn ba hơi bên trên bầu trời vậy mà không có thiên lôi hạ xuống tình huống như thế nào nói xong chú trị ý cảnh giống như quỷ thần lúc trước nổ điểm để thánh nữ vẫn chưa tỉnh lại đây thiên lôi đây ta chờ đây mạnh khuynh thành nhàn nhạt một câu chuyện gì xảy ra khổng chân mặc ánh mắt biến hóa tiếp lấy mở miệng lần nữa ta nguyền rủa mạnh khuynh thành dưới chân đại địa dạn nứt nhưng mà vẫn là không có thay đổi ta nguyền rủa mạnh khuynh thành bị trên trời rơi xuống dị thú cắn xé đáng chết ta nguyền rủa mạnh khuynh thành tàu hỏa nhập ma không có việc gì ta không tin ta nguyền rủa ta nguyền rủa lôi đài phía trên khổng chân mặc giống như phát cuồng đồng dạng không ngừng mở miệng nguyền rủa kia thiên kỳ bách quái nhưng mà lại không một ứng nghiệm đây là tình huống gì thánh tử đại nhân chú trị ý cảnh mất hiệu lực mọi người tại đây đều mộng thậm chí không ít nho thần các tu giả đều mộng bọn họ lúc trước thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thánh tử chú trị ý cảnh khủng bố a à. Bên trên bầu trời, năm vị đại nho cũng là không hiểu ra sao. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, Trần Mạc trên người cũng không chú trị ý cảnh chấn động, hắn là nhận thức thế nào bản thân tu thành. Khổng mạnh diễn giờ phút này, lại là khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy việc này lộ ra cổ quái. Thánh mẫu diệp tích tình bên kia, như cũng không nói tiếng nào, bất quá đáy mắt thần sắc hơi hơi biến hóa. Mạnh khuynh thành đánh cái hà hơi, cuối cùng nhìn về phía khổng trần mặc mở miệng tới phiên ta. Lúc trước sự tình, Người khác không biết, Mạnh Khuynh Thành bản thân lại là biết rõ, đối phương căn bản không có cái gì chú trị ý cảnh. Bây giờ, cũng nên kết thúc cuộc nháo kịch này." Lời nói rơi xuống, Mạnh Khuynh Thành trực tiếp xông ra ngoài. "A, à, ta nguyền rủa ngươi." "Ta, a, à, tiếp tục nguyền rủa a, à, ta nghe đây." "A à, a, à, nữ nhân điên, không, Mạnh Khuynh Thành, hạ thủ lưu tình." "Đừng, đừng đánh nữa, ta." "Trang diện này, quả thực quá bạo lực." Mạnh Khuynh Thành căn bản không có vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn chính là nhục thân quyền cước tăng theo cấp số cộng. Bất quá, khổng Trần mặc lại là không có nửa điểm hoàn thủ cơ hội, bị đánh kêu cha gọi mẹ. Cái này có thể không trách ta a à. cổ phong thấy một màn như vậy, trong lòng đúng là dâng lên từng tia không đành lòng. Bởi vì hắn biết rõ, là bởi vì chính mình chặt đứt mạnh khuynh thành hạo nhiên hồn lực, dẫn đến hắn thức tỉnh thất bại, đến mức về sau khổng trần mặc ngộ cho là mình tu thành chú trị ý cảnh. Chuyện này, mặc dù không phải cổ phong cố tình làm, nhưng đích xác để khổng trần mặc cóng nồi sau đó, còn để con hàng này, một mực lâm vào đối với chú trị ý cảnh mê tự tin. Bây giờ, hắn bị lừa thảm, khổng chân mặc nói đúng, đích xác có người bị dẫm ở dưới chân, bất quá đáng tiếc, người kia là chính hắn. Hắn bây giờ quần áo rách nát, mặt mũi bầm dập, cả người bị đánh gãy không biết bao nhiêu cái xương cốt, toàn bộ thân thể, đều là xương một vòng. Không, không có khả năng, ý cảnh của ta, ta không cam tâm. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng nội dung cốt truyện không phải như thế a à, bản thân ý cảnh vừa chạy kém chút để thánh nữ tô vẫn chưa tỉnh lại làm sao hôm nay liền vô dụng nếu như mình ý cảnh này sau này còn không có tác dụng hắn trong nháy mắt nhớ tới bị mạnh khuynh thành đánh đập thời gian trong lúc nhất thời buồn từ trong lòng đến sớm biết như vậy bản thân kêu gào cái gì biết sớm như vậy bản thân trực tiếp nhận thua a à. cuối cùng khổng trần mặc hôn mê bất tỉnh trận này khổng trần mặc bại Mạnh Khuynh Thành không có chút hồi hộp nào tấn cấp. Tiếp đó, trận thứ hai, Hàn Tâm Di đối chiến Hàn Lãnh Mạch. Nhưng mà, Hàn Lãnh Mạch vừa mới leo lên lôi đài, chính là trực tiếp mở miệng một câu ta nhận thua. Lời nói rơi xuống, Hàn Lãnh Mạch chính là trực tiếp đi xuống lôi đài. Trận thứ hai, Hàn Tâm Di thắng. Đối với việc này, Tô Nhã chỉ giống như cũng không có cái gì kinh ngạc, trực tiếp mở miệng. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, một vòng này, liền nhanh như vậy kết thúc bất quá mọi người suy nghĩ một chút cũng liền trong nháy mắt giật mình hàn tâm di cùng hàn lãnh mạch là huynh muội hai người chỉ có thể có một người tấn cấp như thế không muốn để cho hai bên thụ thương dứt khoát thương lượng ra một cái tấn cấp là có thể điểm đạo lý này ai cũng nghĩ đến rõ ràng lưu lại hàn tâm di là bởi vì muốn đoạt xá mạnh khuynh thành thần căn chính là hàn tâm di nàng nhất định phải trên lôi đài chiếm cứ chủ đạo vị trí cổ phong thấy một màn như vậy cũng là trong nháy mắt giật mình rất nhanh, chính là tiến hành trận thứ ba. Cổ phong cùng ngũ linh đã đứng ở lôi đài phía trên. Giờ phút này, vạn người chú ý, một lần này, cổ trần cái này ti tiện chi đồ, lại không may mắn có thể nói. Cái kia Lý Linh Nhi cực kỳ lợi hại, hắn thua không nghi ngờ. Lại cũng không có huyền nghiệp, hắn vận khí cứ cho chấm dứt. Trường 3416, Diệp tích tình chi nộ. Giờ phút này, vô số người nhao nhao nghị luận mở miệng, trong mắt mang theo chờ mong nghi vấn. Cổ phong, sớm đã đưa tới quần phẫn, tiềm long tái là nam thánh thần vực tất cả thế hệ tuổi trẻ tu giả mộng tưởng, ai không muốn ở đây tranh tài bên trong dương danh, trở thành vô số người sùng bái trẻ tuổi lãnh tụ. Mà ở tất cả mọi người nhìn lại, cổ phong chiến lược ở 120 người đại danh sách bên trong, tuyệt đối chính là Trung Du Thủy Bình, mà hết lần này tới lần khác hắn đoạn đường này vận khí cứt chó nghịch thiên, đã tiến nhập lục cường, cái này khiến không biết bao nhiêu người trong lòng khó chịu, giờ phút này tất cả mọi người hy vọng, tên kia là Lý Linh Nhi tuyệt đại nữ tử, có thể nhanh lên đem hắn đánh bại giờ phút này ánh mắt mọi người hội tụ ở lôi đài phía trên khổng mạnh diễn nhìn phía dưới trên lôi đài hai người không khỏi nhàn nhạt một câu thánh mẫu cho rằng ai sẽ thắng cổ trần diệp tích tình nhàn nhạt một câu a à, thánh mẫu tại sao như vậy phán đoán khổng mạnh diễn lập tức mở miệng hắn trong lòng có chút kinh ngạc hắn biết rõ thánh mẫu không thích cùng bản thân ngôn ngữ trước đó bản thân nhiều lần mở miệng nàng đều không có trả lời không nghĩ tới lần này vậy mà đáp lại bản thân khí vận, diệp thích tình đạm ngữ, thánh mẫu, lời nói bên trong có chuyện A. À. Khổng mạnh diễn nghe xong, tứ điều mi mau hơi nhíu lên. Con ta không phải khí vận chi tử, chẳng lẽ ta còn không thể coi trọng khí vận tốt hài tử. Diệp tích tình lạnh giọng một câu, nhìn thấy cái này cổ trần một đường vào lục cường, nàng nội tâm không khỏi liên tưởng đến khí vận hai chữ. Nghĩ đến khí vận, nàng liền không khỏi nghĩ đến bản thân phong nhi, cái kia trên con đường tu hành, tràn đầy bụi gai hài tử. Cổ phong bất kể là tuổi nhỏ, hay là về sau lần nữa đạp vào con đường tu hành lão thiên cùng hắn không có quá nhiều công bằng hắn không có núi dựa cường đại là từng bước một ở thời khắc sinh tử đi đến hiện tại lần trước tam cấp tông môn lịch luyện diệp tích tình cảm thấy cổ phong khí thức biết được cái kia phong nhai tử chính là cổ phong lại hắn lúc ấy có thần linh bát trọng tu vi về sau phong nhai tử trở thành đệ tam thống lĩnh cùng rất nhiều sự tình nàng cũng hiểu biết nàng biết rõ con của mình bây giờ là trường sinh tông tông chủ lại đang bế quan nàng hy vọng nhường nào hôm nay bản thân phong nhi cũng có thể đi tới nơi này trên sàn thi đấu cùng mình gặp một lần nhưng nàng cũng hiểu được lấy con trai mình cá tính nếu không phải đột phá đến thần vương cảnh tuyệt đối sẽ không tới gặp mình lại liên tưởng tình cảnh của mình khó có thể rời đi nho thần các biết rõ nhi tử ở nơi nào lại không thể gặp nhau trong lòng không khỏi có chút sầu não thánh mẫu người biết có ít người có một số việc vừa ra đời liền đã định trước đây là trời sinh Khổng mạnh diễn thanh âm lạnh lùng, vừa ra đời, khổng chân mặc, là ngươi nhặt về, người khổ tâm dậy bảo nhường hắn trở thành thánh tử, còn nhường hắn nhận ta làm mẫu, đây là trời sinh. Đời chín thánh nữ, sớm đã vẫn lạc, tông môn không tiếc tiêu hao vô tận tài nguyên, thậm chí năm đại nho hao tổn 100 vạn năm thọ nguyên, cũng phải thức tỉnh hắn, đây là trời sinh. Diệp tích tình càng nói trong mắt nội ý càng thịnh, mở miệng lạnh lùng một câu, con ta, là ta cái này thánh mẫu chi tử, nho thần các danh chính ngôn thuận thánh tử nhân tuyển, vì sao hết lần này tới lần khác hắn, bị người mưu hại, dù cho chuyển thế về sau, cũng bị người hãm hại, trên đường đi, chỉ có thể tràn đầy bụi gai, cái này, là trời sinh. Thánh mẫu, là người ở kiếp trước xúc phạm quy tắc. Cũng không phải là ta khổng mạnh diễn, khổng mạnh diễn nghe xong, trong mắt hơi có vẻ bất đắc dĩ, bất quá lại là mở miệng lần nữa. Kiếp trước đã qua, kiếp này, ta đã ở nho thần các, làm cái này thánh mẫu, chẳng lẽ ta còn muốn liên lụy con ta. Diệp tích tình hùng hổ dọa người kiếp này, ha ha, đương nhiên, kiếp trước bất luận, kiếp này con trai của ngươi nếu có thể trở thành nam thánh thần vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, tự nhiên, cái này thánh tử vị trí, chính là hắn. Khổng mạnh diễn nghe xong, lập tức cười một tiếng, đời chín thánh nữ nhục thân thần vương đỉnh phong, tu vi thần vương thất trọng, trước đó ngươi giảng trời sinh, con ta danh chính ngôn thuật, hiện tại ngươi lại so tu vi, tốt, rất tốt. Diệp tích tình tiếng cười bất đắc dĩ, cuối cùng lạnh lùng một câu, khổng mạnh diễn, Người tốt nhất chờ đợi người tu vi có thể ngăn chặn ta cả một đời, cũng phải chờ đợi, phu quân ta không cách nào thoát thân đến đây, bằng không, dù cho xuyên phá cái này nam thánh thần vực thiên, ta cũng muốn vì con ta, tranh đoạt thuộc về hắn. Thánh mẫu, khổng mạnh diễn nghe thấy, biến sắc, ha ha, sợ, diệp thích tình cười lạnh, sợ, ta nho môn ngàn vạn năm lâu đời tuế nguyệt, chưa bao giờ có sợ, bất quá người muốn nhớ kỹ người thân phận, người là nho môn thánh mẫu, nho môn lãnh tụ một trong, người phải biết, người chức trách khổng mạnh diễn nhìn về phía diệp tích tình ta đầu tiên là con ta chi mẫu sau đó mới là nho môn thánh mẫu vì con ta cái này thánh mẫu vị trí không muốn lại có thể thế nào diệp tích tình trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ bất kể là kiếp trước hay là kiếp này nàng cùng mình số khổ nhi tử đều là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nàng thiếu phong nhi nhiều lắm lần này nàng sẽ không lui bước nhìn xem diệp tích tình cái kia cố chấp khuôn mặt cuối cùng khổng mạnh diễn thở dài thôi dù cho không cách nào kề vai đời chín thánh nữ cổ phong cũng phải bước vào thần vương cảnh chỉ cần hắn có thể bước vào thần vương cảnh ta nho môn thánh tử vị trí vì hắn giữ lại con ta không phải kẻ yếu diệp tích tình mở miệng ngay sau đó không nói nữa khổng mạnh diễn cười khổ cuối cùng lần nữa nhìn về phía lôi đài lôi đài phía trên cổ phong cùng ngũ linh đối lập mà xem đại ca ta trực tiếp nhận thua sao ngũ linh truyền âm ở bên tai cổ phong vang lên hắn và cổ phong mặc dù có kế hoạch nhưng trong kế hoạch nhưng cũng có sơ hở không nghĩ tới hai người ở sáu tiến ba thời điểm sẽ gặp phải ngũ linh đương nhiên sẽ không cùng cổ phong thật đánh đây chính là đại ca của mình hơn nữa hắn biết rõ đánh cũng đánh không lại không được như thế trọng yếu tái sự nếu như ngươi trực tiếp nhận thua tất nhiên bị người hoài nghi cổ phong lập tức truyền âm đáp lại vậy ta cũng giống thanh trường họa như thế giả dạng làm tàu hỏa nhập ma ngũ linh nghĩ nghĩ Cảm giác cổ phong nói có đạo lý, lần nữa truyền âm. Không được, liên tục hai lần xuất hiện đối thủ tổ hỏa nhập ma, đây cũng quá giả. Cổ phong lập tức bác bỏ, nghĩ nghĩ, truyền âm, ngươi, dạng này. Nghe cổ phong lời nói về sau, ngũ linh trong lòng quả thực khóc không ra nước mắt, đại ca nghĩ biện pháp này là không sai, nhưng là quá cái kia. Đại ca, chúng ta có thể hay không thay cái, chỉ có phương pháp này, người mới có thể thua tự nhiên nhất, ngoại nhân cũng có thể nhìn không ra nửa điểm mánh khóe. Tốt ca, à, Ngũ Linh muốn khóc, nhưng suy nghĩ một chút, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao đại ca không muốn bại lộ, mình cũng không thể bại lộ quá nhiều, một trận chiến này, hai người là không có cách nào thật đánh. Hai người truyền âm rất nhiều lời nói, trên thực tế, cũng liền qua mấy hơi mà thôi. Chỉ thấy, Ngũ Linh mở miệng, "Cổ công tử, tiểu nữ gặp một lần công tử, liền rất cảm thấy thân thiết, có thể vì công tử nhảy múa một khúc." Lời nói tầm đó Ngũ Linh vừa lật tay, trong tay xuất hiện một cán sáo trúc. Đón lấy, nàng thổi sáo trúc, đón lấy, cả người thân thể, múa lên. Đồng thời, trên người, thần lực phát ra, hóa thành ngũ thải khí vụ. Đẹp, thật đẹp, cổ phong thấy một màn như vậy, ánh mắt lập tức thẳng. mười 3417, khí vận chi tử. Ngũ Linh tiếng địch êm tai, tăng thêm dáng người vũ động, ở nơi này thần lực biến thành khí vụ bên trong, giống như một chỉ trong mộng con bướm. Đừng nói, cổ phong ở đây đông đảo người vây quanh thần vương cảnh phía dưới nam tử cơ hồ toàn bộ trầm mê trong đó thậm chí một chút thần vương cảnh nam tử cũng là có chút trầm mê thật là mạnh mỹ thuật tiếng địch này vũ điệu này cùng cái kia khí vụ bản thân đều không có mỹ thuật nhưng ở nàng này trên người lại là tản ra hết sức lực hấp dẫn tự nhiên tạo thành mỹ thuật đây là tự nhiên mỹ thuật cái này không cách nào tu hành đây là thiên tư cổ trần trận này chỉ sợ thua không nghi ngờ bên trên bầu trời Tô Nhã chỉ thấy một màn như vậy, không khỏi cảm thán một câu. Mặt khác mấy phần đại nho, cũng là nhao nhao gật đầu. Thiên phú loại vật này, không cách nào học tập, đã từng thần giới bên trong, liền xuất hiện qua loại kia tuyệt đại tuyệt mỹ, hắn căn bản không cần nửa điểm tu vi, thoáng nhìn cười một tiếng, đều sẽ khiến người ta say mê, để vô số người bán mạng. Cái này, chính là tự nhiên mỹ thuật, ở mấy vị đại nho xem ra, lôi đài phía trên cái này Lý Linh Nhi chính là loại này có được tự nhiên mỹ thuật tuyệt đại giai nhân, chỉ cần đối thủ là nam tử, cái kia cơ hồ thua không nghi ngờ. Thật đẹp, nàng thi triển mỹ thuật, không đúng, đây không phải những cái kia tận lực thi triển mỹ thuật. Không sai, đây là tự nhiên mỹ thuật, là trong xương đẹp. Người nam nhân nào có thể chịu được a, à, cái này cổ Trần tất bại. Dưới lôi đài, không ít thần vương cảnh trở lên tu giả đều là bắt đầu nghị luận. Gặp lại giờ phút này lôi đài phía trên, Cổ Phong cả người, mặt giống như chư bát giới, con mắt thẳng không nói miệng há thật to ngụm nước đều muốn chảy xuống tất cả mọi người nhìn thấy cổ phong bộ dáng như thế đều cho rằng lại không lo lắng lôi đài phía trên ngũ linh dáng người vũ động phía dưới từng bước một hướng về cổ phong tới gần hắn vẻ mặt tự tin tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay ý tứ nhưng mà liền ở nàng đến cổ phong trước mặt thời điểm chỉ thấy cái kia vẻ mặt vẻ mê say cổ phong bỗng nhiên hai mắt thanh minh đón lấy một quyền hội tụ toàn thân tu vi hung hăng oanh ra không tốt, ngũ linh, kinh hô, nhưng muốn tránh, đã không kịp, cổ phong một quyền, trực tiếp đánh trúng ngực, phốc, ngũ linh phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp té bay ra ngoài. Cuối cùng, ngã xuống ở dưới lôi đài, ngũ linh tự lôi dưới đài bò lên, trong mắt tràn đầy, ngập trời nội ý, lạnh lùng một câu, người dở trò lừa bịp. Lời nói tầm đó, hắn liền muốn lần nữa xông lên lôi đài. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, tô nhã chi lạnh giọng một câu, Lý Linh Nhi, thắng bại đã phân, Trận chiến này, Cổ Trần thắng. Nghe được Tô Nhã Chi hùng hậu thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ mới phản ứng lại, đón lấy, "Tạc qua, ta dựa vào, ta không nghe lầm chứ, Cổ Trần thắng." "Điều này sao có thể? Ta đã biết, tiểu tử này trên người khẳng định có cái gì, bảo trì bản thân thanh tỉnh bảo vật, sau đó hắn một mực làm bộ trầm mê lý linh nhi mỹ thuật bên trong." "Đúng, chính là như vậy, Lý Linh Nhi cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ, một điểm phòng bị không có, đang đến gần Cổ Trần thời điểm, bị Cổ Trần một kích toàn lực đánh lén. Thần linh cửu trọng tu giả không có chút nào phòng bị, hoàn toàn buông lỏng tình huống phía dưới, bị một cái thần linh bát trọng đỉnh phong thi triển một kích toàn lực đánh lén, cứ như vậy thua. Cái này Cổ Trần lại đem Lý Linh Nhi tính toán, ban đầu ở tiểu tổ tái thời điểm, hắn liền tính toán Chu Ninh. Nếu như Lý Linh Nhi vừa lên đến liền lấy tu vi áp chế, ra tay toàn lực, tất thắng không thể nghi ngờ. Ai, lại để cho cái này Cổ Trần đầu cơ trục lợi, quả thực không có thiên lý a trong lúc nhất thời mọi người tại đây cơ hồ điên cuồng giống to lên rất nhanh mọi người đều biết cổ phong ở lúc chỗ nào đây chính là một cái vận khí cứt chó nghịch thiên lão hồ ly a à. ai vô địch thực sự là tịch mịch a à. cổ phong nhàn nhạt một câu ngay sau đó nhìn về phía dưới lôi đài ngũ linh ôm quyền mở miệng linh nhi cô nương đa tạ hừ ngũ linh hừ lạnh một tiếng hàn lãnh mạch huynh muội đã tới bên cạnh hắn ngũ linh vì sao cố ý thua hàn lãnh mạch lập tức truyền âm mở miệng Hắn biết rõ Ngũ Linh có Thần Vương tứ trọng tu vi, đối phương thần linh bát trọng, dù cho toàn lực một quyền cũng tuyệt đối không có khả năng đem hắn đánh bại. "Thiếu chủ, đến lúc này, chúng ta đã hấp dẫn quá nhiều ánh mắt, nếu như ta tiếp tục đánh, khó tránh khỏi sẽ bại lộ một ít gì, bị người biết được. Cho nên, ta trận này cố ý thua rơi, đến mức ta chân chính thủ đoạn, đến bây giờ không có bại lộ nửa phần, tất cả những thứ này cũng là vì kế hoạch cuối cùng." Ngũ Linh lập tức đáp lại, Hàn Lãnh mạch nghĩ nghĩ, mở miệng người nói không sai trước đó ta trong mắt mọi người là miễn cưỡng đánh bại cái kia đinh ngọc nhi đã bị thương thật nặng người trong mắt mọi người cũng là không có quá nhiều bản lĩnh thật sự chúng ta đã rất tốt ẩn tàng tất cả chỉ vì muội muội đại kế rất nhanh ba người đạt thành chung nhận thức ngũ linh trong lòng nhẹ nhàng thở ra còn tốt bản thân trận này giao đấu cũng không trọng yếu như thế lấy cớ rất dễ dàng liền tròn đi qua hắn biết rõ cuộc đấu kế tiếp quan hệ trọng đại sau này mình và đại ca ở dị tộc cùng nho môn có gì địa vị liền nhìn một lần này thật đúng là để thánh mẫu nói đúng bất quá đáng tiếc kẻ này dù cho khí vận cho dù tốt sau đó tất nhiên cũng phải gặp được đời chín thánh nữ đến lúc đó đem không có nửa điểm cơ hội một lần này tiềm long tái làm thánh nữ tạo thế cũng liền không sai biệt lắm khổng mạnh diễn nhìn thấy phía dưới kết quả nhàn nhạt một câu vậy cũng chưa hẳn diệp thích tình đạm ngữ a à, chẳng lẽ thánh mẫu cho rằng cái kia cổ trần sẽ thắng qua đời chín thánh nữ. Khổng mạnh diễn nghe xong, lập tức cười một tiếng, diệp tích tình không mở miệng, khổng mạnh diễn cũng không nói lời nào, tất cả mọi người, ánh mắt đều hội tụ trên lôi đài. Lôi đài phía trên, giờ phút này có ba người, cổ phong, hàn tâm di, mạnh khuynh thành, cổ phong đứng ở nơi đó, càng là trói mắt, trước đó, ai có thể nghĩ tới, hắn có thể trước ba mạnh. Tô Nhã Chi lập tức mở miệng, phía dưới nghị luận rút thăm, một người luân không, trực tiếp tấn cấp cuối cùng quyết chiến, còn thừa hai người giao đấu, thắng được một phương tiến vào cuối cùng quyết chiến. Ngay sau đó, ba người rút thăm, Hàn Tâm Di mở ra trong tay ngọc bài, dơ lên cao cao, trên đó là một cái chiến chữ. Bên này, Mạnh Khuynh Thành xuất ra ngọc bội, phía trên kia, thình lình cũng là một cái chiến chữ. Ta dựa vào, không phải đâu, mọi người tại đây đều mộng, giờ phút này, toàn bộ đều không bình tĩnh. Cổ phong cầm cái kia, luân không, chữ ngọc bài, nhàn nhạt một câu ai vô địch thực sự là tịch mịch a à, liền tìm đối thủ cũng khó khăn con hàng này vận khí là muốn nghịch thiên sao này cũng có thể hắn vậy mà tiến vào cuối cùng quyết chiến không có thiên lý a à. dưới lôi đài đám người một mảnh kêu rên cái kia chu ninh khóc nước mắt đều phải khô có đôi khi vận khí đến thật ngăn cũng ngăn không nổi a à, không còn tiếp tục cảm thán kéo cửu hận cổ phong trực tiếp đi xuống lôi đài lôi đài phía trên hàn tâm di cùng mạnh khuynh thành đối lập mà xem Trận này giao đấu, ở những người khác xem ra, cách quá xa, thánh nữ tất thắng không thể nghi ngờ. Cuối cùng cũng bắt đầu, cổ phong ánh mắt tụ vào, hắn biết rõ, một lần này giao đấu, không chỉ có quan hệ đến mạnh khuynh thành sinh tử, thậm chí nho môn tương lai. mười 3418, Hư Không Thú, vòng bán kết, nho thần các mạnh khuynh thành, đối chiến hàn gia, hàn tâm di, bắt đầu. Bên trên bầu trời, tô nhã chi, trực tiếp mở miệng một câu. Nhận thua đi, ta không tổn thương ngươi mạnh khuynh thành nhìn về phía hàn tâm di tẻ nhạt vô vị mở miệng đạm ngữ ha ha mạnh khuynh thành người quá kiêu ngạo xem ra nhiều năm qua người không nhớ kỹ a à. hàn tâm di cười lạnh mở miệng mạnh khuynh thành khẽ trao mày người nói cái gì ta nói hôm nay người tất cả đều sẽ thuộc về ta mở hàn tâm di lời nói tầm đó thể nội thần lực trong nháy mắt rút khô phô biên thần lực trong nháy mắt hội tụ biến thành một cái thần lực cửa quyền từ bầu trời mà xuống hướng về mạnh khuynh thành hung hăng đập tới. Giờ phút này, hàn tâm di trên người, tản mát ra thần vương cường giả, mới có thể có khí tức. Thần vương, đám người chấn kinh, không nghĩ tới cái này hàn tâm di ẩn tàng sâu như vậy, hắn lại có thần vương tu vi. Điêu trùng tiểu kỹ, phá cho ta, mạnh khuynh thành trong mắt, tràn đầy khinh thường, nâng lên một quyền, trực tiếp oanh ra. Oanh, cái kia thần lực cửa quyền, ở mạnh khuynh thành một quyền phía dưới, trực tiếp sụp đổ, mà cũng liền ở nơi này hỏng mất trong nháy mắt, chẳng biết lúc nào một cổ kinh khủng ý cảnh đã tràn ngập ra. bên trên bầu trời đúng là nổi lên một quả u con người màu xanh lục to lớn con mắt. ở cái kia con mắt tiếp cận bản thân trong nháy mắt, mạnh khuynh thành chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. đón lấy nàng phát hiện nguyên thần của mình lại bị cầm giữ. đồng thuật đối phương vậy mà lại đồng thuật, đây là mình đồng tộc, không chỉ là mạnh khuynh thành ở đây tất cả nho môn cao tầng trong nháy mắt ánh mắt đột biến. Ở trên Nam Thánh Thần vực, không người biết đồng thuật, chỉ có Minh đồng tộc mới có thể dùng đồng thuật. Dị tộc, cái này Hàn Tâm Di, dĩ nhiên là dị tộc, hơn nữa còn là Nam Thương Hỗn Độn chi địa dị tộc Hoàng tộc, Minh đồng tộc nhất mạch. Hừ, khổng mạnh diễn thấy một màn như vậy, lạnh rên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên. Dị tộc cùng nho môn là sinh tử đại địch, loại thời điểm này, không phân cái gì quy củ, cũng không phân cái gì lấy trưởng lần ấu, rất nhiều cao hơn liền muốn ra tay. Mà cũng ở giờ phút này, Ông, lấy quảng trường làm trung tâm, phương viên 10 vạn trưởng phạm vi, bỗng nhiên hư không xuất hiện từng đạo từng đạo khe hở. Cái này khe hở, cùng sở hữu 108 đạo. Trong nháy mắt, 108 đạo lạc ấn, từ hư không hiện lên. 108 đạo lạc ấn, trong nháy mắt liên tiếp, hóa thành kinh thiên đại trận, trận văn cực tốc khuếch tán phía dưới, hóa thành vô biên màn sáng. Cạn màn ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt đem toàn bộ quảng trường trên trời dưới đất, toàn bộ bao phủ. Trong nháy mắt, Thần tôn trở xuống, toàn bộ tu giả đều bị định trụ, không cách nào dị động mảy may. Mà rất nhiều thần tôn đều phát hiện bản thân tu vi vận chuyển cực tốc yếu bớt, lại thân thể cũng tao ngộ giam cầm, mặc dù có thể miễn cưỡng di động, nhưng cực kỳ khó khăn. Thậm chí năm đại nho giờ phút này đều cảm giác thân thể nhận lấy giam cầm lực ảnh hưởng. Tuế Nguyệt Định Thiên đại trận, diệp tích tình ánh mắt biến hóa, mở miệng một câu. Nho môn cao tầng sắc mặt toàn bộ đại biến, đơn giản là trận pháp này là một cái duyên cớ thời đại để lại cổ lão trận pháp, lại trận pháp này bố trí, chỉ ít cần ngàn năm, hơn nữa, còn cần 108 cái viễn cổ dị thú nguyên thần. Trận này một khi triển khai, sẽ đem tu giả nhục thân, nguyên thần, tất cả tất cả, toàn bộ định trụ. Mặc dù, cái này đối tôn cấp phía dưới sẽ hoàn toàn có hiệu lực. Nhưng dù cho tôn cấp tu giả, ở trong đó, cũng khó có thể hành động tự nhiên. Thậm chí, hắn có thể ảnh hưởng thần chủ cảnh cường giả. Bố trí trận này, hao thời hao lực, dị tộc có thể tại bất chi bất giác tình huống phía dưới, bố trí xuống trận pháp như thế, hiển nhiên, nho thần các, có nội ứng. Tiểu cô nương, người coi trận này, vây được bản tôn. Khổng mạnh diễn lạnh giọng một câu, bỗng nhiên đứng lên. Trong chấp nhóm này, chung quanh hắn vô số kim sắc trận văn nhau nhau sụp đổ. Hiển nhiên, đại trận một bộ phận, bị hắn cưỡng ép phá mở. Nếu như các chủ tiền bối là chân thân ở đây, tự nhiên khốn không được, bất quá đáng tiếc, ngài đây là một đạo nguyên thần phân thân, Hàn Tâm di giờ phút này, hai mắt hóa thành u lục sắc, cười lạnh một câu. Phân thân lại như thế nào? Khổng Mạnh Diễn lãnh ngữ từ bầu trời cất bước đi tới, hắn mỗi phóng ra một bước, hư không liền hiện lên vô số lôi kéo thân thể của hắn trận văn, những cái này trận văn không ngừng sụp đổ. Năm đại nho gặp vậy cũng là nhao nhao đứng dậy, hướng về lôi đài vào tới. Nhưng mà bọn họ so khổng mạnh Diễn tốc độ kém xa tít tắp, mỗi một tức mới có thể phóng ra một bước. Đông dạng, mỗi bước ra một bước, hư không chính là xuất hiện vô số sụp đổ trận văn. Tự nhiên khốn không được hồi lâu, nhưng năm hơi vậy là đủ rồi. Hàn tâm di mở miệng, dị tộc nghiệt chướng người đánh giá quá cao chính ngươi, hôm nay không cần các chủ cứu giúp, ta một người liền có thể trảm ngươi. Mạnh khuynh thành hét lớn một tiếng, giờ phút này, quanh thân khí thế bộc phát, nàng bị giam cầm nguyên thần, đúng là có tránh thoát xu thế. Ta biết, Ta một người không phải là đối thủ của ngươi, ca ca." Hàn Tâm Di quát khẽ một tiếng, chỉ thấy một bóng người trực tiếp nhảy lên lên lôi đài. Chính là Hàn Lãnh Mạch, Hàn Lãnh Mạch trong tay bấm niệm pháp quyết, bí thuật trong nháy mắt mở ra. Lập tức bên trên bầu trời, lại là một tôn to lớn ánh mắt hiện lên. Hàn Lãnh Mạch giờ phút này, hai mắt cũng biến thành u lục sắc. Hai huynh muội dưới sự khống chế, bên trên bầu trời, một đôi kia to lớn ánh mắt. Ông Mạnh Khuynh thành đầu chấn động nàng nguyên thần, lần nữa bị giam cầm, lại, lần này là hoàn toàn bị giam cầm. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện, cái kia hàn lãnh mạch tu vi, vậy mà đã đạt đến thần vương lục trọng đỉnh phong, hai huynh muội bất kỳ người nào, đều còn lâu mới là đối thủ của chính mình, nhưng giờ phút này, hai người liên thủ, lại là thi triển bí thuật, mình bị chân áp. Hàn tâm di xuất thủ, đại trận hiển hiện, là một hơi. Hàn lãnh mạch gia nhập, chân áp mạnh khuynh thành, là một hơi. Hai hơi, tất cả nói là chậm chạp, nhưng bất quá vẻn vẹn hai hơi tầm đó. Giờ phút này, khổng mạnh diễn đã phóng ra hai bước. Khổng mạnh diễn thần chủ bát trọng tu vi, nhưng bây giờ đạo này là phân thân, chỉ có thần chủ ngũ trọng. Thần chủ ngũ trọng, ở nơi này hao phí ngàn năm bố trí cổ lão trận pháp, tuế nguyệt định thân đại trận phía dưới, tốc độ vẫn là muốn bị ảnh hưởng. Hắn cách lôi đài, có năm 000 trường, chính là, chớp mắt có thể đến. Nhưng bây giờ, chịu ảnh hưởng phía dưới, hắn một hơi một bước, một bước ngàn trường, bây giờ đã bước ra 2.000 trường. Về phần, năm đại nho, tốc độ so khổng mạnh diễn chậm rất nhiều, dù cho mạnh nhất Tô Nhã Chi, tại thời khắc này, cũng vẻn vẹn đi ra 500 trường. Mà giờ khắc này, mấy vị lão tổ tông nhìn thấy lôi đài phía trên cảnh sắc, lại là ánh mắt biến đổi. Chỉ thấy, hàn lãnh mạch cùng hàn tâm di thi triển bí thuật biến hóa ra hai cái to lớn ánh mắt phía trên, đúng là riêng phần mình vươn một đầu hư ảo cánh tay. Hai đầu này hư ảo cánh tay, trực tiếp theo vào mạnh khuynh thành trái tim đón lấy, tất cả mọi người nhìn thấy, mạnh khuynh thành trên khuôn mặt quang mang thiểm thước. Một đạo tản ra cửu sắc quang mang hư ảo xương cột sống, bị hai đầu kia hư ảo bàn tay gắt gao bắt lấy. Thần căn, đây là tu hành căn bản, thần căn là linh hồn cùng nhục thân cộng đồng thai nghén, ẩn tàng tại cột sống. Tu giả tư chất, quyết định bởi tại kỳ thần căn phẩm chất. Cửu sắc thần căn, đây là thế gian hiếm có tuyệt đỉnh tư chất, chương 3419, một ngụm nuốt vào. A, à vô cùng thống khổ phía dưới, mạnh khuynh thành phát ra tiếng kêu thảm. Thần căn cùng nguyên thần tương liên cùng nhục thân tương liên, một khi bị tước đoạt, nàng sẽ triệt để hóa thành phàm nhân, loại này thống khổ, căn bản khó có thể chịu đựng. Cửu sắc, hàn tâm di cùng hàn lãnh mạch, trong mắt tràn đầy hết sức sợ hãi lẫn vui mừng. Hai người bọn họ, đã là dị tộc kỳ tài ngút trời. Nhưng hàn tâm di thần căn, chỉ có ngũ sắc, hàn lãnh mạch, thì là lục sắc, truyền văn đời chín thánh nữ có được vô thượng tư chất, chính vì vậy, năm đó nam thương hỗn độn chi địa dị tộc, không tiếc hao phí tử thân tộc cuối cùng hạch tâm người, bỏ qua sinh mệnh, cũng phải giết chết mạnh khuynh thành. Bây giờ xem xét, quả là thế, hàn tâm gì biết rõ, một khi nàng lấy được mạnh khuynh thành cái này thần căn, nàng tương lai thành tựu, chỉ ít có thể đạt tới thần chủ cảnh. Thậm chí, cái kia trong truyền thuyết thần chủ đỉnh cao, thậm chí bán đế, đều chưa hẳn không có khả năng. Ba hơi, đến hai huynh muội thi triển bí thuật, bắt lấy mạnh khuynh thành thần căn, chỉ dùng ba hơi giờ phút này khổng mạnh diễn đã bước ra ba nghìn trường ngươi dám khổng mạnh diễn nhìn thấy cảnh này tức giận một câu thanh âm này hóa thành cuồn cuộn sóng âm gào thét mà tới nhưng mà cái kia sóng âm ở bên trong đại trận rất cực nhanh nhanh suy yếu hóa thành vô hình hắn nội tâm suốt ruột như mạnh khuynh thành xảy ra chuyện nhò môn tương lai căn cơ bị hao tổn mà nam thương hỗn độn chi địa dị tộc đem càng cường đại hơn sớm biết như vậy hắn tất nhiên chân thân trở về Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch cái này dị tộc huynh muội tốn sức tâm lực, chui vào nhau thần các mục đích. Là vì mạnh khuynh thành thần căn, vì mạnh khuynh thành vô thượng tư chất. Mạnh khuynh thành, hôm nay người tất cả, đều sẽ thuộc về ta. Hàn tâm di cười to một tiếng, hồn lực thiêu đốt, bí thuật phát huy đến cực hạn. Hàn lãnh mạch nơi này, cũng là như thế. Hai người lôi kéo phía dưới, cái kia thần căn đã cơ hồ muốn thoát ly mạnh khuynh thành thân thể. Một khi thần căn thoát ly mạnh khuynh thành thân thể, hai người thành công, Hàn Tâm Di sẽ trong nháy mắt nuốt vào thần căn, sau đó trực tiếp lấy át chủ bài thoát đi nơi đây. Bốn hơi, giờ phút này, đã qua bốn hơi, khổng mạnh diễn phóng ra bốn nghìn trượng, trong mắt hắn lôi đài đã gần trong gang tấc, nhưng hắn chỉ ít còn cần một hơi thời gian. Thế nhưng là, đã không kịp, cái kia thần căn đã ở thoát ly giáp xanh, một khi thoát ly mạnh khuynh thành thân thể, mạnh khuynh thành trong nháy mắt hóa thành phế nhân. Tất cả liền đã trễ rồi, nhưng giờ khắc này, ai cũng không kịp nghĩ cách cứu viện. Mạnh Khuynh Thành trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, đó là vô cùng không cam lòng, nàng không có tuyệt vọng, có chỉ là không cam lòng. Năm đó nàng, kỳ tài ngút trời, cuối cùng bị dị tộc đánh lén, chí tử ngủ say. Hôm nay, vẫn là như thế, nàng không cam tâm, nàng còn chưa đi đến đỉnh phong, thậm chí, nàng còn có thật nhiều tiếc nuối. Giờ khắc này, trong óc nàng, vô ý thức nổi lên một cái cưới tích dịch thanh niên. Nàng còn không có tìm hắn báo thù đây cứ như vậy kết thúc sao cũng ở cái này nhìn cân treo sợi tóc thời điểm một thanh âm từ dưới lôi đài truyền ra dị tộc tạp trùng cũng dám làm tổn thương ta nho môn thánh nữ thanh âm này cực kỳ bá đạo mạnh khuynh thành vô ý thức nhìn lại lập tức thân thể run lên nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến lúc này vậy mà lại có người liều chết cứu giúp vẫn là một cái bản thân chưa bao giờ nhìn tới người giờ phút này mọi người tại đây toàn bộ mở to hai mắt nhìn chỉ thấy trong mắt bọn hắn tu vi thấp Ti tiện vận khí cứ chó nghịch thiên cái kia cổ trần, đúng là phi thân lên, trực tiếp xông lên lôi đài. Làm sao có thể, trong mắt mọi người đều tràn đầy không thể tin, cái kia bọn họ coi là phẩm hạnh ti tiện, vẫn cứ chó cổ trần, vậy mà lại ở đây thời khắc nguy hiểm, liều chết cứu giúp. Trọng điểm là, đại trận kia trói buộc, hắn là làm sao thoát khỏi. Trên thực tế, dù cho cổ phong tu hành với nguyệt ý cảnh, cũng khó có thể chống đối đại trận này, nhưng cũng may, hắn nguyên bản là ở bên bờ lôi đài, một mực chờ cơ hội, giờ phút này hắn cách lôi đài rất gần, bay lên trời, kỳ thực bất quá một trượng 3,3 mét. Cho nên, hắn càng nhanh, lại, bởi vì thông thiên cổ ngọc nguyên nhân, cổ phong phát hiện, mình ở trận pháp này bên trong, trói buộc cũng không như trong tưởng tượng lớn. Khổng mạnh diễn đều là trong mắt sáng lên, hắn thậm chí không cần cổ phong cứu mạnh khuynh thành, chỉ cần làm sơ quấy nhiễu, mình lập tức liền có thể đuổi tới. Giờ phút này, hàn tâm di cùng hàn lãnh mạch ánh mắt đột biến. Bọn họ ngàn tính vạn tính, không có tính tới cổ trần, có thể xông lên lôi đài. Bây giờ bọn họ toàn lực khống chế bí thuật, căn bản bất lực phân tâm, bọn họ một khi phân tâm, trước đó tất cả, đem cho một mồi lửa. Bất quá, cũng may, vì hôm nay, bọn họ chuẩn bị rất nhiều. Còn có át chủ bài, ngũ linh từ dưới lôi đài, phóng lên tận trời, đưa tay chính là có ngũ sắc thần lực hiện lên, hướng thẳng đến cổ phong vỗ tới, tiểu tử, người cứu không được hắn. Hàn tâm di cùng hàn lãnh mạch trong nháy mắt hoàn toàn yên tâm. Ngũ Linh Thần Vương tứ trọng tu giả, đối phương tuyệt đối không phải đối thủ. Mạnh Khuynh thành thấy một màn như vậy, trong lòng một buồn bã, đáng tiếc cái này liều chết cứu mình cổ chân, lập tức phải bởi vì chính mình mà chết. Hôm nay, ta muốn cứu thánh nữ, dù cho tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc. Cổ Phong rít lên một tiếng, quanh thân khí thế, trong nháy mắt bộc phát, cái kia sinh mệnh khí tức đều là trong nháy mắt sói mòn. Đương nhiên, đây là Cổ Phong lấy thông thiên cổ ngọc mô phỏng nhưng ở ngoại nhân xem ra, lại là vô cùng thật. Vì cứu thánh nữ, vì nho môn tương lai, người này thiêu đốt thọ nguyên. Cái này bực nào đại nghĩa a à? chỉ thấy cổ phong tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trực tiếp vào tới mạnh khuynh thành cùng dị tộc huynh muội trung gian, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm. Cái này trường kiếm, chính là tuế nguyệt kiếm, nhưng, lại không chỉ là tuế nguyệt kiếm, trong đó sáp nhập vào chảm hồn đao. Chảm hồn đao, chuyên đối linh hồn thủ đoạn, chảm, giơ tay chém xuống, Cổ phong hướng về phía hai đầu kia từ bên trên bầu trời hư ảo trong con mắt lớn dò ra, đã cơ hồ đem mạnh khuynh thành thần căn kéo ra hư ảo cánh tay, bỗng nhiên chém một cái. Bành, lập tức, hai đầu này hư ảo cánh tay, bị cổ phong trực tiếp chặt đứt. Mạnh khuynh thành bên này, mặc dù nguyên thần nhưng vẫn bị bí thuật giam cầm, nhưng lại cảm giác thân thể buông lỏng. Nàng thần căn, đã về tới thể nội, mà đổi thành một bên, dị tộc huynh muội lại là trong miệng máu tươi cùng nhau cuồng phún. Cũng ở giờ phút này, năm hơi đã đến, các ngươi hai cái nhiệt trướng, tự tìm cái chết, khổng mạnh diễn một cước đạp đến, hư không trong nháy mắt vì đó nổ tung. Đón lấy, hắn một trưởng hướng thẳng đến dị tộc hai huynh muội quét sạch đi. Nếu bại đánh chúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, hôm nay, ở toàn bộ nho môn cao thủ trước mặt, thi triển lớn như vậy mưu đồ, dị tộc hai huynh muội há lại sẽ vẻn vẹn chỉ có một lá bài tẩy. Hư không thú, mở, hàn lãnh mạch hơi vung tay một cái dị thú từ trong tay phi ra, cái này dị thú, toàn bộ thân thể bên trên, trừ bỏ một cái miệng không có cái gì. Lại chỉ gặp, con thú này trong nháy mắt biến ảo hết sức to lớn. Cái kia miệng to như chậu máu, một ngụm đem cổ trần, mạnh khuynh thành, dị tộc huynh muội cùng ngũ linh năm người, cùng cả tòa lôi đài toàn bộ nuốt vào. Nuốt vào về sau, con thú này, trong nháy mắt bảo thể mà chết, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, đại địa dạn nứt, trực tiếp sụp đổ. Khổng mạnh diễn một kích này, vô hụt